chương 2020, có mắt không biết phân biệt. Người nguyện ý lưu lại cũng không phải không thể, bất quá nhất định phải nghe theo bản thiếu phân phó, nếu như sau đó lại để cho bản thiếu nhìn người có bất kỳ làm loạn, thì không phải là chịu nhận lỗi liền có thể giải quyết. Tần Trần tiếng hừ lạnh, thật cũng không cứng rắn đưa Lô Tử An rời khỏi. Lô Tử An lúc đầu bị Tần Trần xem mặt xấu hổ, lúc này nghe nói như thế tức khắc đại hỷ, vội vàng nói, Trần Huynh ngươi yên tâm, ta Lô Tử An tuy là không đúng thứ tốt gì, nhưng nói một là một, nói hai là hai tuyệt sẽ không lá mặt lá trái điểm này xin thỉnh trần huynh yên tâm không tin nói nhiều huynh cùng bồ huynh cũng có thể vì lô mẫu làm chứng tần trần khoát khoát tay làm chứng loại chuyện này cũng không tất hắn xưa nay sẽ không tin tưởng cái gọi là bảng tường trình hắn chỉ tin tưởng hành động thực tế giải quyết lô tử an sự tình sau tần trần lập tức lại đi tới ngụy tử dương bên cạnh lúc này ngụy tử dương đã tỉnh táo lại dùng chữa thương đan dược sau thương thế trên người đã khôi phục thất thất bát bát nhưng vẫn là không gì sánh được suy yếu, bây giờ thấy tần trần đi tới, tức khắc vẻ mặt hoảng sợ cùng tâm thần bất định, một lòng phốc thông phốc thông nhảy loạn, vội vàng nói, ngụy mỗ có mắt không biết phân biệt, đắc tội trần huynh, xin thỉnh trần huynh thứ tội. Bạn đang nghe chuyện trên obukaudio.com, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trong lòng hắn sợ hãi không thôi, chỉ sợ tần trần xuống tay với hắn. Ngụy tử dương, như người vậy liền không lên đường, lão phu đều xuất ra kỳ tùy u lam hướng trần huynh bồi tội, người nói thứ tội, chẳng lẽ không có một điểm biểu thị không đợi tần trần mở miệng lô tử an liền nhảy ra làm người tích cực dẫn đầu cấp thiết muốn muốn tại tần trần phía trước biểu hiện không có cách nào ai bảo hắn bây giờ còn phải dựa vào tần trần đây ngụy tử dương trong lòng lập tức chính là đại hận nếu như không phải là bởi vì ngươi lô tử an hắn sẽ đối tần trần toát ra như vậy ý niệm trong đầu đến hắn chỉ là một cự phách võ đế lúc trước sở dĩ có dũng khí đứng ra cũng là bởi vì lô tử an đứng ra không nghĩ tới bây giờ quay đầu nhàm vào hắn ngược lại là lô tử an nhưng hắn vẫn không dám có bất kỳ phản bác nào vội vàng theo trên thân xuất ra một ít bảo vật muốn đổi lấy tần trần tha thứ những bảo vật này đều có chút quý hiếm nhưng tần trần khí sắc nhưng vẫn cũng không dễ nhìn bởi vì những bảo vật này đối với hiện tại hắn mà nói cũng không có bao nhiêu tác dụng thực tế ngụy tử dương không khỏi càng ngày càng sợ hãi hắn hiện tại cơ hồ đều có thể đem chiếc nhẫn chữ vật đều đưa cho tần trần nhưng tần trần trên mặt nhưng thủy trung không không hài lòng hắn cũng không biết nên làm cái gì bây giờ tốt. Lão Ngụy, còn ma ma thẳng thẳng làm cái gì, trên người ngươi đến còn có thứ tốt gì, còn không đều lấy ra, đường đường một cái cửu cấp trận pháp sư, không có liền một điểm thứ tốt cũng không có chứ. Lô Tử An hừ lạnh nói ra, Ngụy Tử Dương trong lòng kinh hoàng không thôi, hắn thứ tốt đều lấy ra, thế nhưng tần trần căn bản chướng mắt ha, dưới sự kinh hoàng đầu óc hắn cấp nghĩ thay đổi thật nhanh, đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng nói trần huynh người không phải mới vừa nói muốn tìm không gian kia phong ấn sao ta có biện pháp tìm được không gian kia phong ấn người có thể tìm tới không gian kia phong ấn tần trần lúc đầu khí sắc đã càng ngày càng nặng lúc này đột nhiên chân mày cao lại lộ ra vẻ hiếu kỳ tuy là bọn họ hiện trước khi đến đúng là trước không gian phong ấn sở tại địa phương nhưng tần trần nhưng có thể khẳng định bọn họ hiện trong quá khứ không gian kia phong ấn tất nhiên cùng trước địa phương đồng dạng đã triệt để biến mất hắn chỉ là muốn nhìn một chút trước không gian phong ấn nổ tung hậu trường cảnh mà thôi, ai có thể nghĩ Ngụy Tử Dương lại còn nói mình có thể tìm được không gian kia phong ấn chỗ, Tần Trần trong lòng lập tức sẽ hứng thú. Chứng kiến Tần Trần hứng thú, Ngụy Tử Dương vội vàng nói, đúng, Trần Huynh, ta xác định có thể tìm tới không gian kia phong ấn, chỉ cần đến trước không gian phong ấn địa phương, ta liền có biện pháp. Đã như vậy, vậy còn chờ gì, người bây giờ liền dẫn chúng ta qua đi. Nếu để cho bản thiếu biết ngươi đang nói dối, liền đừng trách bản thiếu thủ đoạn độc ác vô tình. Tần Trần không nghĩ tới bản thân tình cờ nhân từ một cái lại còn có như vậy thu hoạch, một đám người lúc này hướng không gian phong ấn chỗ thần tốc lao đi. Tần Trần tốc độ bọn họ rất nhanh, ước chừng sau một nén nhang, mọi người sẽ đến phong ấn chỗ. Trần Huynh, nơi này chính là trước phong ấn chỗ. Lô Tử An rất là nhiệt tâm nói ra, Tần Trần nhưng không có lên tiếng, ngược lại là mắt nhìn nhiều nguyên canh cùng bồ hưng xương, chứng kiến nhiều nguyên canh gật đầu sau, Tần Trần mới nhìn bốn phía, hành động này tức khắc để cho Lô Tử An rất là xấu hổ. Trên thực tế khỏi cần Lô Tử An đi nhắc nhở, Tần Trần cũng nhìn ra nơi này không thích hợp, nơi này lôi đình thập phần hỗn loạn, như là trải qua một hồi ba động một dạng. Đồng thời lôi đình bên trong còn ẩn chứa có từng tia từng tia tạp nham khí tức. Phía trước trong hư không có một khu vực lôi quang có vẻ hơi nông cạn, hiển nhiên là mới vừa bổ sung qua đây không bao lâu, hư không trống rỗng một khối, chính là trước không gian phòng ấn chỗ. Với lại tần trần ở chỗ này còn cảm thụ được một cổ hết sức đặc thù lực lượng, cổ lực lượng này không gì sánh được tinh thuần, tuy là thập phần yếu ớt, nhưng y nguyên chưa tán đi, để cho tần trần trong thân thể cửu tinh thần đế quyết đều xuẩn xuẩn dục động. Đúng nguyên thạch khí tức, lão nguyên thanh âm lập tức liền truyền tới, ngụy tử dương mới không gian phong ấn đi nơi nào. Tần trần đưa mắt rơi vào ngụy tử dương trên thân, hắn không phải nói mình có thể tìm được không gian phong ấn sao. Ngụy tử dương vội vàng đi tới lỗ hổng kia chỗ, bên trái nhìn một chút, bên phải nhìn một chút, tựa hồ đang đoán cái gì. Gì, này Ngụy Tử Dương suy tính phương pháp, tựa hồ là một loại trận đạo chi pháp. Tần Trần chân mày cao lại, kẻ khác nhìn không ra Ngụy Tử Dương đang làm cái gì, hắn cũng là nhìn ra một chút đoan nghê, nói không chừng này Ngụy Tử Dương thật đúng là có thể tìm tới không gian phong ấn chỗ. Lô Tử An lại đúng bất mãn lên, chứng kiến Ngụy Tử Dương không có thoáng cái nói ra không gian phong ấn chỗ, lập tức hừ lạnh nói, Ngụy Tử Dương, Người không phải nói đến đây liền có thể biết được đạo không gian phong ấn chỗ sao. Không gian kia phong ấn bây giờ ở nơi nào? Ngụy Tử Dương vội vàng nói, cho ta một chút thời gian, ta nhất định có thể tìm ra không gian kia phong ấn chỗ. Nguyên lai người đúng đang gạt chúng ta. Lô Tử An mặt sát ý, liền đối lấy Tần Trần nói, Trần Huynh, ta liền biết tiểu tử này lòng không tốt, đang trêu chúng ta, xem ra không cho hắn một cái màu sắc nhìn một cái, đúng sẽ không nói thật, Trần Huynh, loại chuyện nhỏ này, người giao cho ta tới nói sẽ đối ngụy tử dương động thủ. Tần trần mặt không nói gì, tiểu tử này dáng vẻ cũng quá mạnh liệt đi. Hắn khoát khoát tay, nhìn ngụy tử dương, cao mày nói, ngươi là muốn dùng trận pháp suy tính ra không gian kia phòng ấn chỗ. Trần huynh ngươi làm sao thấy được, ngụy tử dương thoáng cái sửng sốt, tần trần không trả lời, chỉ là dò hỏi, ngươi có mấy phần chắc chắn. Bảy thành, ngụy tử dương vội vàng nói, trước không gian phòng ấn biến mất thời điểm, ta liền nghi ngờ không gian kia phòng ấn chắc là khởi động các biện pháp đề phòng, bị tiến công sau, tự động biến mất, về sau lần thứ hai tìm được không gian phong ấn thời điểm, ta tử quan sát kỹ thật lâu, phong ấn đó xác định có một tự chủ các biện pháp đề phòng, một khi lọt vào cường đại công kích, sẽ tự động tiềm hành đến kế tiếp an toàn chút. chương 2021, yêu hỏa tấn cấp. Bất quá cái kia phong ấn các biện pháp đề phòng quá mức phức tạp, coi như là ta cũng chỉ nhìn ra một ít mánh khóe, bất quá có những thứ này mánh khóe, lại thêm nơi này một ít manh mối. Chỉ cần cho ta một ít thời gian, Ta nhất định có thể suy tính ra không gian kia phong ấn chỗ, coi như là tìm không được vị trí cụ thể, cũng có thể suy tính ra phương vị đại khái." Ngụy Tử Dương chỉ sợ Tần Trần xuống tay với hắn, sở dĩ vội vàng tiến hành giải thích. Nói như vậy, không gian này phong ấn chỗ chắc là có vết mà theo sao? Tần Trần như có điều suy nghĩ, "Chắc là như vậy, bất quá thật muốn tìm được độ khó rất cao, bởi vì không gian kia phong ấn đẳng cấp rất cao, nếu là không có cửu cấp trận pháp đế sư tu vi, thậm chí liền nhìn đều nhìn không hiểu." toàn bộ thiên lôi thành, đoán chừng cũng liền ta địa trận các ba phần người có thể xem hiểu mà thôi. Ngụy Tử Dương nói đến đây ngược lại rất tự tin, hoa ngôn xảo ngữ, ai biết thật hay giả. Lô Tử An lập tức liền hừ lạnh nói, bạn đang nghe chuyện trên obookaudio.com, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngụy Tử Dương trong lòng tức giận không thôi, nếu có cơ hội, hắn tuyệt đối phải Lô Tử An đẹp không thể, tần trần đều không nói chuyện, mỗi một lần đều là này Lô Tử An tại châm ngòi thổi gió, thật sự là để cho người ta tức giận. Đã như vậy, ngươi liền suy tính đi." Tần Trần không để ý đến Lô Tử An, hướng về phía Ngụy Tử Dương nói ra. Tuy là hắn trận pháp tạo nghệ tuyệt đối so với Ngụy Tử Dương phải thâm hậu nhiều, thế nhưng hắn lại một lần đều chưa có xem qua Không Gian Phong Ấn, ngược lại là Ngụy Tử Dương, hai lần thấy qua phong ấn nội bộ mới có thể đi vào đi suy tính. Trận đạo thứ này, cũng không phải là nói Ngụy Tử Dương nói ra phương pháp, là hắn có thể trực tiếp tiến hành suy tính, tại không nhìn thấy Không Gian Phong Ấn trước Tần Trần cơ hồ không có cách làm tiến hành suy tính. Bây giờ chỗ này coi như an toàn, mấy người các ngươi ở nơi này thật tốt đẩy coi một cái, ta còn có chút việc, lập tức trở về. Tần Trần hướng về phía nhiều nguyên canh mấy người nói một câu, cũng không đợi Lô Tử An bọn họ đáp ứng, thân hình thoát một cái, lập tức hướng lôi đình chi hải chỗ sâu lao đi. Ai, Lô Tử An tức khắc khẩn trương, Tần Trần đi nếu như nơi này xuất hiện bóng đen kia bọn họ làm sao bây giờ. Nhưng không chờ bọn họ mở miệng, Tần Trần đã biến mất ở mấy người trong tầm mắt, bọn họ do dự một chút sau, tức khắc mất đi Tần Trần tung tích. Mẹ, gia hỏa này quá phận, ỉ vào cùng với chính mình có một dị hỏa, quá không đem mấy người chúng ta để vào mắt. Lô Tử An giận quá chừng, nếu như không phải hắn còn phải dựa vào lấy Tần Trần mang chỗ hắn an toàn ra ngoài, hắn sao lại tại Tần Trần phía trước tốt như vậy nói. Bất quá hắn oán giận không có được đến nhiều nguyên canh bọn họ tán thành, nhiều nguyên canh cùng bồ hương xương đều là suy cười một tiếng, đi tới một bên hai người các ngươi ý tứ. Lô Tử An nổi giận đùng đùng nói, chính là ý này, làm sao, Lô Tử An ngươi còn muốn ra tay với chúng ta hay sao? Ba người chúng ta người nếu là liên thủ, coi như không phải đối thủ của ngươi, cũng không trở thành kém quá nhiều đi, với lại ở chỗ này, ngươi dám động thủ sao? Nhiều nguyên canh tính tình ngay thẳng, tính khi nóng nảy rất, trực tiếp nói ngay, mặt coi thường. Hắn xem thường nhất chính chỗ này loại người trước một bộ người sau một bộ ra hỏa. Lô Tử An tức đến bốc hỏa, trong lòng dũng động sát cơ, bất quá nhiều nguyên canh nói rất đúng, dưới tình huống như vậy, hắn còn thật không dám tùy tiện động thủ, chỉ có thể hừ lạnh một tiếng, đi tới một bên, cảnh giác nhìn bốn phía, phòng ngừa có bóng đen tập kích. Tần Trần rời khỏi mảnh khu vực kia sau không bao lâu, liền tại một mảnh lôi hải chi địa dừng lại, thân hình hắn lóe lên, phút chốc biến mất ở trong biển xét, tiến vào càn khôn tạo hóa ngọc điệp bên trong. Tiểu tử ngươi làm sao vào đây? Lão Nguyên nói, đương nhiên là luyện hóa kỳ tủy U Lam. Tần Trần phân phó tần ma chú ý bên ngoài sau, trực tiếp là thanh liên yêu hỏa thả ra ngoài, mà sau sẽ vừa mới lấy được kỳ tủy U Lam đưa vào thanh liên yêu hỏa bên trong. Ẩm, um, làm kỳ tủy U Lam tiến vào thanh liên yêu hỏa về sau, thanh liên yêu hỏa tức khắc tản mát ra một loại hưng phấn tâm tình, sau đó thoáng cái là kỳ tủy U Lam bao vây tại trung ương nhất, bắt đầu chậm rãi luyện hóa. Lốp bốp, Tần Trần rõ ràng cảm thụ được, tại thôn vệ kỳ tủy U Lam bên trong đồ vật sau, thanh liên yêu hỏa khí tức đang chậm rãi để thăng, như là lấy được một loại bổ dưỡng một dạng, đồng thời, thanh liên yêu hỏa liên tục cuồn cuộn nhảy lên, từng đạo thanh quang theo trong hỏa diễm bắn ra, chiếu rọi toàn bộ càn khôn tạo hóa ngọc điệp không gian đều là màu xanh. Tần Trần có một ít kinh hãi lùi lại mở vài trăm thước khoảng cách, lúc này mới phát hiện lão nguyên cũng giật mình nhìn chằm chằm bốc lên không tắt màu xanh. Lúc này thanh liên yêu hỏa biểu hiện, thậm chí so với lúc trước thôn phệ tịch diệt hôi viêm thời điểm còn kinh người hơn, dễ nhận thấy này kỳ tùy u lam đối thanh liên yêu hỏa mà nói, tác dụng mạnh hơn nhiều. Hai cái kết hợp bộc phát ra uy thế, quả thực quá kinh người. Từng giọt chất lỏng màu xanh lam theo kỳ tùy u lam trong chậm rãi luyện hóa ra, cả khối đá đều biến thành mềm đậu hũ một dạng, sau đó luyện hóa thành từng giọt dịch thể, mà loại chất lỏng này vừa xuất hiện, liền bị Thanh Liên Yêu Hỏa Tham Lam thôn phệ, rất sợ người khác tới cùng nó đoạt. Cuồn cuộn hỏa diễm càng lúc càng lớn, Tần Trần cũng có thể rõ ràng cảm thụ được Thanh Liên Yêu Hỏa biến phải càng ngày càng mạnh. Ngay từ đầu Tần Trần trên mặt còn mang theo mừng rỡ, nhưng càng về sau Sắc mặt hắn cũng càng ngày càng khó coi, bởi vì Thanh Liên Yêu Hỏa khí thế để thăng quá nhiều, màu sắc thậm chí theo nguyên bản màu xanh, chậm rãi trở thành một loại màu lam nhạt. Thanh Liên Yêu Hỏa không có đi rời bản thân trưởng không chứ? Tần Trần thử dùng tinh thần lực đi câu thông Thanh Liên Yêu Hỏa, phát hiện mình tinh thần lực và Thanh Liên Yêu Hỏa câu thông y nguyên không trở ngại, thập phần thông thuận sau mới triệt để thở phào. Đương nhiên, dù cho Thanh Liên Yêu Hỏa thật thoát khỏi Tần Trần trưởng khống, Tần Trần cũng không lo lắng. Ở chỗ này càn khôn tạo hóa ngọc điệp không gian không có bất kỳ vật gì có thể chạy ra tần trần trường khống, nhưng dù cho như vậy, tần trần cũng không muốn lần thứ hai luyện hóa thanh liên yêu hỏa. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ước chừng nửa ngày trời sau, thanh liên yêu hỏa mới chấm dứt nhảy, dần dần thu nhỏ lại, sau cùng như một đóa nụ hoa muốn nở cực đẹp nụ hoa một dạng, huyền phù ở giữa không trung, tần trần tay khẽ vẫy, thanh liên yêu hỏa lập tức phi lạc vào tần trần trong lòng bàn tay, nụ hoa giống như hỏa diễm ngoại vi mang theo nhất tầng nhạt màu lam nhạt mà hỏa diễm trung tâm nhất vẫn là cực xanh màu sắc. Phảng phất một đóa lam sắc luyện hóa chính giữa có một viên màu xanh hạt sen. Một loại vui mừng ý niệm truyền cho Tần Trần, để cho Tần Trần kinh hỉ minh bạch, Thanh Liên yêu hỏa vẫn là hắn Thanh Liên yêu hỏa, bất quá đã chiếm được lột xác. Với lại tại thôn vệ kỳ tùy u lam sau, Thanh Liên yêu hỏa sinh ra ý thức cũng càng ngày càng linh động, phảng phất có thể cùng Tần Trần câu thông một dạng, có một loại nhảy nhót cảm giác. Đương nhiên, đạo này linh trí vẫn chưa hoàn toàn sinh ra, vì vậy còn không cách nào cùng Tần Trần trực tiếp tiến hành giao lưu, nhưng đã có khả năng tiến hành đơn giản câu thông. Lúc này thanh liên yêu hỏa đã không chỉ là một đạo hỏa diễm, càng giống như đúng một cái ngây thơ mới sinh sinh mệnh, để cho Tần Trần vui mừng không thôi. chương 2022, Ngược Thôn Phệ Thanh liên yêu hỏa tấn cấp, đối Tần Trần mà nói cực trọng yếu, bên dưới hắn gặp lại quỷ gì kia bóng đen thời điểm lần thứ hai phóng xuất ra thanh liên yêu hỏa, hiệu quả tuyệt đối với lúc trước mạnh hơn nhiều. Với lại tần trần có một loại cảm giác, thanh liên yêu hỏa tại có chút lột xác sau, thậm chí có khả năng đả thương hắn. Này dĩ nhiên trở thành tần trần một đòn sát thủ, nếu như bây giờ tần trần muốn giết Lô Tử An, thậm chí không cần dùng đừng chiêu thức, chỉ cần phóng xuất ra thanh liên yêu hỏa, thì có khả năng để cho Lô Tử An ăn một bầu, vô cùng chật vật. Luyện hóa thanh liên yêu hỏa sau, tần trần cũng không có dừng lại, lập tức hướng nhiều nguyên canh bọn họ chỗ lao đi, bất quá lần này tần trần là tần ma phóng ở bên ngoài, mà cũng không có ở lại càn khôn tạo hóa ngọc điệp bên trong tần ma có thể làm hắn một đòn sát thủ, giấu ở một bên. Lúc này, ở cách nơi đây không biết rất xa một chỗ lôi đình chi hải khu vực nòng cốt. Bạn đang nghe chuyện trên obookaudio.com, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhất đạo thân mặc áo choàng thân ảnh đang ở trong biển xét chậm rãi lên xuống, kèm theo nàng lên xuống, hóa thành như đại dương minh mông lôi quang tại nàng quanh thân liên tục oanh nhiễu, quấn vòng quanh thân thể nàng. Nếu như nhìn kỹ lại, thì có khả năng nhìn người nọ trên thân tản ra từng luồng đen kịt ma khí, mà chút ma khí tại lôi đình chi hải lôi đình đánh xuống, liên tục vặn vẹo dùng rằng, bị một chút làm tiêu mòn. Thế nhưng này tiêu mòn tốc độ rất chậm, muốn dựa vào những thứ này lôi đình là này ma khí triệt để làm tiêu mòn hầu như không còn, còn không biết cần phải bao lâu. Người này đúng là đi tới lôi đình chi hải tiến hành rèn luyện trần tư tư. Nàng đi tới nơi này, đã có không ít thời gian, phát giác lôi đình chi hải lôi đình đối trong cơ thể nàng ma hồn thật có áp chế tác dụng, nhưng cũng chỉ là áp chế mà thôi, muốn là này ma khí triệt để tiêu trừ, tuyệt không phải chuyện một sớm một chiều. Trừ phi nàng tiến nhập lôi đình chi hải chỗ sâu nhất. Có thể nàng hiện tại tu vi, tùy tiện tiến nhập lôi đình chi hải chỗ sâu nhất, vậy thì không phải là đang tu luyện, mà là tại tự tìm cái chết, sở dĩ trần tư tư tại một chút thích ứng. Nàng lòng yên tĩnh như nước, so với trước tại huyễn ma uyên thạch quật thời điểm, trạng thái đã thanh tỉnh không ít, nhưng nàng trong con ngươi một chút băng lãnh cùng cừu hận nhưng thủy chung không tản đi hết ngược lại bộc phát kiên quyết cùng lạnh lùng Ai, nơi xa trong hư không, một đạo thân ảnh giấu ở vậy, xen vào hư huyễn cùng chân thật giữa, cho dù này lôi đình chi hải lôi quang, đều không cách nào bộc lộ ra nàng thân hình. Cái này tự nhiên đúng huyễn ma tông chủ, nàng bản còn tưởng rằng Trần Tư Tư khi tiến vào lôi đình chi hải sau, theo huyễn ma uyên vạn ma chi lực áp chế, Trần Tư Tư có thể khôi phục một ít lý trí, nhưng lại không nghĩ rằng hồn nhiên vô dụng, cái này hận ý đã đi sâu Trần Tư Tư nội tâm, đây là nhất đạo chấp nghiệp, đi sâu Trần Tư Tư linh hồn, không cách nào tiêu trừ. Tình yêu nam nữ, thật có khó bỏ như vậy sao? Huyễn ma tông chủ trong ánh mắt có lãnh ý. Bỗng nhiên, huyễn ma tông chủ tâm đầu kinh hoàng, một chút không hiểu cảm giác nguy hiểm theo nàng trong lòng oanh nhiễu lên, trong lòng nàng cả kinh, cấp mang ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy trong biển xét vô tật, một đạo hư vô bóng đen chẳng biết lúc nào lại đã tới trần tư tư bên cạnh. Bóng đen này thập phần hư huyễn, phảng phất không tồn tại một dạng, nếu như đổi một cái đỉnh phong võ đế tới trước, thậm chí cũng chưa chắc có thể nhìn ra bóng đen này tồn tại, nhưng đúng Huyễn Ma Tông chủ lại thấy rõ này một đạo hắc ảnh trong lòng tức khắc cả kinh dị ma tộc người không đúng không phải dị ma tộc hoặc như là dị ma tộc Huyễn Ma Tông chủ trao mày nàng ẩn giấu tại trong hư không tuy là chứng kiến bóng đen kia lại không nhúc nhích cũng không có nhắc nhở Trần Tư Tư ngược lại muốn thông qua Trần Tư Tư đến tìm hiểu ra bóng đen này lai lịch bóng đen này dễ nhận thấy cũng không phát giác Huyễn Ma Tông chủ nó lực chú ý hoàn toàn rơi vào Trần Tư Tư trên thân bị Trần Tư Tư trên thân tản mát ra ma khí hấp dẫn, chậm rãi tới gần, sau đó chợt đánh về phía Trần Tư Tư, siêu một cái nhào vào Trần Tư Tư trên lưng, muốn khống chế nàng tư duy. Đây chính là quỷ gì kia bóng đen. Hô, Trần Tư Tư hai mắt đột nhiên mở ra, hai cái con người đen kịt một màu, như là hai đạo vô hình vòng xoáy màu đen một dạng, điên cuồng xoay tròn, sau đó, trong óc nàng ma khí thoáng cái bộc phát ra, oanh, từng tia từng sợi ma khí điên cuồng dũng động, ngược lại ngược bọc lại màu đen kia bóng ma xèo xèo, này hắc sắc bóng ma hoàn toàn không ngờ tới đối phương vậy mà sẽ ngược thôn vệ nó, tức khắc hoảng sợ rằng co, từng cổ một đáng sợ thôn vệ ma lực theo nó người trước mặt trong thân thể lan truyền ra, bóng đen tức khắc không gì sánh được hoảng sợ, điên cuồng dẫy giụa, lại không giải quyết được vấn đề, lập tức bị vô tận ma khí cho xé rách đến, hóa thành tinh thuần lực lượng, dung nhập trần tư tư trong thân thể. Trần tư tư trên thân khí thức biến phải bộc phát âm lãnh cùng tại ý, vô biên tóc đen dũng động, phảng phất một cái ma nữ. Đây là một loại đặc thù tà linh, vẫn là dị ma tộc người biến dị. Nơi xa, huyễn ma tông chủ thẳng đứng lên, trên mặt có hoảng sợ cùng sợ hãi. Tại này lôi đình chi hải trong tại sao có thể có như vậy tà linh xuất hiện? Chẳng lẽ này lôi đình chi hải trong phát sinh dị biến gì? Trước bóng đen kia khống chế trần tư tư bộ dáng, cùng dị ma tộc người hoàn toàn khác biệt, khác hẳn với nàng hiểu biết bất luận một loại nào linh hồn thể. Đang ở nàng kinh nghi phía dưới, bóng tâm phát lạnh, sau đó liền thấy nơi xa trong hư không, khác có một đạo hắc ảnh xuất hiện, bóng đen kia lúc đầu cũng đang hướng nơi này lướt đến, chứng kiến lúc trước Trần Tư Tư trên thân tình trạng sau, nhìn không thấy ngũ quan trên mặt cư nhiên toát ra một vẻ hoảng sợ, nối tới lấy một hướng khác chạy thục mạng. Huyễn Ma tông chủ tâm niệm vừa động, thân hình lặng yên không một tiếng động động, trong nháy mắt dung nhập Lôi Đình chi hải trong, hướng bóng đen kia truy tung đi qua. Mà ở Huyễn Ma tông chủ vừa ly khai thời điểm, Trần Tư Tư lại cao mày đứng lên, nàng ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa một chỗ nào đó, tại thôn vệ bóng đen kia lực lượng sau, nàng mơ hồ cảm giác đến nơi đó phảng phất có từng đạo vô hình khí thức đang hấp dẫn nàng. Nàng dừng lại tu luyện, cao mày, hướng tản ra lực hấp dẫn đất mới chậm rãi bay vút qua. Tần Trần tự nhiên không biết nơi này chuyện phát sinh, sau một lát, hắn lại tới đến trước không gian phòng ấn địa phương. Trần Huynh, người cuối cùng trở về, chứng kiến Tần Trần, thẳng chờ đợi lo lắng Lô Tử An tức khắc thở vào một cái, một tảng đá lớn rơi xuống, vội vàng chào đón. Trần Huynh, ta đã suy tính ra không gian phong ấn vị trí mới. Mà không cùng Tần Trần mở miệng, Ngụy Tử Dương cũng kích động đi tới Tần Trần bên cạnh, trước tiên liền mở miệng nói. Ở đâu, Tần Trần ánh mắt sáng ngời, lập tức lại hỏi. Ngụy Tử Dương nói, ta chỉ đúng suy tính một thứ đại khái chỗ, đại hẹn ở chỗ này đi hướng Tây Nam lại đi 16, 7 vạn dặm địa phương, chính là phụ cận, đến lúc đó chúng ta tìm một chút. Tần Trần bất chấp hắn, lập tức dẫn theo Ngụy Tử Dương một đám người hướng hướng Tây Nam lao đi, Tần Trần tốc độ bọn họ cái gì cực nhanh, tuy là 17, 8 vạn dặm khoảng cách cực xa xôi, nhưng đối với võ đế cường giả mà nói lại không coi vào đâu, chỉ một điều phiền toái đúng lôi đình chi hải trong nguy hiểm. Tần Trần không biết, hắn chỗ đi phương hướng, cùng Trần Tư Tư bị triệu hoán lực phương hướng, cơ hồ tại cùng một cái phương vị. Chương 2023, Lôi Hải Tử Địa. 16, 7 vạn dặm khoảng cách rất xa, nhưng đối với Tần Trần những người này mà nói, nhưng cũng không tính đặc biệt xa cự ly xa. Vẹn vẹn mấy canh giờ sau, tần trần bọn họ cũng đã tiếp cận Ngụy Tử Dương trước chỗ tính toán ra đến chỗ, chỉ là bọn hắn càng đến gần, lại phát hiện nơi này lôi đình không gì sánh được cuồng bạo, so với ngoại vi thời điểm còn đáng sợ hơn phía trên nhiều, thậm chí đối với cửu giai hậu kỳ cử phách võ đế cũng có mơ hồ một chút đe dọa. Ngụy Tử Dương, người xác định ngươi suy tính địa phương còn muốn đi vào trong một vạn giảm. Lô Tử An khí sắc có chút khó coi, nhìn trước mắt cuồng bạo lôi đình, mang trên mặt một chút kiêng kỵ. Sẽ không sai, chính là ở chỗ này, hơn nữa còn phải đi vào trong một ít. Ngụy Tử Dương trên trán cũng mạo suốt mồ hôi, Ngụy Tử Dương, người xác định người không có, tính sai chỗ, xa hơn trong, khả năng liền đến lôi hải tử địa. Lô Tử An sắc mặt khó coi nói ra, bạn đang nghe chuyện trên obookaudio.com, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Xác định, xa hơn trong phải muốn gần lôi hải tử địa. Nhiều nguyên canh cùng bồ hương xương cũng đều hết sức ngưng trọng, khí sắc vạn phần nghiêm túc. Cái gì là lôi hải tử địa? Tần Trần Nhi hoặc hỏi, hắn kiếp trước nhưng chưa từng nghe qua lôi đình chi hải trong còn có một chỗ như vậy. Nhiều nguyên canh lập tức liền giải thích nói, lôi hải tử địa đúng này hai ba trăm năm mới xuất hiện, còn xuất hiện nguyên nhân còn không có một kết luận, ngay từ đầu chỉ là này một mảnh lôi đình chi hải khu vực phát sinh cuồng bạo, về sau cuồng bạo khu vực càng lúc càng lớn. Khi đó chúng ta thiên lôi thành người lần đầu tiên phát giác loại tình huống này thời điểm, cho là có cái gì dị bảo xuất thế, sở dĩ hấp dẫn không ít cường giả tiến nhập. Nhưng là chúng ta các đại thế lực tìm kiếm hồi lâu, cũng chưa từng tìm được có cái gì dị bảo, ngược lại thì phát giác nơi này tôi thể hiệu quả so khác địa phương tốt hơn rất nhiều. Sở dĩ mặc dù không từng phát giác dị bảo, nhưng Thiên Lôi Thành vẫn có rất nhiều cường giả bộc phát ưa thích tiến nhập trong, nhưng ai biết, này Lôi Hải tử địa so phổ thông Lôi Đình Chi Hải kinh khủng nhiều, một lần bạo loạn sau, đưa tới Thiên Lôi Thành vô số cường giả ào ào ngã xuống, tổn thất nặng nề, thậm chí có cực phách võ đế cao thủ cấp bậc ngã xuống từ đó về sau nơi đây liền được gọi là lôi hải tử địa. Nếu như không gian kia phong ấn thật ở vào lôi hải tử địa trong, mà chúng ta tùy tiện tiến nhập, một khi lôi hải tử địa phát sinh bạo loạn, chỉ sợ bọn ta đều có thể nguy hiểm. Tần Trần nghe đến đó, không khỏi âm thầm kinh hãi, này lôi hải tử địa thật không ngờ kinh khủng, liền cự phách võ đế đều phải bỏ mạng. Nhiều nguyên canh tiếp tục nói, bất quá cũng không phải chắc chắn phải chết, lôi hải tử địa tại lôi đình chi hải trong không chỉ một, bình thường chỉ có tại phát sinh lôi bạo thời điểm mới là nguy hiểm nhất, bình thường cũng còn có thể, nhưng vẫn là phải hành sự cẩn thận, hết thảy đều chỉ có thể nhìn vận khí. Tần Trần sướng sờ, này lôi hải tử địa cư nhiên không chỉ một. Nhiều nguyên canh gật đầu nói, không sai, mấy năm nay lôi đình chi hải trong xuất hiện lôi hải tử địa, sơ bộ phỏng trưng. Ít nhất, cũng có 7-8 cái, còn lôi hải chỗ sâu nhất có hay không, sẽ không người biết được. Như vậy lôi hải tử địa đến tột cùng là làm sao tạo thành. Tần Trần cao mày nói, thoáng cái xuất hiện 7-8 cái, dễ nhận thấy cũng không phải vừa khớp, tất nhiên có một loại quy luật cùng nguyên nhân. Nhiều nguyên canh lắc đầu nói nói, này cũng không rõ ràng, lôi đình chi hải lúc đầu sinh ra chính là một cái mê, ai lại có thể nói rõ được lôi hải tử địa căn nguyên đây. Tần Trần không nói gì, trong lòng vẫn còn có chút cổ quái, lôi hải tử địa là ở hai 300 năm trước xuất hiện, mà khi đó bản thân vừa lúc ngã xuống, không biết cái này sự kiện lại cùng phiêu miểu cung có liên quan gì chứ. Hiện tại chỉ cần gặp được mấy năm nay xuất hiện sự tình, Tần Trần bản năng sẽ cùng Phiêu Miểu cung liên lạc với, đây cũng không phải Tần Trần nghi thần nghi quỷ, mà là hắn biết rõ, Phiêu Miểu cung xác định đang quan tâm Lôi Đình Chi Hải bên này. Chẳng qua nếu như không gian kia phong ấn thật tại Lôi Hải tử địa trong, vây còn có chút phiền phức. Chính là biết rõ có phiền toái, Tần Trần cũng chỉ có thể đi qua nhìn một chút, không gian này phong ấn quá trọng yếu, Tần Trần không có khả năng bỏ qua. Mấy người tiếp tục thâm nhập sâu, lần này mọi người tốc độ từ từ chậm lại dù sao ngụy tử dương cũng không phải rất rõ không gian phong ấn vị trí cụ thể cũng chỉ có thể vừa đi vừa xem sau nửa canh giờ tần trần đám người tiến nhập lôi hải tử địa phạm vi đúng là nguyên bản coi như ôn hòa lôi đình chi lực cuồng bạo nhiều thậm chí để cho bồ hưng xương bực này cự phách võ đế cũng đều cảm thụ được một tia áp lực ngược lại tần trần có lôi đình huyết mạch hắn phát hiện mình tại đây lôi hải tử địa trong cư nhiên thành thạo so với lô tử an bọn họ cũng là muốn an toàn nhiều cứ như vậy một bên chú ý bay vút, một bên chậm rãi tìm kiếm, hơn một canh giờ sau, mọi người rốt cục đi tới lôi hải tử địa một nơi. Đến nơi đây sau, Ngụy Tử Dương đã không có cách nào bởi vì hắn suy tính chỉ có thể đến nơi đây, còn lại thêm vị trí cụ thể, lấy hắn tạo nghệ còn không cách nào tính toán ra tới. Trần Huynh, không gian kia phong ấn nhất định liền ở phụ cận đây. Ngụy Tử Dương lời thề son sắt nói ra, Lô Tử An sắc mặt tái xanh nói, Ngụy Tử Dương, người đem chúng ta mang tới lôi hải tử địa trong, lúc này ta chúng ta nói cái này. Ta cũng biết không gian kia phong ấn nhất định còn tại lôi đình chi hải trong, chúng ta nếu muốn vị trí cụ thể, hiện tại ngươi nói cho chúng ta biết, không gian kia phong ấn đang ở phụ cận, đến tại phụ cận nơi đó. Ngụy tử dương lộ ra vẻ lúng túng trên, cái chán thấm suốt mồ hôi, dạ dạ nói, dù sao thì tại đây mấy ngàn dặm trong phạm vi, còn cụ thể ở nói đó, ta cũng không biết. Mấy ngàn dặm phạm vi ở bên ngoài coi như là rất nhỏ, lấy bọn họ tu vi chỉ khoảng nửa khắc thì có khả năng xong, nhưng nơi này là lôi hải tử địa với lại không gian kia phong ấn thập phần bí ẩn nếu là không trực tiếp công kích bất kể là tinh thần lực và linh hồn lực đều điều tra không tới điều này khiến người ta đi nơi nào tìm nghĩ tới đây lô tử an lại là chửi ầm lên tần trần đứng ở trong biển sấm sét vừa mắt nhìn lại nơi này và địa phương khác giống nhau như đúc căn bản không nhìn ra có cái gì đặc biệt cũng không nhìn ra có cái gì không gian phong ấn vừa mắt chỉ là một mảnh lôi hải không có bất kỳ kỳ quái dấu hiệu trần huynh không bằng mấy người chúng ta thật tốt tìm một chút. Nhiều nguyên canh đi tới, mới vừa mở miệng, tần trần khí sắc bỗng nhiên ngưng lại. Hô, hắn bỗng nhiên giơ tay lên, tức khắc nhất đạo chạm lam sắc hỏa diễm xuất hiện tại trong biển sấm sét. Sau một khắc, chỉ thấy hỏa diễm kia giống như một lần màu lam nhạt lôi nhật một dạng, phóng xuất ra từng tia từng sợi ánh sáng nóng bỏng. Trong lòng mọi người cả kinh, nóng bỏng khí tức bao phủ tới, để cho bọn họ đều cảm thấy nhẹ nhẹ kiêng kỳ. Mà Lô Tử An bọn họ lần này mới xem như chân chính nhìn đến Tần Trần thanh liên yêu hỏa, không khỏi âm thầm kinh hãi. Thật đáng sợ hỏa diễm, nếu như Tần Trần dùng hỏa diễm này đối phó bọn hắn, bọn họ nhất thời thật đúng là không hẳn có thể tìm tới phương pháp phá giải, phương pháp duy nhất chỉ có thể là tế xuất phòng ngự chân bảo ngăn trở. Bất quá bọn hắn đều rất đúng nghi hoặc, không hiểu Tần Trần vì sao đột nhiên tế xuất hỏa diễm tới. Nhưng chỉ đúng chỉ khoảng nửa khắc, tất cả mọi người minh bạch Tần Trần ý tứ. Tại Lam Nhật bên dưới có một đạo nhàn nhạt cái bóng, Tần Trần cũng không có khống chế thanh liên yêu hỏa đi công kích cái bóng kia, sở dĩ mọi người còn có thể thấy cái bóng kia trốn tại khắp ngõ mách lộ ra hoảng sợ khuôn mặt. chương 2024, Cổ Kiếm Sơn Trang Thật đúng là tìm đúng địa phương, lô tử an đám người không những không sợ, ngược lại lớn vui. Dọc theo đường đi, bọn họ cũng không có gặp được quỷ gì kia cái bóng, hiện tại cư nhiên ở chỗ này gặp gỡ, có thể thấy được không gian này phong ấn vô cùng có khả năng thật sự ở nơi này. Siêu, quỷ dị kia cái bóng tại thanh liên yêu hỏa cháy xuống, vội vàng hướng một bên bay vút đi. Bạn đang nghe chuyện trên obookaudio.com, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chúng ta theo sau, tần trần lập tức điều khiển thanh liên yêu hỏa, cấp tốc truy tung đi lên. Bóng đen kia tại tần trần truy tung dưới liên tục chạy trốn, mà tần trần bọn họ lại ở phía sau liên tục đi theo, tại tới trước một khoảng cách sau, bóng đen kia cư nhiên theo tần trần dưới sự giám thị biến mất, chẳng biết đi đâu. Tất cả mọi người đúng sướng sờ, bóng đen kia đi đâu. Sau một khắc trên mặt mọi người toàn đều lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, chẳng lẽ không gian kia phong ấn liền ở phụ cận đây, bóng đen kia chạy đến đi không gian trong phong ấn. Này thật có khả năng, nếu không tại đây trong biển sấm sét bóng đen kia còn có thể chạy đi nơi đâu. Trần Huynh, xem ra không gian kia phong ấn đang ở phụ cận. Nhiều nguyên canh lập tức liền kích động nói nói, giao cho chúng ta tuyệt đối có thể lập tức tìm ra sau một lát mọi người đã ở phía trước tìm được một chỗ quỷ dị địa phương nơi này lôi hải tuy là cũng bạo loạn nhưng trong hư không nhưng thật giống như không trọn vẹn một khối một dạng có một vùng hiện ra không có quy tắc ba động trần huynh để cho ta tới lô tử an sung phong nhận việc muốn lên trước ra nói nhưng hắn còn chưa kịp động thủ đã thấy tần trần nhướng mày bỗng khoát khoát tay sau đó một quyền hướng về phía cách đó không xa một mảnh hư không đột lại chính là đấm ra một quyền. Nhất đạo kinh khủng quyền ảnh lướt qua, mới vừa rồi còn cùng chỗ khác giống nhau như đúc lôi đình chi địa, bị tần trần một quyền này mang theo một mảnh kinh người sóng gợn. Thình thịch, mảnh lôi đình tức khắc bị đánh bạo, đồng thời chẳng những lôi đình bị xé nứt mở, hư không càng là xuất hiện một mảnh chỗ trống, thậm chí lộ ra một tia gợn sóng không gian, đưa tới bốn phía lôi hải phát sinh từng đợt dũng động. Lô Tử An bọn họ hù dọa giật mình, tiếng nói trực tiếp nhảy đến yết hầu. Kháo, Trần Thiếu đang làm gì, đây là muốn người chết ha. À. Mấy sắc mặt người tất cả đều trắng, nơi này cũng không phải là phổ thông lôi đình chi địa, mà là lôi hải tử địa, nếu muốn đưa tới lôi bạo, ở đây trong những người này, ngã xuống cái một cái hai cái tuyệt đối không phải không thể nào. Chỉ là không đợi mọi người tới được đến hỏi thăm tần trần làm như vậy ý tứ, nhất đạo thân ảnh màu đen liền từ mảnh trong rung động đột nhiên bắn ra, nhanh như thiểm điện. Thân ảnh ấy tại lướt đi mảnh không gian kia trong nháy mắt, cho dù nhanh như thiểm điện mọi người cũng biết cảm giác được thân ảnh kia một chút đình trệ sau một khắc lô tử an bọn họ đã thấy rõ ràng xuất hiện tại trước mặt mọi người thân ảnh tức khắc kinh thanh gọi ra phùng kiếm chủ tại sao là ngươi ngươi tại sao lại ở chỗ này lúc đầu tần trần còn phải tiếp tục đối cái này bị bản thân bước ra người động thủ bất quá nghe được mấy người một chút bối rối âm lập tức liền ngừng xuất thủ thân ảnh màu đen lúc này đã hoàn toàn rơi vào tần trần mấy người trước mặt lại là một gã thân hình gầy yếu người đàn ông trung niên để dâu dê, ánh mắt lập lòe, lộ ra thập phần khôn khéo, chỉ là hiện tại hắn bộ dáng có một ít nhếch nhác, trên thân phải áo bảo bị xé nứt ra, lộ ra bên trong chân bảo hộ giáp, rõ ràng là bị tần trần lúc trước một chiêu kia bắn cho không có thể kịp phản ứng. Trung niên này cường giả trước là đối lô tử an đám người ôm quyền xá nói ra, lô huynh, nhiều huynh, bồ huynh, ngụy huynh, là ta, chúc mừng mấy vị chạy trốn kiếp nạn. Trung niên nam tử này nói xong, lại lần nữa xem nói với tần trần, vị bằng hữu này thật mạnh thực lực, bất quá tính cách cũng quá lớn niệm, một quyền phía dưới, thậm chí ngay cả phùng mỗ cũng không kịp ngăn cản, vừa mới thiếu chút nữa thì thụ thương. Này người giọng nói tuy là thập phần khách khí, nhưng theo lời hắn trong, tất cả mọi người vẫn là có thể cảm nhận được vẻ bất mãn cùng câu oán hận, hiển nhiên là tức giận Tần Trần lúc trước đột nhiên động thủ. Tần Trần quét đối phương một cái, ngược lại cũng không nói gì, chỉ là chắp tay nói, bản thiếu cũng chỉ là cảm thụ được một ít không thích hợp, cho nên mới xuất thủ thăm dò một cái, nếu là có ảnh hưởng đến các hạ vậy cũng chỉ có thể nói xin lỗi, bất quá các hạ lúc trước cố ý trốn ở một bên, chúng ta lúc trước đều đến như vậy lâu, để cho người ta hiểu lầm cũng là tự nhiên việc. Tần Trần trong miệng nói xin lỗi, nhưng về thần thái lại không có chút nào xin lỗi hình dạng, tức khác để cho phùng kiếm chủ giận không chỗ phát tiết. Nhưng Tần Trần lại lười để ý hắn, cao mày hướng về phía Nhiêu Nguyên Canh hỏi, Nhiêu Huynh, vị này chính là. Nhiêu Nguyên Canh vội vàng tiến lên nói, Trần Huynh, vị này chính là chúng ta thiên lôi thành cổ kiếm Sơn Trang Trang chủ Phùng Khang An, Người này một tay kiếm thuật thông thiên, người ta gọi là phùng kiếm chủ, tại ta thiên lôi thành cũng là dậm chân một cái đều rung động một phương nhân vật. Phùng Khang An chính là cổ kiếm Sơn Trang Trang chủ, này cổ kiếm Sơn Trang thế lực mặc dù không như thiên tuần hội, hành chu thương hội, ám nguyệt nhóm thế lực, nhưng cũng là thiên lôi thành trong số một thế lực lớn, so với lưu trung thương hội chắc chắn mạnh hơn, tối trọng yếu đúng, Phùng Khang An là là một gã đỉnh phong võ đế, lại thêm bởi vì là một tên kiếm khách, luận thực lực so với Lô Tử An mạnh hơn như vậy một chút. Cổ kiếm Sơn Trang, Tần Trần đang lúc nghi hoặc, Nhiêu Nguyên Canh đã đem Phùng Khang An lai lịch bí mật truyền âm nói cho Tần Trần. Đồng thời Nhiêu Nguyên Canh cùng trong lòng người cũng có chút hoảng sợ, trước Phùng Khang An vẫn ẩn núp ở chung quanh, bọn họ cư nhiên mảy may đều không còn nhận thấy được, này ẩn nấp công pháp khó tránh cũng thật đáng sợ một điểm, nếu như không là trước kia Tần Trần xuất thủ, bước ra đối phương, Phùng Khang An nếu là có lòng xấu xa, đột nhiên bạo khởi phía dưới, coi như là Lô Tử An cũng muốn ăn một bầu, khó tránh khỏi không có trọng thương. Nhiêu huynh, vị này chính là Phùng Khang An. Hồ nghi mắt nhìn Nhiêu Nguyên Canh, phát giác Nhiêu Nguyên Canh đối tần Trần Thái Độ tựa hồ có chút cung kính, nghi ngờ trong lòng phía dưới không nhịn được dò hỏi. Nhiêu Nguyên Canh lại hướng Phùng Khang An nói ra: Phùng kiếm chủ, vị này chính là Trần Thanh Huynh đệ, là theo thiên lôi thành tới, tới nơi này hỗ trợ. Trước chúng ta cũng là bởi vì Trần Huynh hỗ trợ mới tránh được một kiếp. Bằng không, lúc này chúng ta có lẽ toàn đều hóa thành một đống khô cốt. Phùng Khang An nghe được Nhiêu Nguyên Canh nói trên mặt lập tức liền lộ ra kinh ngạc biểu tình, nói chẳng lẽ nói các ngươi bị bóng đen kia phụ thể? đúng này Trần Huynh xuất thủ thay các ngươi giải vây. đúng là Phùng Khang An nhìn tần Trần khí sắc có một ít than thở, nói nghĩ không ra Tiểu Huynh đệ trẻ tuổi như vậy lại có thủ đoạn như vậy. lúc trước hỏa diễm kia ta cũng chứng kiến, xác định lợi hại, cư nhiên có thể để cho bóng đen kia nhếch nhác mà chạy. Phùng Mỗ ngược lại rất muốn biết Tiểu Huynh đệ trên thân hỏa diễm đến đúng ngọn lửa gì, lại lợi hại như vậy, để cho lão phu cũng bội phục không thôi. Phùng Khang An nhất nhất lên mặt cụ non bộ dáng, để cho Tần Trần trong lòng tức khắc cười nhạt không thôi, thản nhiên nói, chỉ là nhất đạo ngọn lửa thông thường thôi, không đáng giá nhắc tới, ngược lại Phùng kiếm chủ lúc trước ẩn nấp ở bên cạnh, thủ đoạn rất tốt, với lại hoàn toàn không chịu bóng đen kia ảnh hưởng, nghĩ đến có cái gì không được bí pháp đi. Chương 2025, quyển trục xuất hiện. Tần Trần lời này hạ xuống, đúng là hấp dẫn đến Lô Tử An đám người ánh mắt, cao mày nói, Trần huynh nói không sai, phùng kiếm chủ ngươi cư nhiên hoàn toàn không chịu bóng đen kia ảnh hưởng, không biết phùng kiếm chủ ngươi là như thế nào làm đến. Lô mỗ nhớ phải phùng huynh trước đây cũng chưa kịp vào nhập không gian trong phòng ấn chứ. Phùng Khang An lắc đầu, lộ ra nghĩ mà sợ thần sắc nói ra, trước đây phùng mỗ cũng bị bóng đen kia cho phụ thể, bất quá phùng mỗ thân là kiếm khách, ý chí nhất kiên định, vì vậy có một tí ngắn ngủi thanh tình, mà phùng mỗ chính là lợi dụng khi thời khắc thanh tình. Dùng bản thân đã từng lấy được địa hỏa thông minh hỏa đem người toàn bộ đốt cháy một lần, lúc này mới đốt chết bóng đen kia, nghĩ đến bóng đen kia nhất là e ngại hỏa diễm đi. Tần Trần ngược lại có chút kinh dị, nghĩ không ra này Phùng Khang An trên người có thông minh hỏa, thông minh hỏa mặc dù chỉ là địa hỏa, nhưng tại địa hỏa trên bảng xếp hạng lại bài danh thứ 4, tuyệt đối là cực nghịch yên hỏa diễm. Phùng huynh vì sao lại lại ở chỗ này? Lô Tử An lại cau mày nói ra, ha ha, Phùng mỗ cũng là truy tung trong một đạo hắc ảnh đi tới nơi này, nghĩ không ra gặp được mấy vị. Phùng mỗ cười cười nói, sau đó nhìn tần trần hỏi, tiểu huynh đệ, người phát giác ta đúng không phải là bởi vì ta nhìn thấy các ngươi đến, tâm tình phía trên xuất hiện một chút ba động. Bạn đang nghe chuyện trên obookaudio.com, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần trần cười nhạt cũng là không trả lời, hắn phát giác Phùng Khang An có hai nguyên nhân, cái thứ nhất là hắn linh hồn lực rất mạnh, cảm nhận thập phần nhạy cảm, cảm thụ được Phùng Khang An sở tại địa phương có cái gì không đúng, cái nguyên nhân thứ hai lại là bởi vì cảm giác được một chút nguy hiểm, chỉ có đối với hắn động sát cơ, hắn mới sẽ cảm thấy nguy hiểm, Sở dĩ Tần Trần đối Phùng Khang An nói căn bản là bán tín bán nghi, ban nãy Phùng Khang An đối với hắn động sát cơ mới để cho hắn cảm thụ được. Dù cho Phùng Khang An sát cơ nửa bí mật, nửa nhạt, Tần Trần cũng có thể cảm thụ được. Về phần đối phương tại sao sẽ đối với hắn động sát cơ, Tần Trần hiện tại còn không rõ ràng lắm, dựa theo đạo lý, đối phương nếu biết nơi này nguy hiểm, chứng kiến có thiên lôi thành đồng bạn qua đây, chắc là hưng phấn hoặc giả kích động, mà nhất không phải là động sát cơ. Trừ phi hắn phát giác cái gì, không gian phong ấn, cái ý niệm này vừa ra, Tần Trần lập tức liền xuất hiện một cái suy đoán, sở dĩ hắn căn bản là không có để ý tới Phùng Khang An, trực tiếp liền một quyền hướng về phía phía trước mảnh thoạt nhìn có một ít quỷ dị không gian đập tới. Tần Trần đấm ra một quyền sau, lập tức mang theo từng mảng lớn quyền ảnh, như là một mảnh làn sóng lớn trùng kích phía trên một khối khu vực, nếu là bình thường lôi đình chi hải khu vực, Tần Trần quyền uy sẽ giống như cuộn sóng một dạng đẩy về phía nơi xa, nhưng lần này lại như là đánh lên một khối vô hình đá ngầm một dạng, lập tức liền không cách nào đi tới lên. Đồng thời, từng đợt gợn sóng không gian tại trước mặt mọi người hiển lộ lên, một cái thật lớn quang ảnh lập tức liền như ẩn như hiện. Quả nhiên là một cái phong ấn, Tần Trần lập tức lần thứ hai đánh ra một quyền, oanh một tiếng vang thật lớn, quyền uy đánh tới, quang ảnh kia lập tức càng thêm rõ ràng, rất nhanh thì hiển lộ ra hơn phân nửa. Này Quang ảnh trong đúng là như cắt hồng sâm theo như lời vậy nạm từng cục tinh thạch, tinh thạch khảm nạm tại quang ảnh bên trong, chi chít sắp xếp, thập phần lộng lẫy, đồng thời tại quang ảnh chỗ sâu, còn có một tòa cổ xưa cung điện như ẩn như hiện, phảng phất đó là một mảnh thần bí không gian, mà trong không gian có một tòa cung điện. Từng cục tinh thạch sắp xếp, phía trên nở rộ lộng lẫy hào quang, cho dù cách không gian phong ấn căn bản không cảm giác được tinh thạch khí thức, cũng có thể theo ở bề ngoài nhìn ra, tinh thạch này tuyệt đối không phải phổ thông tinh thạch, ít nhất tuyệt đối đã vượt qua thiên vũ đại lục toàn bộ cực phẩm chân thạch đây tuyệt đối là một loại càng cao cấp hơn đồ đạc không gian phong ấn đúng là ở chỗ này lô tử an mấy người lập tức liền kích động bọn hắn bây giờ các đại thế lực cao thủ đều vào nhập không gian trong phong ấn còn kém mấy người bọn hắn chưa tiến vào trong lòng dĩ nhiên là không gì sánh được nôn nóng tần trần đúng một cái trận pháp đế sư vừa nhìn thấy cái không gian này phong ấn liền hiểu được ngụy tử dương vì sao có thể tính ra không gian phong ấn chỗ không gian này phong ấn xác định phong ấn một vùng thế giới. Với lại, này phong ấn còn có tự chủ bảo hộ công năng, một khi bị thật lớn phá hoại, liền sẽ lập tức rời đi địa phương, mà cái rời đi trên thực tế là có quy luật, chỉ cần có thể xem thấu trận pháp này nhất định kết cấu, thì có khả năng suy tính ra kế tiếp đại thể vị trí. Bất quá này phong ấn đẳng cấp rất cao, cho dù tần trần, cũng không cách nào làm đến một cái xem thấu này phong ấn tình trạng, thậm chí chi chít trận pháp trả lại cho hắn một loại đầu váng mắt hoa cảm giác xem ra muốn triệt để biết rõ ràng cái này phong ấn là không có khả năng. Tần Trần lập tức chạy tới chân chính đau đầu, nếu như không thể biết rõ ràng phong ấn kết cấu, hắn cũng chỉ có thể cùng thiên lôi thành cường giả đồng dạng, dùng sức mạnh công cách làm, nhưng lời như vậy vạn nhất sơ ý một chút, không gian phong ấn là lần nữa biến mất, khó tránh khỏi lại sẽ gặp phải phiền toái. Càng làm cho Tần Trần lo lắng đúng, này mấy thứ không gian phong ấn biến mất địa phương, càng ngày càng đi lôi đình chi hải chỗ sâu đi, lần kế nói không chừng không gian này phong ấn sẽ tiến vào lôi đình chi hải chỗ sâu nhất, đến lúc đó ngay cả mình cũng chưa chắc có thể đi qua. Mà ở tần trần hơi có chút đau đầu thời điểm, tần trần đột nhiên cảm thấy càn khôn tạo hóa ngọc điệp bên trong giường như xuất hiện một ít tiếng động. Tần trần lập tức đem cảm nhận rót vào càn khôn tạo hóa ngọc điệp bên trong, tức khắc liền thấy có một cuốn sách tại chính mình càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong sáng lên, huyền phù ở giữa không trung tản ra sương mù quang mang, dường như cùng không gian phong ấn xuất hiện một chút cảm ứng, thậm chí ngay cả càn khôn tạo hóa ngọc điệp cũng không cách nào ngăn cản loại cảm ứng này. Đúng tấm kia long ra quyển trục, tần trần trong lòng lập tức liền cả kinh, này mở quyển trục đúng là trước đây chấp pháp điện tại Bắc Thiên vực truy sát long ra thời điểm, muốn cướp đoạt bảo vật, cũng là ông tổ nhà họ long năm đó theo này lôi đình chi hải ở bên trong lấy được. Chẳng lẽ quyển trục này cùng không gian phong ấn có liên hệ nào đó? Tần trần tâm tư thay đổi thật nhanh, còn chưa kịp suy nghĩ ra, liền phát hiện này mở quyển trục như là bị một loại hấp dẫn, phút chốc theo cản khôn tạo hóa ngọc điệp bên trong xuất hiện ở bên ngoài. Quyền trục vừa xuất hiện, tần trần trong lòng lập tức chính là cả kinh, sau đó vội vàng đem quyền trục thu. Nhưng vẫn là bị phùng khang an đám người cho chứng kiến. Mà ở thu hồi quyển trục trong nháy mắt, Tần Trần cũng nhận được nhất đạo không hiểu tin tức, rốt cuộc minh bạch qua đây Phùng Khang An tại sao sẽ đối với hắn có sát cơ. Này phong ấn tại thiên lôi thành vô số cường giả dưới sự công kích đã có một ít chỗ hồng, những thứ này chỗ hồng tại phong ấn tự chủ dưới sự bảo vệ, sẽ chủ động chữa trị, bất quá coi như là chữa trị cũng cần một đoạn thời gian rất dài, nhưng chính là bởi vì này phong ấn có chỗ hồng, cũng liền có chỗ sơ hở. Mà quyển trục này phải cùng không gian này phong ấn có liên hệ nào đó, bởi vì là không gian phong ấn bị phá hư, đưa tới không gian này phong ấn thường cách một đoạn thời gian sẽ xuất hiện một vòng kỳ tính cổng vào, đến lúc đó có thể tại thông đạo mở ra trong nháy mắt, tiến nhập này trong phong ấn. Phùng Khang An trước sở dĩ ẩn giấu tại chỗ này, chính là đang đợi cái này chu kỳ tính cổng vào xuất hiện, hẳn là đang ở không lâu sau. chương 2026, một lời nói toạc ra. Minh Bạch đây hết thảy sau, Tần Trần lập tức đem quyển trục thu, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Phùng Khang An, liền thấy Phùng Khang An đôi mắt chỗ sâu một chút tham lam chợt lóe lên. Tần Trần tâm cười lạnh một tiếng, hắn biết thần bí quyển trục xuất hiện sau, tất nhiên sẽ lại đến Phùng Khang An đám người lòng mơ ước, thế nhưng hắn nhưng trong lòng thì không có chút nào lưu ý. Giờ này khắc này, hắn đã hiểu được vì sao Phùng Khang An sẽ đối với bọn họ có định ý, người này dễ nhận thấy cũng sớm đã phát giác không gian phong ấn vấn đề, biết này phong ấn sẽ không lâu sau mở, muốn độc chiếm không gian này phong ấn, sở dĩ mới đối với bọn hắn động sát tâm. Người đều là từ cá nhân những lời này Tần Trần cũng thừa nhận, thế nhưng Phùng Khang An cũng không suy nghĩ thật kỹ, coi như là hắn bây giờ có thể độc chiếm không gian này phong ấn, nhưng trước thiên tuần hội công tôn hội trưởng đám người đã đã sớm sớm tiến nhập không gian này trong phong ấn, nếu như không gian này trong phong ấn thật có bảo vật, còn đến lượt này Phùng Khang An độc chiếm. Chỉ sợ sớm đã bị sớm đi vào công tôn hội trưởng đám người tranh giành đi. Bạn đang nghe chuyện trên obookaudio.com, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mà bây giờ không gian này phong ấn hôm nay còn rất tốt tồn tại ở chỗ này, đồng thời bên trong thánh tinh còn hoàn hảo không chút tổn hại ở đó. Tần Trần trong lòng mơ hồ có một ít suy đoán, có lẽ không gian này phong ấn cũng không phải là ngoài mặt chứng kiến đơn giản như vậy. Như vậy không gian phong ấn, bên trong đến có cái gì ai cũng không biết, có lẽ trong lúc này có không muốn người biết khó khăn tồn tại. Nghĩ tới đây, Tần Trần cũng không ngay từ đầu kích động, ngược lại là cao mày rơi vào trầm tư, càng phát giác có vấn đề. Không gian này phong ấn, cổ quái. Hắn nhìn về phía Nhiêu Nguyên Canh, cao mày nói, Nhiêu Nguyên Canh, người xác định trước đây công tôn hội trưởng cùng vật dung hội trưởng bọn họ đều vọt vào không gian này trong phong ấn. Thiên chân vạn xác tận mắt nhìn thấy, không tin người hỏi bồ hưng xương bọn họ, bọn họ khi đó cũng ở tại chỗ, vậy cũng tận mắt thấy. Nhiều nguyên canh coi là tần trần không tin mình, cấp suất mồ hôi chán. Bồ hưng xương đám người liên tục gật đầu xương phải, đồng thời nhìn tần trần muốn nói lại thôi. Bọn họ cũng muốn hỏi tần trần quyển trục việc, có thể tu luyện thành cự phách võ đế đều không phải là đồ ngốc, mỗi cái phản ứng thập phần nhạy cảm, tất cả đều thì nhìn ra tần trần trên thân bay ra quyển trục cùng không gian này phong ấn có nhất định liên hệ, trong lòng hiếu kỳ khó nhịn, nhưng ngại vì tần trần uy nghiêm, nhưng lại không dám hỏi thăm, kìm nén đến cực kỳ khó chịu. Tần Trần nghe được Nhiêu Nguyên canh trả lời, hơi trầm tư, nếu như Nhiêu Nguyên canh không có, gạt người, vậy cổ quái, nhưng mặc kệ thế nào, không gian này phong ấn hắn là nhất định phải tiến nhập không thể. Nghĩ tới đây, Tần Trần không nói thêm gì nữa, khoanh chân ở một bên, tỉ mỉ suy nghĩ, đồng thời kiểm tra trước đột nhiên xuất hiện quyển trục, nhìn một chút có thể hay không được cái gì tin tức. Chứng kiến Tần Trần không nói lời nào, Phùng Khang an tức khắc liền cấp hắn sớm đã nhìn chằm chằm tần trần trước khi triển ra quyển trục, bây giờ thấy tần trần một chút cũng không có lấy đi ra ý tứ, âm thầm tức giận không thôi. Mẹ, tiểu tử này trên thân rõ ràng có năng lực câu thông không gian phong ấn đổ đạc, lại giấu riêng, một chút cũng không có hiến dâng nghị lực, không bằng hoặc là không làm, giết hắn, đoạt bảo vật, trong nháy mắt là tiểu tử này trên thân thần bí kia hỏa diếm cũng cho đoạt lại. Cái ý niệm này vừa ra, Phùng Khang An liền cũng không nhịn được nữa. Trần Huynh, không biết trước ngươi trên thân xuất hiện quyển trục là cái gì phùng mỗ xem vật này dường như cùng không gian phong ấn có liên quan gì có lẽ đối phá giải không gian này phong ấn lai lịch có tác dụng cũng không nhất định phùng khang an trực tiếp liền mở miệng đạo làm bộ hỏi tham ngữ khí tần trần liếc phùng khang an đồng dạng thản nhiên nói đây là bản thiếu đồ vật có liên quan với ngươi hệ sao phùng khang an biến sắc cao mày nói trần huynh nói thế nói sai rồi phùng mỗ cũng không phải là ngấp nghé các hạ trên thân đồ đạc mà là hôm nay chúng ta đồng tâm hiệp lực, cùng nhau phá giải không gian này phong ấn, Trần Huynh trên thân đã có manh mối, tại sao không lấy ra cho mọi người xem một chút. Tần Trần làm sao không biết Phùng Khang An đánh đúng ý định gì, còn chưa phải là nhìn chúng trên người mình quyển trục, Tần Trần trong lòng tức khắc có một ít tức giận, bản thân không có, tìm này Phùng Khang An phiền toái, không nghĩ tới này Phùng Khang An lại tìm tới chính mình. Ánh mắt trầm xuống, cười lạnh nói, Phùng kiếm chủ trừ người mang dị hỏa ở ngoài, còn là một gã trận đạo đại sư chứ bằng không há lại sẽ nhìn ra đến không gian này phong ấn sau đó không lâu liền sẽ tự động đánh mở một cái lối đi, thẳng thủ tại chỗ này. Nếu phùng kiếm chủ đều không còn thành thật với nhau, bản thiếu dựa vào cái gì đem quyển trục lấy ra. Phùng Khang An tức khắc cả kinh, trong nháy mắt liền hiểu được tần trần lại nhưng đã nhìn ra không gian này phong ấn chỗ sơ hở, mà bản thân trận pháp đại sư thân phận cư nhiên cũng bị đoán được. Trên thực tế, Phùng Khang An thật đúng là một tên trận đạo đại sư, hơn nữa còn là một tên cửu cấp trận đạo đại sư, chỉ bất quá hắn luôn luôn khiêm tốn, rất ít hiển lộ thực lực, vì vậy toàn bộ thiên lôi thành trong không người biết hắn này một thân phận thứ hai, không nghĩ tới lại bị Tần Trần một lời nói toạc ra. Lô Tử An đám người lúc đầu đối Tần Trần tư tàng quyển trục còn có chút bất mãn, hôm nay nghe thế tin tức, tức khắc cả kinh, đều khiếp sợ nhìn về phía Phùng Khang An. Bọn họ là đầu tiên là khiếp sợ không gian này phong ấn sau đó không lâu sẽ chủ động đánh mở một cái lối đi, đồng thời còn khiếp sợ đúng Phùng Khang An trận đạo đại sư thân phận. Khó trách này Phùng Khang An có thể tìm tới nơi này, nếu như trước hắn giống như Ngụy Tử Dương có tâm kế giữ lời, tất nhiên có thể nhìn ra không gian phong ấn trận pháp vết tích, đồng thời dựa vào trận pháp vết tích tìm tới nơi này. Đầy đủ mọi thứ trong nháy mắt liền rõ ràng, Phùng Khang An không khỏi âm thầm tức giận, hắn là trận pháp đại sư sự tình vẫn ẩn núp rất tốt, bây giờ lại bị Tần Trần một lời nói toạc ra, sau này hắn còn muốn ẩn giấu cái thân phận này chỉ sợ là khó lại khó. Ánh mắt của hắn trong nháy mắt liền ưng trí xuống, Băng Lãnh nói ra, Trần Huynh nói giỡn, Phùng Mỗ thật là ở trên trận pháp hơi có tạo nghệ, nhưng so với Ngụy Phó các chủ lại còn kém xa lắm, ngược lại Trần Huynh chỉ là một cái nho nhỏ trung kỳ đỉnh phong võ đế, người mang hai đại dị bảo, cư nhiên cũng dám ở này lôi Đình Chi Hải trong tung hoành, ha ha, thật đúng là có mật. Hắn tận lực đưa ra tần Trần trung kỳ đỉnh phong võ đế tu vi cùng dị bảo, chính là muốn gây nên Lô Tử An bọn họ lòng mơ ước, Phùng Khang An mặc dù không rõ ràng Lô Tử An bọn họ tại sao lại đối tần Trần cung kính như thế nhưng nghĩ đến cũng đúng bởi vì tần trần trên người có dị hỏa, có khả năng xua tan bóng đen, đã từng đã cứu Lô Tử An bọn họ. Phùng Khang An vô cùng rõ ràng, Lô Tử An bọn họ mặc dù sẽ bởi vì tần trần ân cứu mạng mà đối với hắn có một ít cung kính, nhưng có thể tại thiên lôi thành đặt chân cự phách võ đế, người nào là thiện lương hạng người. Chỉ cần nhẹ nhàng cổ động một cái, tất nhiên sẽ đưa tới trong lòng bọn họ ác nghiệp. Đến lúc đó bản thân lại thêm một cây đuốc, thậm chí khỏi cần tự mình động thủ, đã có người sẽ thay tự mình ra tay nghĩ tới đây, Phùng Khang An lập tức cười đối Lô Tử An nói: "Lô huynh, chư vị, chẳng lẽ các ngươi không muốn biết quyển trục đến là cái gì không?" Có thể nhường cho Phùng Khang An cảm thấy quỷ dị đúng, hắn này giọng nói rơi xuống, Lô Tử An bốn người chẳng những không có phụ họa, ngược lại là dùng nhất nhất biểu tình cổ quái nhìn hắn, ánh mắt kia, không gì sánh được kỳ quái. Chương 2027, cổ kiếm bí thuật. Phùng Khang An nghi ngờ trong lòng, mơ hồ cảm giác được bản thân dường như tính sai cái gì, nhưng đến bây giờ hắn cũng không có thể bỏ vở nửa chừng, thấy Lô Tử An bọn họ không nói gì, chỉ được bản thân băng lãnh nhìn Tần Trần nói, tiểu huynh đệ, phùng mỗ chỉ là muốn mượn các hạ trên thân quyển trục xem một chút mà thôi, người bộ dáng này là không cho phùng mỗ mặt mũi. Nói xong lời này thời điểm, một cổ đại diện đỉnh phong võ đế sát khí tức khắc tuôn trào ra, cả kinh một bên nhiêu nguyên canh cùng bồ hưng xương mặt hơi biến sắc, không khỏi ào ào lùi lại hai bước. Tần Trần nghe lời này một cái, thấy loại khí thế này, tức khắc nộ theo tâm lên, bản thân không có, tìm này Phùng Khang An phiền toái, hắn lại đi tới trước mặt mình trang bước tới. Làm câu nói tiếp theo đều lười nói, sát lục quyền ý dũng động, một quyền hướng Phùng Khang An tức khắc liền đập tới. Sát đạo quyền ý, bạn đang nghe chuyện trên obookaudio.com, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhất đạo kinh khủng quyền mang xuất hiện ở trong thiên địa, oanh đập đi, trong nháy mắt liền xẹt qua vô tận không gian, vào tới Phùng Khang An trước người. Phùng Khang An nguyên vốn cho là mình đe dọa một phen, Tần Trần lập tức phải đi vào khuôn khổ. Hắn cho rằng Tần Trần trẻ tuổi như vậy, đồng thời hiển lộ ra Tu Vi chỉ là trung kỳ đỉnh phong võ đế, coi như là ẩn nấp Tu Vi, còn trẻ như vậy đỉnh thiên cũng liền cự phách võ đế mà thôi. Nhưng hắn lại nghĩ không ra Tần Trần vậy mà nửa điểm đều không sợ, không đợi hắn nói tiếp đe dọa nói, cũng đã xuất thủ. Thật can đảm, Phùng Khang An tức giận tức khắc phun trào khỏi đến, trong lòng ngược lại mừng như điên không thôi, lúc đầu hắn tìm Tần Trần trên thân quyển trục, Tần Trần nếu là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, hắn ngược lại vẫn không tốt quá mức phát tác, ai biết Tần Trần cư nhiên trực tiếp động thủ, như vậy bản thân vừa lúc là trên người hắn thần bí kia hỏa diễm cũng cho cùng nhau cho đoạt lại. Không đợi Tần Trần quyền mang đi tới trước người, Phùng Khang An trong tay chợt xuất hiện một thanh cổ kiếm, phù phù, cổ kiếm xuất hiện, vô tận kiếm quang thông thiên triệt địa, thoáng chốc là này lôi hải chi địa hóa thành một mảnh kiếm thế giới, nhất đạo kiếm vực trong nháy mắt bao phủ ở trên sân tất cả mọi người. Cổ kiếm nở rộ ánh sáng chói mắt, từng đạo màu đỏ kiếm quang thông thiên, sau đó xen lẫn vô tận kiếm khí nổ bắn ra hướng tần trần đánh ra quyền mang. Dựa theo Phùng Khang An ý kiến đúng, hắn bắn nguyệt cổ kiếm một khi thôi động, kiếm khí có thể trực tiếp tiêu diệt tần trần quyền mang, sau đó là tần trần cắn giết thành mảnh vụn, lấy được trên người hắn chiếc nhẫn chữ vật cùng bảo vật. Ken kết ken kết, bán nguyệt cổ kiếm kích xạ ra màu đỏ kiếm quang cùng tần trần quyền mang đụng vào nhau, phát ra từng đợt ken kết thanh âm, giống như bị đánh nát ngọc vỡ một dạng, liên miên không ngừng. Âm, những kiếm khí kia cùng quyền mang va chạm sau, bán nguyệt cổ kiếm lại cùng tần trần nắm đấm hoàn toàn đụng vào nhau, phát ra một tiếng nổ kinh thiên tiếng, mơ hồ có lưỡi mắc tiếng vang lên. Cái gì, Phùng Khang An thất kinh, hắn một kiếm này phía dưới, phổ thông cử phách võ đế đều có thể trọng thương, thậm chí ngã xuống, bình thường đế binh đều khó ngăn cản, nhưng tần trần vậy mà dùng quả đấm ngăn trở, điều này sao có thể chứ? Bản thân bán nguyệt cổ kiếm thế nhưng cổ kiếm sơn trang trọng bảo, cư nhiên bị một đôi nhục quyền đầu cản được quả thực mới nghe lần đầu, sắc mặt hắn tức khác chính là đại biến, lúc này hắn đã minh bạch, tần trần tuyệt đối không có chính mình tưởng tượng đơn giản như vậy, hắn không hề nghĩ ngợi, kiếm quang thay đổi, chân nguyên trong cơ thể đổ xuống mà ra, tức khắc vô tận kiếm trụ hiện lên ở trong thiên địa, hóa thành một vùng tù lao cũng tựa như, hướng tần trần bạo dũng mà tới. Cổ kiếm lao lung, từ căn kiếm trụ, tạo thành từng mảnh một hư ảnh, lại diễn hóa thành một mảnh đại trận một giạc, là tần trần bao vây tại trong, tại u u nghiền ép, kiếm trụ tạo thành kiếm quang như muốn là cửu trọng thiên đều chọc. Ken két két, bốn phía hư không đung đưa, phảng phất thừa nhận không được cổ uy áp này, này một cổ lực lượng thật đáng sợ, phảng phất có thể hủy thiên diệt địa giống như. Đúng cổ kiếm bí thuật, tại này cổ kiếm khí dưới sự uy áp, lộ tử an đám người không gì sánh được hít một hơi lãnh khí, ánh mắt ngưng lại, bọn họ cũng đều biết cổ kiếm trang chủ Phùng Khang An có một tay cổ kiếm bí thuật thông thiên triệt địa, nhưng trước kia không có tự thân giao thủ qua, vì vậy không biết rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ, hiện đang cảm thụ đến này một cổ kiếm khí uy áp sau, không gì sánh được biến sắc, biết lời đồn không phải là giả. Kiếm khí kia nở rộ vô tận uy áp, bọn họ còn chưa từng ở vào chính giữa kiếm trận, cũng đã cảm thấy cật lực cùng hoảng sợ, nếu như giống như Tần Trần một dạng bị kiếm kia trận bao vây, lại sẽ là một cái dạng gì kết quả. Nghĩ tới đây, nhiều nguyên canh bọn họ ào ào biến sắc không thôi. Kiếm trụ bên trong, Tần Trần nhíu mày, âm thầm buồn bực không thôi. Không thể không nói này Phùng Khang An thực lực so Lô Tử An mạnh hơn quá nhiều. Ít nhất mạnh khoảng 3 phần 10, với lại Phùng Khang An là một gã kiếm khách. Kiếm khách, am hiểu nhất chính là tiến công, lại thêm tần trần trên thân không có tiện tay vũ khí, thần bí kiếm gì cùng thiên lôi kiếm cũng không quá thích hợp thi triển, trấn ma đỉnh các loại liền càng không cần phải nói, lập tức liền nhíu mày. Mà lúc này, hắn cũng chứng kiến kiếm trận bên ngoài Lô Tử An mấy người chỉ là ở đó khiếp sợ sững sờ, tức khắc nổi giận mắng, mấy người các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? còn không động thủ cho ta giết ra hỏa này chẳng lẽ còn nghĩ ở một bên xem cuộc vui hay sao bị kiếm trận bao vây tần trần trên mặt bất đắc dĩ trong lòng ngược lại không có bất kỳ lo lắng lấy hắn hiện tại tu vi coi như là phùng khang an cường thịnh trở lại gấp đôi cũng mơ tưởng có thể giết chết hắn nghe được tần trần tức giận mắng sau lột tử an bọn họ đều là sững sờ trong lòng lập tức trù trừ bọn hắn bây giờ có hai lựa chọn một là nghe theo tần trần mệnh lệch liên thủ đối phó phùng khang an một cái khác chính là tùy ý Phùng Khang An giết chết Tần Trần, này hai lựa chọn mặc kệ người, bọn họ đều đứng ở thế bất bại. Tại tất cả mọi người đang do dự, nhiều nguyên canh lại đúng người đầu tiên xuất thủ, hắn giơ tay chính là mấy đạo màu đỏ quang mang nổ bắn ra ra, hóa thành mấy đạo trường mâu một dạng đâm về phía Phùng Khang An. Phùng Khang An thân thể dung một cái, mấy đạo vô hình kiếm khí ra hiện ở bên người hắn, kiếm khí dũng động, trong nháy mắt là nhiều nguyên canh đâm ra chân nguyên trường mâu ngăn trở, đồng thời lệnh giọng nói nhiều nguyên canh ngươi làm cái gì vậy đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi nơi này không có ngươi sự tình phùng khang an người mau mau dừng tay trần huynh chính là nhiều mẫu ân nhân cứu mạng ngươi nếu là động thủ lần nữa nhiều mẫu chính là thịt nát xương tan cũng quyết không thể để cho ngươi giết trần huynh nhiều nguyên canh gầm lên nói ra trên đỉnh đầu vô hình huyết mạch chi lực nở rộ thoáng chốc nhất đạo như là hình thú một dạng hư ảnh xuất hiện để cho nhiều nguyên canh cả người lực lượng trở nên tăng vọt toát ra sấm nhân uy áp. Mấy người các ngươi còn đứng ngây đó làm gì, chẳng lẽ là nghĩ ở một bên xem cuộc vui, tốt làm ngư ông thủ lợi. Tần Trần nhìn không động Lô Tử An mấy người, tại trong kiếm trận ngăn cản đồng thời, tiếp tục lạnh giọng quát lên. Lô Tử An đám người cái chán thấm suốt mồ hôi, trong bồ hưng xương khẽ cắn môi, lúc đầu chứng kiến nhiều nguyên canh xuất thủ, trong lòng thì có chút tự trách, bây giờ nghe Tần Trần mở miệng, cũng chiến đoàn, hướng về phía Phùng Khang An nói, Phùng Kiếm Chủ, Trần Huynh trước đã cứu bổ một, xin thỉnh chịu thua đi. Hắn vừa nói, trong tay xuất hiện một thanh đan giản, đan giản hóa thành một phương núi cao, trực tiếp giáng xuống. chương 2028, ngươi làm cái gì? Âm, um, giản ảnh mê mông, đánh vào kiếm trụ trên, tức khắc nổ bắn ra đạo Việt sóng gợn, để cho kiếm trận một trận lay động. Bồ hưng xương đám người giàu gì cũng là cửa phách võ đế, ra dưới tay, uy lực kinh người. Chỉ là Phùng Khang An thân là cổ kiếm trang chủ, thực lực mạnh, vượt xa bọn họ, tại phong tỏa ngăn cản tần trần dưới tình huống, y nguyên ngăn trở nhiều nguyên canh cùng bồ hưng xương tiến công. Bồ hưng xương, chẳng lẽ ngươi cũng muốn ngỗ nghịch lão phu sao? Phùng Khang An tức giận nói ra, bạn đang nghe chuyện trên obookaudio.com, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hắn không nghĩ tới tự mình động thủ sau, vậy mà liên tục xuất hiện hai cái ngoài ý muốn, cái thứ nhất là bản thân không có thể một chiêu là tần trần bắt, cho hắn hỏa hoãn cơ hội, thứ hai còn lại là không nghĩ tới nhiều nguyên canh cùng bồ hương xương sẽ tại tự mình động thủ sau, lại vẫn dám vì tần trần xuất đầu. Chẳng lẽ bọn họ không sợ bản thân giết tiểu tử kia sau đó mới đến đối phó bọn hắn sao? Phùng Khang An trong lòng không khỏi tức giận không thôi, nếu như không phải suy nghĩ đến nơi đây còn có người khác tại nói, hắn có lẽ liền nhiều nguyên canh cùng bồ hương xương cũng cùng nhau giết, nhưng bởi vì Lô Tử An còn ở nơi này, lại làm cho hắn hết sức kiêng kỵ. Nhiều nguyên canh ba người chỉ là cử phách võ đế, hắn cũng không tại để ở trong lòng, nhưng Lô Tử An cũng là đỉnh phong võ đế, tuy là thực lực không bằng hắn, nhưng đối phương nếu là nhất tâm muốn chạy, bản thân muốn giữ đối phương lại độ khó cũng cực cao, có người này đến, hắn thì không thể tùy tiện chém giết nhiều nguyên canh cùng bồ hưng xương. Thiên tuần hội cùng hành chu thương hội đáng sợ Phùng Khang An rất rõ ràng, không phải hiện tại hắn có thể vì địch. Nghĩ tới đây, Phùng Khang An lập tức liền quát lạnh, chư vị, chớ ngu, người ta đều biết, cái gì ân cứu mạng đều không hơn được nữa lợi ích, các người trước theo người này cùng nhau tới trước, nghĩ đến là bởi vì trên người người này dị hỏa, có thể bảo trụ các ngươi an toàn, mới nghe theo người này an bài. Hôm nay Phùng Mỗ ở nơi này hứa hẹn, nếu là chư vị có thể theo ta là người này chém giết, Phùng Mỗ có thể bảo đảm không lấy trên người người này dị hỏa, mà là dị hỏa giao cho các ngươi. Về phần Phùng Mỗ bản thân, chỉ là muốn biết quyển trục lai lịch mà thôi, mà chư vị chỉ cần có dị hỏa, tự nhiên không cần sợ quỷ dị kia bóng đen, ăn nhờ ở đậu cùng mình có thể không hái sợ bóng đen, giữa hai cái này ai mạnh ai yếu, cũng không cần phùng mỗi nhiều lời chứ. Phùng Khang An biết thứ gì đều đánh không lại lợi ích, lập tức sẽ dùng tần trần trên thân dị hỏa đến mê hoặc lô tử an đám người, chỉ cần lô tử an mấy người không giúp tần trần, đợi hắn giết tần trần sau, nữa phân phối thế nào chiến lợi phẩm, còn chưa phải là hắn nói tính. Phùng Khang An vừa nói, lô tử an cùng ngụy Tử Dương trong nháy mắt hành động, hai người bọn họ trước thế nhưng bị tần trần cả thảm rất, đặc biệt ngụy Tử Dương, đem trên người mình bảo vật cơ hồ đều hiến dâng hết, trong lòng đối tần trần hận ý thoáng cái lại một lần nữa hiện ra tới. Vù vù, hắn giơ tay, tức khắc một mảnh trận quang hiện lên, chợt xuất hiện tại Phùng Khang An bên cạnh, là Phùng Khang An bao vây lại, thay hắn ngăn trở nhiều nguyên canh cùng bồ hưng xương công kích. Ngụy Tử Dương, ngươi làm cái gì? Nhiều nguyên canh cùng bồ hưng xương tức khắc kinh sợ nói ra. Làm cái gì? Ngụy Tử Dương ánh mắt ưng trí, lạnh lùng nói, mấy vị, trước tiểu tử này làm sao đối đãi lão phu, các người cũng không phải không thấy được. Lão phu đường đường địa trận các phó các chủ, bị hắn làm nhục như vậy, bây giờ còn không dễ dàng có cơ hội, các người nói lão phu muốn làm cái gì. Ngụy Tử Dương vừa nói, một bên giữ tợn quái tiếu. Nhiều nguyên canh giận dữ nói, đó là ngươi tự tìm, Trần Huynh trước đã cứu chúng ta, mà ngươi lại ngấp nghé Trần Huynh trên thân dị hỏa, lấy oán trả ơn, hiện tại lại còn quái Trần Huynh nhục nhã ngươi. Huống chi trước ngươi tuy là muốn đoạt Trần Huynh dị hỏa, nhưng Trần Huynh lại lấy ơn báo oán, không giết ngươi, trả lại cho ngươi cơ hội, ngươi đừng lại tiếp tục một mực không chịu giác ngộ." Ngụy Tử Dương suy cười một tiếng, lấy ơn báo oán. Đây chẳng qua là hắn cảm thấy ta còn có lợi dụng cơ hội thôi, một mực không chịu giác ngộ là các ngươi, chỉ cần phải trên người người này dị hỏa, còn cần phải hắn." Bồ Hưng sương cau mày, sau đó trầm giọng nói, "Ngụy Tử Dương, ngươi nghĩ quá đơn giản, ngươi cho là phùng kiếm chủ giết Trần huynh sau, sẽ thật là Trần huynh trên thân dị hỏa giao cho ngươi." Phùng kiếm chủ người nào người chẳng lẽ còn không biết sao? Ngụy Tử Dương sắc mặt hơi đổi một chút, này thật cũng là hắn lo lắng. Phùng Khang An thấy thế, lập tức tay trái dựng thẳng lên, nói, chư vị, điểm này mọi người yên tâm, Phùng Mỗ nói được thì làm được, tất nhiên là dị hỏa giao cho chư vị giải quyết, nếu làm trái thể này, thiên đạo chu diệt, tẩu hỏa nhập ma mà chết. Hắn vang vang có tiếng, thề với trời, ánh mắt trang nghiêm, nhưng trong lòng cười nhạt, dị hỏa thật là giao cho các người giải quyết, nhưng chờ các người giải quyết xong, phùng mỗ như thế nào đi nữa làm, khả năng liền không vi phạm thệ ngôn. Ngụy Tử Dương tự nhiên không nghe ra đến Phùng Khang An trong lời thề lỗ hở, nghe được nội dung, tức khắc đại hỉ. Phải biết, giống như bọn họ bực này võ đế cường giả, cũng không thể đơn giản hướng về phía thiên đạo xin thề, mặc dù sẽ không chân linh nghiệm đến vi phạm sau trực tiếp bị thiên đạo chu diệt, nhưng một khi làm trái lời hứa, tất nhiên sẽ ở trong lòng lưu lại một tia bóng ma, đưa tới sau này tu luyện khó hiểu không tiến lên, thậm chí tẩu hỏa nhập ma ha ha ha, nhiều huynh, các người cũng nghe được đi. Ngụy Tử Dương cười ha ha, nhiều nguyên canh cùng bồ hưng xương không khỏi sắc mặt tái xanh, này Ngụy Tử Dương thật đúng là một tiểu nhân. Hiện tại trong mấy người, nhiều nguyên canh, bồ hưng xương, Ngụy Tử Dương ba người đều chiếm giữ lập trường, cũng cũng chỉ còn lại có Lô Tử An không có làm ra quyết định. Mà Lô Tử An lại là một gã đỉnh phong võ đế, cũng là trong mấy người này mấu chốt nhất một cái. Lô Huynh, người còn do dự cái gì? Phùng Khang An hướng về phía Lô Tử An nói nói, đến lúc đó lấy được quyền trục, Phùng Mỗ nguyện ý giao cho Lô Mỗ cùng nhau nghiên cứu cộng tham không gian này phong ấn. Hắn vừa nói, một bên bí mật truyền âm cho Lô Tử An, "Lô huynh, ngươi còn do dự cái gì? Phùng Mỗ có chịu không đến lúc đó là dị hỏa giao cho các ngươi giải quyết, lấy Lô huynh tu vi, này dị hỏa cuối cùng rơi vào tay người nào, chẳng lẽ còn không nắm chắc sao?" Chuyện này, Lô Tử An mắt sáng lên, nếu nói là không tâm động là không có khả năng, nhưng chẳng biết tại sao làm Lô Tử An chứng kiến bị kiếm trận vây khốn tần trần sau, trong lòng không lý do một trận tâm thần bất định. Cuối cùng, hắn cắn răng một cái, trong tay chợt xuất hiện một thanh hoàn nhẫn loan đao, oanh, hoàn trên mũi dao bộc phát ra ánh sáng chói mắt. Ha ha, Lô Huynh, Phùng Mỗ tin tưởng ngươi làm ra đúng chính xác quyết định. Phùng Khang An đại hỉ, làm xong Lô Tử An, vậy hắn liền đại cục đã định. Lô Tử An, ngươi, nhiều nguyên canh cùng bồ hương xương mặt lộ khiếp sợ, chỉ cảm thấy trong lòng cảm giác nặng nề. Nếu là Lô Tử An cùng Phùng Khang An thật liên thủ, vậy bọn họ cùng Tần Trần chỉ sợ cũng thật nguy hiểm, hai đại đỉnh phong võ đế liên thủ, trừ phi là công tôn chiết hội trưởng hoặc là hành chu thương hội vạn xương lương hội trưởng tự thân tới trước, bằng không người phương nào có thể ngăn cản. Đang ở hai người nôn nóng giữa, đã thấy Lô Tử An trong tay hoàn nhận lóe lên, phốc một cái bỗng dưng đánh vào Phùng Khang An thi triển ra kiếm trận trên, oanh, kinh người tiếng nổ vang vọng, Phùng Khang An thi triển ra kiếm trận kịch liệt lay động, quang mang vạn trượng bộc phát ra chói mắt hào quang. Đồng thời kiếm kia trận trên, bắt đầu xuất hiện một tia ba động, dường như muốn bị phá ra giống như. Lô Tử An, ngươi làm cái gì? Phùng Khang An khí sắc tức khắc đại biến, sợ phẫn nộ quát. chương 2029, kiếm vực bị phá. Phùng Khang An, Trần Huynh đã cứu Lô Mỗ Mệnh, muốn cho Lô Mỗ làm hai mặt người, Lô Mỗ nhưng làm không được. Lô Tử An làm ra sau khi quyết định, ngược lại một trận thoải mái cùng ung dung, cười ha ha nói ra. Lô Tử An, không nghĩ tới người còn rất có nguyên tắc. Nhiều nguyên canh cùng bồ hưng xương cũng là đại hỷ, có Lô Tử An xuất thủ, bọn họ bên này phần thắng liền lớn hơn rất nhiều. Như là hiểm tử nhưng vẫn còn sống, thở phào một hơi. Ngu muội Lô Tử An, người đây là một mực không chịu giác ngộ. Phùng Khang An tức giận không thôi, mình cũng nói đến phân thượng này, gia hỏa này lại còn là làm ra quyết định như vậy, ngu muội đến cực điểm. Bạn đang nghe chuyện trên obookaudio.com, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Phùng huynh, không cần phải xen vào bọn họ, ngụy mỗ có thể giúp phùng mỗ ngăn trở chốc lát, chỉ cần phùng mỗ mau chóng là tiểu tử kia cho giết, chỉ bằng ba người bọn hắn còn có thể nhấc lên cái gì cuộn sóng đến. Ngụy tử dương nhưng trong lòng thì đại hỉ không thôi, trước lô tử an hãm hại hắn, hắn thẳng nhớ ở trong lòng, cũng không muốn để cho lô tử an đến hắn bên này tới. Cuống chi nếu là lô tử an cũng bọn họ, đến lúc đó tần trần trên thân dị hỏa thuộc về ai này tất nhiên là cái vấn đề hiện tại tốt lô tử an hiện tại đứng ở tần trần một bên chỉ cần giết tần trần dị hỏa tất nhiên thuộc về hắn hắn nữa liên thủ với phùng khang an căn bản không sợ lô tử an ba người sở dĩ hắn bây giờ trong lòng cao hứng còn không kịp đây việc cấp bách là trước giết tần trần nghĩ tới đây ngụy tử dương trong cơ thể chợt xuất hiện một cái trận bàn trận bàn xoay tròn hóa thành bát quái đồ án kiệt là phương thiên địa này cho che đậy lên ngăn cản Lô Tử An ba người xuất thủ, đồng thời đỉnh đầu hắn cũng dũng động huyết mạch khí tức, thiêu đốt tinh huyết, là tu vi thôi động đến mức tận cùng. Phùng huynh, mau chóng giết tiểu tử kia, nơi này giao cho ta. Ngụy Tử Dương quát chói tai lên tiếng, hai mắt đỏ thấm, đằng đằng sát khí. Phùng Khang An hừ lạnh, kế trước mắt, cũng chỉ có thể như vậy. Nghĩ tới đây, hắn không để ý tới nữa Lô Tử An mấy người, huyết mạch trong cơ thể phút chốc bạo phát, vù vù, một cổ vô hình lực lượng nở rộ trong nháy mắt ra chỉ ở kiếm kia trận trên làm kiếm trận bộc phát ra so trước kia càng mạnh khí tức. Ông ông vù vù, vô số kiếm quang dũng động, cuồn cuộn uy nghiêm, từ căn kiếm trụ thông thiên, như là bàn kéo đồng dạng, bắt đầu điên cuồng cắn giết ở vào chính giữa kiếm trận tần trần, muốn đem cấp tốc chém giết. Chết, kiếm quang dũng động, hóa thành vô tận sóng kiếm, vùng thế giới này triệt để bị tràn ngập, mà tần trần thì bị vô tận kiếm quang bao vây, không thể tránh né, ken 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 thương, những thứ này kiếm quang đang điên cuồng cắn giết tần trần hộ thể chân nguyên sắc bén khí tức như là từng chui lợi nhận cường thế đâm vào tần trần thân thể tiểu tử thực lực ngươi không yếu nhưng ở bản kiếm chủ phía trước còn chưa đáng kể phùng khang an đối với mình tràn ngập lòng tin theo hắn bản thân chém giết tần trần bất quá là vấn đề thời gian ha ha tần trần cười hắn lúc trước thẳng không có động thủ chính là muốn nhìn một chút nhiêu nguyên canh mấy nhân tuyển trạch mà thôi Lúc đầu hắn còn tưởng rằng Lô Tử An sẽ phản bội bản thân, thật không nghĩ đến Lô Tử An sau cùng cư nhiên đứng tại phía bên mình, ngược lại là một ngoài ý muốn. Hôm nay nếu lựa chọn đã định, đó là thời điểm giải quyết Phùng Khang An. Tâm niệm đến đây, Tần Trần trong cơ thể lôi đình chi lực bỗng dưng thôi động, két, kinh khủng lôi quang bao vây thân thể hắn, sau đó oanh nhiễu đến hắn nắm đấm, nhắm ngay Phùng Khang An hung hãn đấm ra một quyền. Ầm, ừ, làm Tần Trần quyền mang cùng kiếm kia trụ sau khi đụng, tức khắc phát ra một tiếng nổ kinh thiên tiếng. Sau đó Phùng Khang An liền khiếp sợ chứng kiến, bản thân thúc dục thần tốc xoay tròn kiếm trận vậy mà thoáng cái chấm dứt ở, từng của một đáng sợ quyền ý vậy mà xuyên thấu hắn kiếm trận, thoáng cái oanh đến trên người hắn. ầm um, Phùng Khang An chỉ cảm giác mình tâm thần cả kinh, hắn chân nguyên tựa hồ cũng đang chấn động, trong cơ thể khí huyết trào động không ngừng. Hắn kinh hãi, điều này sao có thể, tần trần quyền uy vậy mà xuyên thấu bản thân kiếm trụ, càng làm cho hắn hoảng sợ đúng cái này xuyên thấu tới quyền uy vậy mà biến phải càng ngày càng đáng sợ, cơ hồ muốn vỡ nát thân thể hắn. Dưới sự kinh hoàng, hắn không chút suy nghĩ, lập tức sẽ tế xuất phòng ngự hộ thuẫn, thế nhưng không đợi hắn tế xuất hộ thuẫn, hắn cũng cảm giác được bản thân chung quanh lại lần nữa phát ra một trận nhỏ bé sát sát tiếng, thanh âm này rất nhẹ, Phùng Khang An lại nghe được rõ ràng. Phùng Khang An khí sắc một lần nữa đại biến, hắn trong nháy mắt liền biết này là mình kiếm trận tại dạn nứt, đối phương không những là quyền lực đánh thủng hắn kiếm trận, vẫn còn ở bắt đầu nổ nát hắn kiếm trận, một khi kiếm trận vỡ vụn, vậy hắn lúc trước ưu thế là triệt để mất đi. Không được, thực lực đối phương tuyệt đối đã đạt tới đỉnh phong võ đế cấp bậc, thậm chí so với hắn cũng không hề yếu. Phùng Khang An minh bạch đạo lý này sau, lập tức kinh sợ vạn phần, lúc đầu hắn coi là kích sát tần trần chỉ bất quá tại trong chốc lát, nhưng bây giờ hắn cũng hiểu được, muốn kích sát tần trần, này tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Hắn một ngụm tinh huyết khạc ra, lập tức sẽ thiêu đốt tinh huyết, thế nhưng hắn còn không có xuất thủ lần nữa, liền cảm thấy mình chung quanh hư không một trận lay động, sau đó ầm một tiếng, trước mặt hắn kiếm trận dĩ nhiên ầm ầm vỡ nát mở, vô số kiếm khí như là mưa sa một dạng hướng bốn phương tám hướng chút xuống. Ta kiếm vực bị phá ra, Phùng Khang An hoảng sợ đan sen, mồ hôi lạnh trong nháy mắt này liền chảy xuống, càng làm cho hắn hoảng sợ đúng, một cổ đáng sợ kiếm khí tức theo vỡ vụn kiếm vực bên trong sao động tới, này là đối phương thi triển ra kiếm khí. Phùng Khang An vội vàng liền muốn lui về phía sau, thế nhưng lập tức hắn lại cảm giác được lui lại thế đi chậm lại, bản thân tựa hồ bị cầm cố lại, từng đạo xương mù kiếm khí chẳng biết lúc nào, đã tràn ngập chung quanh hắn, những kiếm khí này chung quanh oanh nhiễu lôi đình chi lực, cùng này lôi đình chi hải triệt để dung hợp vào một chỗ. Phùng Khang An trong lòng hoảng sợ chưa bao giờ như hôm nay nhiều như vậy qua, kinh hãi nhìn chằm chằm tần trần, hắn hiểu được đối phương chẳng những trong nháy mắt này liền vỡ vụn hắn kiếm vực, hơn nữa còn trong lúc vô tình thành lập được một cái hoàn toàn mới kiếm vực, đối phương vậy mà cũng là một gã đỉnh cấp kiếm khách. Điều này sao có thể chứ? Phùng Khang An chưa từng có nghĩ tới, Tần Trần vậy mà cũng là một gã kiếm khách, hơn nữa còn là một tên kiếm đạo tạo nghệ hoàn toàn không kém gì hắn kiếm khách. Phùng Khang An điên cuồng thiêu đốt bản thân tinh huyết, mạnh mẽ tế ra bản thân phòng ngự hộ thuẫn, lúc này hắn rất muốn gọi Tần Trần dừng tay, thế nhưng hắn một câu nói cũng không có cách nào nói ra hộ thuẫn tại phùng khang an điên cuồng thiêu đốt tinh huyết sau bị mạnh mẽ tế xuất nhưng không đợi hắn hoàn toàn kích phát hộ thuẫn liền thấy tần trần quyền phong biến sắc hắn dựng thẳng chỉ thành kiếm bỗng dưng chém ra một kiếm hưu nhất đạo giỏi sáng lôi đình chi hải kiếm quang sáng triệt để lên như là nhất đạo kinh hồng hoặc như là một mảnh hào quang lộng lấy nguyễn lệ mang theo đẹp đẽ cùng phách đạo sát khí từ phía trên tế mà tới sát đạo kiếm pháp từ tự kiếm quyết phùng khang an là một gã kiếm khách thực lực thông thiên, nếu như gặp phải đừng đỉnh phong võ đế, có lẽ sẽ kiêng kỵ tại Phùng Khang An kiếm khách thân phận, nhưng đáng tiếc, Phùng Khang An gặp được đúng tần trần, tại kiếm đạo một đường ở trên tần trần còn chẳng bao giờ sợ qua bất luận kẻ nào. Lúc này chung quanh Lô Tử An mấy người chỉ nhìn thấy vô tận kiếm khí tung hoành, căn bản là nhìn không thấy tần trần cùng Phùng Khang An động tác, mà khi đạo kiếm khí này tung hoành ra thời điểm, bọn họ rốt cuộc thấy rõ ràng, thật là đẹp hào quang. Trường 2030, không cần truy, duy nhất không cảm thấy Mỹ đúng Phùng Khang An, mãnh liệt cảm giác nguy cơ theo nội tâm hắn trong bay lên, dưới tức giận, hắn muốn lui lại ngăn cản, thế nhưng chỉ khoảng nửa khắc, ẩn chứa cực hạn sát ý kiếm quang đã tới trước mắt hắn, Phùng Khang An kinh hãi phía dưới, nữa cũng không kịp khác hộ thuẫn trực tiếp ngăn trở kiếm quang lối đi. Ầm, uhm, kiếm quang trong nháy mắt này liền bổ trúng hộ thuẫn, sau đó mang theo một chùm tiên huyết. Phùng Khang An bay ngược ra vài trăm thước lúc này mới mạnh mẽ ngừng thân thể mình, ban nãy hắn tế xuất đi hộ thuẫn đã bị chém thành hai khúc rơi vào trong biển xét vô tận, nhất đạo thật sâu vết máu càng là theo hắn vai phải đánh xuống, thẳng bắp đùi. Hắn kinh hãi nhìn chằm chằm tần trần, căn bản không thể tin được, này thời gian ngắn ngủi, bản thân liền từ đối phương trong tay bại lui, trước mắt cái này thoạt nhìn trẻ tuổi kỳ quái võ giả quá mức lợi hại điểm, coi như là thiên lôi thành mạnh nhất võ giả, muốn tại thời gian ngắn như vậy bên trong liền trọng thương cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Bạn đang nghe chuyện trên obookaudio.com, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Người vậy mà cũng là một gã kiếm khách, Phùng Khang An cho đến lúc này mới có mở miệng cơ hội, khí sắc trắng bệch, hoảng sợ nhìn tần trần, trên cổ họng dưới cuộn. Mà càng hoảng sợ vẫn là Ngụy Tử Dương, hắn ngơ ngác nhìn một màn này, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ, không có khả năng, làm sao có thể liền Phùng Khang An kiếm chủ đều không phải là tiểu tử kia đối thủ. Giờ khắc này, Ngụy Tử Dương toàn thân lạnh lẽo, cảm giác được bản thân lúc trước dường như là một cái không gì sánh được sai lầm quyết định. Tần Trần căn bản lười để ý Phùng Khang An, thân hình thoát một cái, từ từ kiếm quyết lại lần nữa chém giết, suy suy suy, vô số kiếm quang thông thiên, hướng Phùng Khang An chút xuống mà tới. Đồng thời, Tần Trần còn hướng về phía Lô Tử An đám người lạnh lùng nói, người còn đứng ngay đó làm gì, còn không cùng nhau xuất thủ. Vâng, Lô Tử An rồi mới từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, thân hình như là nhất đạo bơi như rắn, lẻn vào trong hư không, sau đó phút chốc theo Phùng Khang An xuất hiện sau lưng, trong tay hoàn nhận như độc xà thổ tín giống như đập tới tới thân là một tên sát thủ, Lô Tử An mạnh nhất chính là ám sát thủ đoạn. Phùng Khang An cảm nhận cái gì nhạy cảm, tuy là thụ thương, nhưng là trước tiên phản ứng, ngăn trở Lô Tử An một kích này, nhưng này lúc tần trần công kích dĩ nhiên đánh tới. Âm, um, âm, um, âm, um, âm, um, song phương một lần nữa bạo phát đại chiến, trước Phùng Khang An tự mình đối chiến tần trần thời điểm, liền không là đối thủ, hiện tại lại tăng thêm Lô Tử An này một tên đỉnh phong võ đế, thì như thế nào sẽ là hai người đối thủ, hắn dưới tức giận liên tục phản kích, lại không giải quyết được vấn đề, trên thân cấp tốc thêm vào kẻ ra đạo vết thương. Mà nhiều nguyên canh cùng bồ hưng xương lại là hoàn toàn buông lỏng, hai người liên thủ, là ngụy tử dương vây lại, không cho hắn chạy trốn cơ hội. Trần Huynh, lúc trước là ta lỗ máng, nhanh chóng ngừng tay, có chuyện dễ thương lượng. Phùng Khang An điên cuồng xuất thủ, vẫn còn muốn tìm cơ hội kích sát Tần Trần, nhưng sau một lát, hắn đã triệt để minh bạch, tự mình nghĩ theo Tần Trần cùng Phùng Khang An hai người liên thủ trong tìm được cơ hội, Cơ hồ là nhất kiện chuyện không có khả năng, cấp vội xin tha nói ra. Tần Trần tức khắc cười lạnh một tiếng, muốn động thủ là ngươi, muốn ngừng tay cũng là ngươi, nào có tốt như vậy sự tình. Vạn thần tịch diệt, không có chút gì do dự, vạn thần quyết để ngũ trọng vạn thần tịch diệt trong nháy mắt liền thi triển ra, tức khắc từng đạo kinh khủng linh hồn phong bạo tạo thành, phút chốc xông vào Phùng Khang An trong thân thể. Phùng Khang An đầu tức khắc một ngất, không được, hắn kinh hãi, cao thủ giao thủ, thường thường chỉ là tại một cái chớp mắt chờ hắn khi phản ứng lại sau, tần trần dĩ nhiên một quyền đánh trúng hắn. Âm, Phùng Khang An thân thể chấn động mãnh liệt, ngũ tạng lục phủ đều bị kém chút bị chấn nát, trong miệng tiên huyết cuồng phún. Hiu, mà lúc này nhất đạo đen kịt hoa quang sáng lên, đúng lô tử an, tại âm thầm ra tay, muốn phát động lôi đình một kích, thời khắc mấu chốt, Phùng Khang An vội vàng đem bán nguyệt cổ kiếm ngang ở trước ngực, keng một tiếng, một cổ cự lực xuống, trong tay hắn bán nguyệt cổ kiếm không cầm nổi, trong nháy mắt phóng lên cao ta bán nguyệt cổ kiếm. Phùng Khang An kinh hãi, muốn đi nắm bắt cổ kiếm, lại chứng kiến một đạo thân ảnh lóe lên, đúng tần trần, là cổ kiếm phút chốc nhiếp vào trong tay. Bán nguyệt cổ kiếm, sách sách, kiếm này không sai, bản thiếu nhận lấy. Tần trần nắm bán nguyệt cổ kiếm, cổ kiếm rung động kịch liệt, tựa hồ đang phản kháng, lại bị tần trần áp chế gắt gao ở, động đạn không được. Xong, Phùng Khang An tâm thần cho nguội, biết tiếp tục chiến đấu xuống, căn bản không nhưng có thể thắng lợi, vù vù, thân hình hắn bắt đầu mông lung, vậy mà thoáng cái biến mất tại trong hư không. Đây là, lô tử an cả kinh, phùng khang an vậy mà biến mất. Không đúng, đúng một loại ẩn nấp công pháp, liên tưởng đến phùng khang an trước trong bí mật trốn ở phụ cận, bọn họ không ai biết rõ, vẫn là tần trần phát giác phùng khang an tung tích, tức khắc lẫm liệt, này phùng khang an ẩn nấp công pháp, vậy mà so với hắn tên sát thủ này còn còn đáng sợ hơn, đây là cái gì thủ đoạn. Huyết mạch bí thuật, trong đám người chỉ có tần trần ánh mắt híp một cái, Nhìn ra một chút manh mối, nhận ra Phùng Khang An ẩn nấp công pháp, tựa hồ là một loại kết hợp linh hồn huyết mạch bí thuật, hắn linh hồn lực quét ngang ra, lập tức phát giác Phùng Khang An chỗ. Tại đó, Tần Trần ánh mắt nhìn về phía nơi xa, này Phùng Khang An dĩ nhiên tại điên cuồng thoát đi nơi đây. Mắt sáng lên, Tần Trần vừa mới chuẩn bị truy tung đi lên, oanh, đột nhiên nhất đạo kịch liệt tiếng nổ từ phía sau truyền đến, tùy theo truyền đến, còn có một luồng kịch liệt không gian ba động mãnh liệt không gian ba động, kém chút là tần trần cấp hiên phi ra ngoài. Tần trần vội vàng quay đầu, liền thấy phía sau không gian phong ấn, chẳng biết lúc nào lộ ra một cái mơ hồ lỗ thủng một cái thông hướng phong ấn nội bộ thông đạo, chậm rãi xuất hiện. Không gian phong ấn thông đạo mở, lô tử an mấy người cũng theo trong chiến đấu giật mình tỉnh lại, từng cái mừng như điên. Đáng chết, để cho Phùng Khang An chạy thoát, nhưng chợt, mấy sắc mặt người trắng bệch, chỉ thấy Phùng Khang An đã bay vút đến nơi xa, muốn đuổi theo đã tới không kịp. Trần Huynh, Lô Tử An mấy người vội vàng nhìn về phía Tần Trần, đi qua phen này trải qua sau, bọn họ vô ý thức là Tần Trần làm thành chi đội ngũ này thủ lĩnh, cũng chỉ có Tần Trần có tiếp tục đuổi giết Phùng Khang An thực lực. Không cần truy, Tần Trần khoát khoát tay, nhìn về phía không gian phong ấn, dễ nhận thấy việc cấp bách, vẫn là không gian này phong ấn quan trọng hơn, huống chi này Phùng Khang An cho là mình có thể chạy thoát sao. Ha ha, bản thân thế nhưng còn biện pháp dự phòng. Ngụy Tử Dương làm sao bây giờ? Nhiều nguyên canh hỏi, hai người liên thủ đã đem ngụy tử dương trọng thương trói buộc tại bên này trần huynh tha mạng trần huynh tha mạng là ta bị lừa gạt tâm xin thỉnh trần huynh lại cho ta một cơ hội ngụy tử dương vẻ mặt hoảng sợ lúc này trong lòng tràn ngập hối hận kinh sợ cầu xin tha thứ hắn tần trần ánh mắt híp một cái quay đầu đối lô tử an nói lô tử an người ra tay giết hắn cơ hội đã đã cho này ngụy tử dương nhưng hắn lại không bắt lại đối bất luận cái gì phản bội người mình Tần Trần đương nhiên sẽ không lại cho cơ hội. Ta, Lô Tử An sửng sốt, tại sao là hắn động thủ? Ngụy Tử Dương đúng địa trận các phó các chủ, hắn muốn giết Ngụy Tử Dương, đến lúc đó địa trận các tuyệt sẽ không bỏ qua hắn. Chương 2031, đứng đối đội. Thế nào, người không nguyện ý? Tần Trần híp mắt nhìn sang, thanh âm lạnh như băng nói, một cổ đáng sợ sát ý theo trong thân thể hắn bộc phát ra, rơi vào Lô Tử An trên thân, phong tỏa ngăn cản thân thể hắn mỗi cái phương hướng dễ nhận thấy chỉ cần Lô Tử An một có bất kỳ không bình thường động tác, sẽ bị chém giết. Lô Tử An lúc này đã hiểu được, Tần Trần làm như vậy nguyên nhân chỗ, chỉ cần bị giết Ngụy Tử Dương, như vậy mọi người mới thật xem như là trên một cái thuyền người, đến lúc đó bản thân thì có nhược điểm rơi tại trong tay đối phương, mặc cho đối phương đắn đo, mà không đến mức phản bội. Tốt thủ đoạn hèn hạ, Lô Tử An trong lòng không gì sánh được buồn bực, trên sân còn có nhiều nguyên canh cùng bồ hưng xương hai cái, vì sao được tuyển chọn hết lần này tới lần khác là hắn. Trong lòng đau khổ, trên mặt cũng không dám có bất cứ chút do so dự nào, Tần Trần lúc trước thực lực đã hoàn toàn đem hắn cho chấn nhiếp, hắn dám cam đoan, chỉ cần mình dám phản kháng, kết quả nhất định sẽ so với trước kia Phùng Khang An còn thê thảm hơn. Bạn đang nghe chuyện trên obookaudio.com, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Huống chi, hiện tại không gian phong ấn thông đạo đã mở, đi theo Tần Trần, nói không chừng có cơ hội ăn ngon mặc đẹp, lựa chọn ra sao, Lô Tử An là người thông minh, đương nhiên sẽ không làm lỗi. Trần Huynh nói đùa, Lô Mỗ tại sao sẽ không muốn ý, này Ngụy Tử Dương, lòng muông giả thú, trước giả ý nghe theo Trần Huynh, vừa gặp phải cơ hội, liền phản loạn Trần Huynh, chết chưa hết tội, Lô Mỗ xem thường nhất chính chỗ này loại hai mặt người. Lô Tử An vừa nói, một bên xoay người hướng đi Ngụy Tử Dương, trên thân dũng động sát khí. Không, đừng giết ta, Lô Huynh, Trần Huynh, lại cho Ngụy một một cơ hội, cho ta một cơ hội. Ngụy Tử Dương hoảng sợ kêu to lên, nội tâm tràn ngập hối hận, nếu như sớm biết hôm nay, hắn làm sao cũng sẽ không phản bội Tần Trần, thế nhưng hết thảy đều đã muộn. Phốc suy, hắc quang hiện lên, Ngụy Tử Dương yết hầu trong nháy mắt bị cắt vỡ ra, tiên huyết cuồng bắn ra, trong nháy mắt chết. Trần huynh, như thế nào? Lô Tử An xoay người, hào sảng nói ra, sau đó xoa một chút bản thân hoàn nhận, chán ghét mắt nhìn Ngụy Tử Dương, phỉ nhổ nói phi, tên khốn kiếp. Không sai, tính là thông qua Trần Mỗ khảo nghiệm, Tần Trần cười cười, sát ý thu lại, Lô Tử An lúc này mới thở phào, hắn thật đúng là sợ Tần Trần không giữ chữ tín động thủ với hắn, "Trần huynh, chúng ta bây giờ có phải hay không liền muốn đi vào không gian này phong ấn?" Ánh mắt của hắn nồng nhiệt nhìn chằm chằm lối đi phía trước, ánh mắt tỏa ánh sáng. "Trước không vội, các ngươi chờ, ta trước đêm này bán nguyệt cổ kiếm luyện hóa lại nói, lối đi này một khi mở, trong khoảng thời gian ngắn không có biến mất, vì vậy khỏi cần gấp gáp như vậy." Tần Trần vừa nói vừa bắt đầu luyện hóa bán nguyệt cổ kiếm. Thần bí kiếm gì cùng thiên lôi kiếm bởi vì dễ dàng để lộ mà không thể thi triển ra, đưa tới Tần Trần thực lực lớn đại giảm đi, mà một khi luyện hóa này bán nguyệt cổ kiếm, Tần Trần thực lực là trong nháy mắt bạo tăng. Vì vậy Tần Trần lập tức ở một bên bắt đầu luyện hóa bán nguyệt cổ kiếm, chỉ thấy bán nguyệt cổ kiếm tại Tần Trần trong tay không ngừng nhảy, kiếm khí tung hoành, cắt hư không, muốn tránh thoát Tần Trần nắm bắt, nhưng Tần Trần căn bản không sợ, hắn trên kiếm đạo tạo nghệ thậm chí so Phùng Khang An còn mạnh hơn một thanh mất đi chủ nhân cổ đế binh mặc dù cường thịnh trở lại, lại có thể chạy ra lòng bàn tay hắn. Cửu tinh thần đế quyết chân nguyên rót vào bán nguyệt cổ kiếm trong, là bán nguyệt cổ kiếm áp chế từ từ, liên tục bị luyện hóa. Lô Tử An tự nhiên không biết tần trần luyện hóa tốc độ sẽ rất nhanh, nghe vậy, trong lòng không khỏi nôn nóng, này bán nguyệt cổ kiếm chính là cổ kiếm sơn trang trấn trang chi bảo, bị phùng khang an không biết tế luyện thêm lâu, cổ kiếm có linh có lẽ trong cũng sớm đã lưu hạ cấm chế cùng tần trần luyện chế kết thúc phải đợi tới khi nào nhưng hắn cũng không dám ngỗ nghịch Tần Trần, chỉ có thể ngoan ngoãn đứng ở một bên, chờ đợi Tần Trần luyện hóa kết thúc. Lô Tử An, người ban nãy cư nhiên không có liên thủ với Phùng Khang An. Chứng kiến Lô Tử An qua đây, nhiều nguyên canh cũng là khẽ cười nói. Hừ, ta Lô Tử An đúng như vậy người sao? Nhất ngôn cửu đỉnh, nói chính là ta Lô Tử An. Lô Tử An ngạo nghễ nói, kỳ thực lòng có chút chột dạ, hắn giúp đỡ Tần Trần, ngược lại không phải là thật đối Tần Trần mang ơn mà là đối Tần Trần không hiểu sợ hãi. So sánh Phùng Khang An biết căn biết, Tần Trần vẫn luôn cho hắn một loại thâm bất khả chắc cảm giác, lại thêm trước hắn đã đồng ý nghe theo Tần Trần hiệu lệnh, Lột Tử An tuy là giảo hoạt như cáo, nhưng đối với đồng ý lại tương đương chú trọng. Hai cái vừa kết hợp, mới để cho hắn làm ra chính xác quyết định. Hồi tưởng trước, hắn lúc này y nguyên lạnh cả người mồ hôi siêu siêu, có loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Còn còn tốt chính mình tuyển đối, nếu là mình khi đó chọn đứng ở phùng Khang An một bên, hiện tại chết chỉ sợ cũng có bản thân một cái tần trần luyện hóa bán nguyệt cổ kiếm tốc độ cực nhanh vẻn vẹn mấy chục hô hấp sau nguyên bản rung động bán nguyệt cổ kiếm phát ra nhất đạo ngâm nga sau đó an tĩnh lại bạch tần trần huy động cổ kiếm tức khắc một đạo kiếm quang phóng lên cao cuồn cuộn như sơn nhạc như muốn là thiên địa đều bổ ra lô tử an ba người thất kinh lúc này mới bao lâu liền luyện hóa đây cũng quá biến thái ba người nhìn về phía tần trần ánh mắt biến lại biến Bán Nguyệt Cổ Kiếm dầu gì cũng là phùng kiếm chủ mạnh nhất đế binh, thật không ngờ đơn giản liền bị luyện hóa, chỉ là điểm này liền vượt qua bọn họ tưởng tượng ra. Đi thôi, thu hồi Bán Nguyệt Cổ Kiếm, Tần Trần thỏa mãn đến cực điểm, có này cổ kiếm, thực lực của hắn lại tăng lên nữa một bậc, cơ hồ có thể không sợ bất luận cái gì đỉnh phong võ đế, mặc dù không là đối thủ, kẻ khác cũng mơ tưởng đơn giản kích sát hắn. Thân hình thoát một cái, Tần Trần dẫn đầu tiến vào lối đi kia. Siêu siêu siêu, Lô Tử An nhiều nguyên canh, bồ hưng xương ba người vội vàng theo sát sau, cùng nhau tiến nhập trong thông đạo. Lúc này cách nơi này mấy ngàn dặm bên ngoài một chỗ hư không. Vù vù, một đạo nhân ảnh xuất hiện, cả người vết thương trồng chất, máu me đầm đìa, đúng là bị tần trần trọng thương bỏ chạy Phùng Khang An. Nọ vậy đáng chết tiểu tử, tức chết lão phu. Phùng Khang An cấp tốc xuất ra mấy viên thuốc, nuốt vào trong bụng, mặt ưng trí. Đường đường cổ kiếm sơn trang trang chủ, yên nhiên như thế nhếch nhác mà chạy, chuyển đi, tất nhiên sẽ thành vì thiên lôi thành một cái trò cười. Chờ lão phu khôi phục thực lực, định muốn báo thù rửa hận không thể. Phùng Khang An ánh mắt lập lè, cười lạnh một tiếng, tên kia cướp đi lão phu bán nguyệt cổ kiếm, còn tự cho là đắc ý, lão phu bán nguyệt cổ kiếm há là dễ dàng luyện hóa như vậy. Để cho lão phu trước cảm nhận một cái tên kia bây giờ ở nơi nào. Hắn giọng nói rơi xuống, nhắm mắt lại, bắt đầu cùng bán nguyệt cổ kiếm câu thông, này một câu thông, Phùng Khang An thân thể đột nhiên kịch chấn, mở mắt ra chi đồng trong toát ra khó có thể tin nét mặt. Hắn và bán nguyệt cổ kiếm liên hệ vậy mà hoàn toàn đã gãy mất. Làm sao có thể, bán nguyệt cổ kiếm chính là lão phu ngày đêm tế luyện mấy trăm năm trí bảo, làm sao có thể tại ngắn ngủi chỉ khoảng nửa khắc, liền bị luyện hóa, điều đó không có khả năng. Hắn chấn động mãnh liệt, không thể tin được, nhưng vô luận hắn như thế nào câu thông, Thủy Trung không cách nào cùng bán nguyệt cổ kiếm xuất hiện liên hệ, trong lòng vừa kinh vừa sợ, phốc lần thứ hai phun ra một ngụm tiên huyết. Đáng chết ra hỏa, lão phu nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Phùng Khang An ngửa mặt lên trời gào thét, thanh âm thảm thiết. Lão già kia, người muốn đem ai chém thành muôn mảnh. Hắn vừa dứt lời, nhất đạo âm lãnh thanh âm đột nhiên sau lưng Phùng Khang An vang lên, giống như quỷ mị, không thể nắm lấy. chương 2032, Tiểu Thế Giới Người nào, Phùng Khang An trong lòng phát lạnh, chỉ cảm thấy một cổ lãnh khí theo chân thẳng so với đỉnh đầu, thanh âm kia băng lãnh, liền sau lưng hắn mấy thước chỗ vang lên, hắn cả người lông tơ đều nổ tung đến là ai vậy mà lặng yên không một tiếng động ở giữa sẽ đến phía sau hắn thân hình hắn đột nhiên vang lên sau đó mạnh mẽ xoay người liền thấy một người mặc áo choàng quỷ dị người chính băng lãnh nhìn hắn ánh mắt kia âm lãnh phảng phất luyện ngục ác ma một dạng tản mát ra sâu kín sắc bén ngươi là ai phùng khang an quát lên bạn đang nghe chuyện trên obookaudio com chúc bạn nghe chuyện vui vẻ phùng kiếm chủ thật là quên sự tình lúc này mới chỉ khoảng nửa khắc không gặp, cư nhiên liền đem bản thiếu quên đối phương khẽ cười một tiếng, trong thanh âm lại mang theo khiến người ta run sợ hàn ý. người đến cũng là tần ma, cũng chính là tần trần, tần trần chứng kiến phùng khang an chạy trốn, cũng không truy sát, chính là bởi vì tần ma vốn là ở một bên lặng yên theo kịp. người là phùng khang an trong lòng cả kinh, còn không có kịp phản ứng, tần ma trong hai con người đột nhiên bắn ra một đạo vô hình linh hồn trùng kích. âm um, đáng sợ linh hồn trùng kích chợt mà tràn vào phùng khang an trong đầu tức khắc ở trong đầu hắn nhấc lên sóng to gió lớn một đạo vô hình diệt hồn ấn lặng yên tạo thành bắt đầu ở phùng khang an trong đầu mọc rễ tần ma tại thử nghiệm nô dịch phùng khang an lúc đầu lấy tần ma thực lực muốn nô dịch phùng khang an cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình nhưng lúc này phùng khang an vốn là bản thân bị trọng thương lại thêm ở vào cực điểm trong khiếp sợ nhất thời phản ứng không kịp nữa cũng đã thiệt thòi nhưng hắn vẫn còn ở phản kháng, thôi động lực lượng linh hồn, tính toán ngăn cản tần ma nô dịch. Nhưng vô dụng, tần ma thân thể chính là ký sinh hạt giống biến thành, chính là hoàn mỹ ma hóa thể chất, như này thân thể, trước đó chưa từng có, kết hợp tần ma quỷ dị lực lượng linh hồn, chỉ khoảng nửa khắc đang ở Phùng Khang An trong đầu lưu lại một đạo diệt hồn ấn. Phùng Khang An ánh mắt dần dần mê mang, sau một lát, hắn một gối quỷ mọp xuống, hướng về phía tần ma cung kính nói, chủ nhân. Tần ma mỉm cười, cũng không mở miệng, mang theo Phùng Khang An lập tức hướng không gian phòng ấn chỗ lao đi không gian thông đạo trong Tần Trần lộ ra vẻ kinh ngạc nhanh như vậy liền nô dịch xem ra ký sinh hạt giống chỗ hóa phân thân xác định không phải chuyện đùa a à. hắn tuy là sớm đoán được Tần Ma phân thân có thể đem Phùng Khang An nô dịch nhưng lại không nghĩ rằng chỉ trong chốc lát liền đem Phùng Khang An cho nô dịch này nô dịch tốc độ làm cho hắn cũng có chút khiếp sợ xem ra ta bên này có thể nhiều nô dịch vài người đây cũng là một vui mừng ngoài ý muốn Tần Trần cười rộ lên, bản thể hắn đã nô dịch đủ nhiều cường giả, có thể nói đã đến cực hạn, lại tiếp tục nô dịch, tuy là cũng không phải hoàn toàn không có khả năng, nhưng cũng có không tiểu phong hiểm. Mà hôm nay có tần ma sau, hắn có thể lợi dụng tần ma tiếp tục nô dịch, điều này làm cho hắn có thể nô dịch cường giả, trong nháy mắt tăng lên gấp đôi. Với lại Tần Trần còn có một loại cảm giác, có dị ma tộc thân thể tần ma, có thể nô dịch cường giả số lượng, thậm chí càng tại bản thể trên. Cái ý niệm này chỉ là một cái thoáng, tần trần liền không còn quan tâm mà là tập trung ở trước mắt không gian thông đạo trong vô tận thời không gian rụa bên người lướt qua giống như một điều điều phát quang dài mang cho tần trần cực kỳ chấn động mạnh lay động này không gian thông đạo phảng phất đi thông một cái thế giới khác vô cùng thần kỳ đối diện đến sẽ là cái gì tần trần đang suy đoán mà ở tần trần ở trong đường hầm cấp tốc đi sâu thời điểm tần ma mang theo phùng khang an tương tự đi tới thông đạo cổng vào vào đi thôi lẩm bẩm một tiếng Tần Ma cùng Phùng Khang An song song bay vút lên, đồng thời tiến nhập trong thông đạo. Tại Tần Ma đầu nhập trong thông đạo trong nháy mắt, chi kéo, cách đó không xa lôi đình chi hải trong, một người mặc đấu bồng màu đen, đầu đeo khăn che mặt nữ tử, chậm rãi bay vút mà tới. Đây là cái gì? Trần Tư Tư chứng kiến phía trước minh mông không gian phong ấn, nội tâm không khỏi chấn động mãnh liệt. Nàng theo cái loại này không hiểu hấp dẫn cảm giác tới trước, lại không nghĩ rằng sẽ thấy như vậy lay động một màn, một cái cự đại trận pháp phong ấn hiện ra ở trước mắt, nở rộ minh mông vầng sáng. Mà ở Trần Tư Tư chứng kiến không gian phong ấn đồng thời, nàng ánh mắt lại vừa lúc liếc về tần ma đầu nhập vào thân ảnh. Nội tâm tại trong khoảnh khắc bị xúc động, người nọ là ai, Trần Tư Tư trái tim rầm 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 nhảy lên, đạo thân ảnh kia, đã xa lạ lại quen thuộc, nàng phảng phất ở địa phương nào thấy qua, hoặc như là căn bản không nhận thức. Nàng tỉ mỉ hồi tưởng, sau một lát, nàng dám đoán chắc, bản thân trước đây tuyệt đối chưa nhìn thấy qua người nọ, nhưng vì sao lúc trước lại sẽ có một loại giống như điện giật cảm giác, cả người đều bị xúc động. Phải biết, nàng tại huyễn ma uyên thạch quật trong tu luyện lâu như vậy, nội tâm đã sớm cứng rắn như sắt, làm sao sẽ bị chính là một cái bóng lưng cho xúc động đến. Người nọ đến là ai? Tâm thần rung động phía dưới, trần tư tư không do dự, phút chốc đầu nhập trong thông đạo, trong nháy mắt biến mất. Không gian thông đạo trong, tần trần liên tục hạ xuống, hắn cũng không biết đến bay vút bao lâu, khả năng thật lâu cũng có thể đúng trong nháy mắt tần trần chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại phốc thông cả người hắn trọng trọng đánh lên mặt đất đập hắn toàn thân đau nhức không thôi a à, cùng lúc đó một bên truyền đến kêu thảm thiết đúng như nguyên canh cùng bồ hưng xương tương tự rơi ầm ầm trên mặt đất xương đều nhanh đập nát há mồm chính là phun ra một ngụm máu tươi hắn nãi nãi đau chết lão tử lô tử an nhe răng trợn mắt cả người đau đớn ngu tạng lục phủ như là điên mỗi cái chúng ta đây là ở đâu trong sau đó, mọi người mới phản ứng được, ào ào đứng lên, trong ánh mắt toát ra khiếp sợ không gì sánh nổi vẻ. Phóng tầm mắt nhìn tới, trước mắt đen kịt một màu, u tối trời, đen kịt đại địa, một mảnh hủ bại cùng thê lương, như là tới địa ngục một dạng, trong không khí lưu động một cổ để cho người ta sao động khí tức, nội tâm hoảng loạn. Trần Huynh, nơi này chính là không gian kia trong phong ấn. Thánh tinh đây, cung điện đây, lô tử an trợn to con người, trước mắt là hoàn toàn hoang lương thiên địa, cùng bọn họ tại không gian phong ấn bên ngoài chứng kiến thế giới hoàn toàn khác biệt, có chỉ là vô tận hoang vắng, cái gì thánh tinh, cái gì cung điện, rỗng tuếch, nơi này căn bản là hoàn toàn tĩnh mịch thiên địa. Nhiều nguyên canh cùng bồ hưng xương cũng khó mà tin được trước mắt cảnh tượng, phong ấn đó tuy là minh mông, nhưng cũng chỉ có chu vi mấy ngàn dặm thôi, nhưng bọn hắn bây giờ tiến nhập trong thông đạo sau, chứng kiến dĩ nhiên là một thế giới. Loại này vực nội càn khôn thủ đoạn, đã hoàn toàn vượt qua bọn họ tưởng tượng ra. Lão Nguyên, nơi này là địa phương nào? Tần Trần cũng cau mày, trong bí mật dò hỏi, nơi này, tựa hồ là một cái tiểu thế giới. Lão Nguyên có chút không dám vững tin nói ra, tiểu thế giới, ngươi là nói cùng loại càn khôn tạo hóa ngọc điệp một dạng tiểu thế giới. Có thể nói như vậy, lại không thể hoàn toàn nói như vậy, càn khôn tạo hóa ngọc điệp là là một kiện trí bảo, nó ẩn chứa tiểu thế giới, đúng một phương chân chính thế giới, thậm chí có thể lớn lên thành chân chính thiên địa. Mà mảnh tiểu thế giới này, chắc là một cái đại năng lợi dụng không gian quy tắc chế tạo ra một cái tạm thời thiên địa. Lão Nguyên suy đoán nói ra, chương 2033, đó là cái gì quỷ? Tần Trần tức khắc hít một hơi lãnh khí, lợi dụng không gian quy tắc tạo thành một cái tiểu thế giới, này thật khả năng sao? Nhưng trước những thánh tinh đó cùng cung điện lại là chuyện gì xảy ra? Tần Trần lại cao mày hỏi, trước tại không gian phong ấn bên ngoài, hắn chính là chứng kiến vô số thánh tinh cùng một tòa tàn phá cung điện, nhưng bây giờ những thứ đồ này căn bản một cái cũng không có. Ta đây cũng không biết, có khả năng chỉ là ảo giác. Lão Nguyên mình cũng không dám xác định, không đúng, tuyệt đối không phải ảo giác. Bạn đang nghe chuyện trên obookaudio.com, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần lắc đầu, nếu như nói cung điện kia là ảo giác, thật là còn có thể, thế nhưng thánh tinh tuyệt đối không thể nào là ảo giác, bởi vì vô luận là thiên lôi thành người, vẫn là Tần Trần bản thân, đều cảm thụ được một chút đặc thù khí tức, Loại khí tức này hoàn toàn ngự chỉ tại cực phẩm chân thạch trên, đó chính là thánh tinh, tuyệt đối không phải dùng ảo giác liền có thể giải thích. Cũng không phải là ảo giác, có thể là cái gì? Có lẽ những thánh tinh đó đúng ảnh hưởng toàn bộ không gian phong ấn năng lượng khởi nguồn, mà ở trong đó, đúng không gian phong ấn nội bộ thế giới, hai cái cũng không tại một cái cấp độ bên trên. Lão Nguyên lại cho ra một cái suy đoán, Tần Trần cũng không nói lên được là chuyện gì xảy ra, có lẽ cũng chỉ có thể giải thích như vậy. Giờ này khắc này, Hắn mới rốt cuộc minh bạch qua đây, vì sao trước công tôn chiết hội trưởng bọn họ đã tiến vào không gian này trong phong ấn, mà theo bên ngoài thoạt nhìn, không gian kia trong phong ấn Thánh tinh cư nhiên một chút cũng không ít. Bởi vì tiến nhập không gian này phong ấn sau, căn bản xem không đến bất luận cái gì thánh tinh, mà là đi tới một cái như vậy cổ quái tiểu thế giới. Lô Tử An cùng Nhiêu Nguyên canh bọn họ cũng nhận thực tế, từng cái buồn bực không thôi, Lô Tử An càng là tức giận một trường vỗ trên mặt đất. Âm một tiếng, trên mặt đất toái thạch nước bắn cũng chỉ là xuất hiện một cái nho nhỏ vũng. Tần Trần ánh mắt lập tức lóe lên, bá, trong tay hắn xuất hiện bán nguyệt cổ kiếm, thôi động bán nguyệt cổ kiếm chém xuống một kiếm đi. Chỉ nghe rắc rắc một tiếng, đen kịt mặt đất tức khắc bị đánh mở nhất đạo khe, nhưng này khe cư nhiên chỉ có vài thước dài, với lại chỉ có nửa thước sâu. Tần Trần lập tức liền hít một hơi lãnh khí, lấy hắn tu vi, mặc dù là thuận tay một kích, ở bên ngoài cũng có thể bổ ra nhất đạo dài đến mấy ngàn trượng khe, nhưng ở chỗ này cư nhiên chỉ là bổ ra một cái mấy thuốc dài khe, tranh lệch này cũng quá lớn đi. Khó trách trước bọn họ rất xuống thời điểm, sẽ té phải đau như vậy, mặt đất này quả thực quá cứng rắn, cơ hồ đều tương đương với cửu cấp tài liệu. Nhưng Tần Trần lại rất rõ ràng nhìn ra, mặt đất này phía trên nham thạch tuy là không nhìn ra đến đúng tài liệu gì, nhưng tuyệt đối chỉ là một loại nham thạch, mà không phải những thứ kia đỉnh cấp tài liệu, nơi này đến là cái địa phương nào. Mà để cho Tần Trần càng thêm kinh hãi đúng, tần ma cùng phùng khang an lúc này cũng theo trong thông đạo rớt xuống ầm một tiếng đập xuống đất đau đớn không thôi phóng tầm mắt nhìn tới bốn phía đúng đen kịt một màu hoang dã cùng tần trần bên này giống nhau như đúc nhưng nhưng căn bản không ở cùng một nơi hai người bọn họ tuy là đều theo trong thông đạo rớt xuống nhưng rơi đến hai cái bất đồng địa phương đây là một cái ngẫu nhiên thông đạo truyền tống đồng thời tại quỷ dị này trong thiên địa tần trần cùng tần ma giữa chỗ liên hệ đã hoàn toàn biến mất tuy là tần trần có thể cảm giác được tần ma tồn tại, nhưng căn bản không biết tần ma đến ở địa phương nào, chỉ biết là ở nơi này mảnh đen kịt dưới trời đất. Tần trần đứng ở trong thiên địa này, nội tâm có một ít u ám, hắn cảm nhận cấp tốc quét bốn phía, nhưng tại phiến thiên địa này phía dưới, hắn cảm nhận cũng bị nghiêm trọng hạn chế, cư nhiên chỉ có thể quét vạn mét khoảng cách. Mà ở bên ngoài, nếu như hắn nguyện ý, ngàn dặm trong phạm vi, đều có thể cảm ứng rõ ràng. Cảm nhận quét xuống một cái, tần trần không có quét đến bất kỳ vật gì, nhưng hắn vẫn không hiểu cảm giác được mảnh thiên địa này có một ít quỷ dị, toàn thân lạnh lẽo. Bồ Hưng Sương, ngươi làm cái gì? Đúng lúc này, bên cạnh đột nhiên truyền đến nhiều nguyên canh kinh sở tiếng, sau đó đúng kịch liệt tiếng nổ, tần trần vội vàng quay đầu, liền thấy Bồ Hưng Sương đột nhiên phát như điên hướng nhiều nguyên canh nhào tới, điên cuồng tiến công. Mà Lô Tử An ánh mắt cũng có chút mê mang, như là chúng ta. Tần trần trong lòng cả kinh, không hề nghĩ ngợi, trực tiếp tế xuất thanh liên yêu hỏa, tức khắc một vòng chạm mặt trời trói trang màu xanh lam phóng lên cao, huyền phù tại mọi người đỉnh đầu. Thanh liên yêu hỏa như là liệt nhật một dạng huyền phù giữa không chung, ánh sáng nhàn nhạt chiếu dọi xuống đến, chỉ là trong nháy mắt, liền có mấy cái bóng đen tràn ra, tốc độ kia vô cùng kinh người. Tần trần biến sắc, nơi này vậy mà cũng có bóng đen kia, với lại liếc nhìn lại. Ít nhất, có hơn 10 đầu bóng đen, mà bồ hưng xương cùng lô tử an trên thân, cư nhiên đều đã nằm úp sấp phía trên hai cái bóng đen, khó trách sẽ nổi điên. Tần Trần trong lòng là vừa sợ vừa giận, tại lôi đình chi hải trong thời điểm, hắn còn có thể dựa vào linh hồn lực cảm thụ được nguy cơ, nhưng ở chỗ này, hắn tuy là cảm giác được cổ quái, nhưng vậy mà không có bất kỳ nguy cơ hiện lên, những hắc ảnh này ẩn nấp năng lực, so tại lôi đình chi hải trong thời điểm mạnh đâu chỉ mấy lần. Dưới tức giận Tần Trần lập tức liền điên cuồng thôi động thanh liên yêu hỏa. Thanh liên yêu hỏa tại thôn vệ kỳ tủy u lam sau uy lực đại tăng, tức khắc kinh khủng nhiệt lượng điên cuồng cuồn cuộn ra ngoài, hơn 10 đạo chói tai kêu thảm thiết vang lên, tại thanh liên yêu hỏa dưới đã có chút nhàn nhạt cái bóng lập tức liền bị thanh liên yêu hỏa hòa tan hết sạch. Bồ Hưng Sương cùng Lô Tử An cũng trước tiên tỉnh táo lại, hai người mang trên mặt sợ không thôi thân hình, vội vàng dựa tần trần gần chút, mặt hoảng sợ. Trong nháy mắt diệt sát mười mấy cái bóng đen sau, tần trần trên mặt cũng không có bất kỳ vẻ buông lỏng, ngược lại càng thêm ngưng trọng, bởi vì tại thanh liên yêu hỏa lực sát thương ở ngoài khu vực, mơ hồ có một chút bóng đen như ẩn như hiện, nơi này bóng đen số lượng vượt xa tần trần tưởng tượng ra, so tại lôi đình chi hải thời điểm nhiều quá nhiều. Những hắc ảnh này không gì sánh được sợ hãi thanh liên yêu hỏa, trên mặt đều lộ ra một ít sợ hãi biểu tình, nhưng nhưng cũng không tán đi, chỉ là tại thanh liên yêu hỏa lực sát thương phạm vi ở ngoài khu vực liên tục chạy. Lô tử an đám người thấy như vậy một màn, ào ào hít một hơi lãnh khí, cả người lông tơ dựng thẳng lên, nổi ra gà tất cả đứng lên. Trần Huynh, người mau nhìn, bỗng nhiên, một bên truyền đến nhiều nguyên canh run thanh âm, Tần Trần quay đầu, liền thấy Nhiêu Nguyên canh mặt hoảng sợ nhìn một cái hướng khác, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi, thân thể đang khẽ run. Tần Trần vội vàng nhìn lại, tức khắc hít một hơi lãnh khí. Chỉ thấy tại Nhiêu Nguyên canh chỉ cái hướng kia, có một ít bóng đen một vòng chạy, mà ở những hắc ảnh này bên trong, lại có nhất đạo đen bên trong mơ hồ tản ra màu đỏ nhạt người hình bóng, Yện lặng đứng ở nơi đó, không có khuôn mặt trên mặt băng lãnh nhìn chằm chằm thanh liên yêu hỏa quang mang phía dưới Tần Trần bốn người, phảng phất tại tại ý mỉm cười đó là cái gì quỷ? Lô Tử An mấy người nhất thời cảm thấy tê cả ra đầu. Hư, giả thân giả quỷ, tần trần hư lạnh một tiếng, tâm cũng có chút hoảng sợ, này ám hồng sắc bóng đen hiển nhiên là so với hắn bóng đen càng đáng sợ hơn tồn tại, hắn lập tức thôi động thanh liên yêu hỏa, hướng ám hồng sắc bóng đen cuốn qua đi. Ám hồng sắc bóng đen dường như biết tần trần sẽ đối nó động thủ, tại thanh liên yêu hỏa cuốn qua trước khi tới, đột nhiên lui lại, sau đó cấp tốc biến mất ở đen kịt trong thiên địa. Trần Huynh, đó là vật gì? Nhiều nguyên canh run giọng hỏi, hắn cái này đường đường thiên tuần hội phó hội trưởng, lúc này cư nhiên đang run dày. chương 2034, ta nguyện nhập ma. Tần trần trao mày, trong lòng u ám, lắc lắc đầu nói, ta cũng không biết, có thể là những hắc ảnh này tiến hóa thể, cũng có thể là đồ đặc khác. Nhiều nguyên canh cùng người trong lòng lập tức chính là phát lạnh, tiến hóa thể. Chỉ là những hắc ảnh kia thì có khả năng để cho bọn họ sinh tử khó liệu, nếu như bị này ám hồng sắc bóng đen khống chế lấy, Vậy bọn họ kết quả sẽ là cái gì? Mọi người chỉ là ngẫm lại liền cảm thấy sợ nổi da gà. Tần Trần trong lòng cũng là tràn ngập cảnh giác, nếu như chỉ là trước kia cái loại này bóng đen, vậy hắn căn bản không sợ, bởi vì những hắc ảnh kia coi như là nhào tới trên người hắn, Tần Trần cũng có nắm chắc bản thân không sẽ bị lạc, dù sao liền Phùng Khang An cũng có thể có ngắn ngủi thanh tỉnh, mà hắn linh hồn chi lực nhưng cường hãn hơn Phùng Khang An quá nhiều. Thế nhưng này ám hồng sắc bóng đen, nếu như nhào tới trên người hắn, vậy hắn liền thật nguy hiểm nơi này đến là địa phương nào? Bạn đang nghe chuyện trên obookaudio.com, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần ngẩng đầu nhìn trời, không chung u ám, nội tâm hắn cũng như này u ám không chung một dạng, đen kịt tối tăm. Theo bên ngoài thoạt nhìn, không gian này phong ấn nội bộ giống như là một tòa bảo khố, bên trong phân bố bảo vật, nhưng sau khi đi vào hắn mới hiểu được, nơi này căn bản không phải cái gì bảo khố, mà là một mảnh tuyệt địa, một mảnh tử địa. Nhưng đến tột cùng là ai, bố trí ở chỗ này một cái như vậy tiểu thế giới tần trần trong lòng một đoàn loạn ma hắn chỉ biết là tiểu thế giới này lai lịch bất phàm rất có thể cùng lôi đình chi hải lai lịch có một loại sâu xa nghĩ tới đây tần trần không khỏi lần thứ hai hít một hơi lãnh khí nếu quả thật như bản thân suy đoán như vậy như vậy tiểu thế giới này có thể là sinh ra tại thời đại viễn cổ thậm chí sớm hơn kế trước mắt chỉ có đi một bước xem một bước đi thôi tần trần than nhẹ một câu trần huynh chúng ta bây giờ đi nơi nào Lô tử an trên mặt mấy người đều có sợ hãi, theo thật sát tần trần bên cạnh. Còn có thể đi đâu trong, dĩ nhiên là đi sâu vào nhìn một chút, này đất xuất hiện ở nơi này, tất nhiên có nguyên nhân chỗ. Tần trần vừa nói, một bên đấy vào thanh liên yêu hỏa, mang theo lô tử an đám người hướng về mảnh thiên địa này chỗ sâu đi tới. Hô, hừng hực thanh liên yêu hỏa thiêu đốt, toát ra nóng bỏng nhiệt lược, để cho bốn phía những thứ kia đen kịt bóng đen, ào ào tránh ra. Phóng tầm mắt nhìn tới thanh niên yêu hỏa ở ngoài ảnh dư sức không biết xuất hiện có bao nhiêu quỷ dị bóng đen, những hắc ảnh này đều tản ra băng lãnh hàn ý, dư tận nhìn chằm chằm lên hỏa diễm chính giữa tần trần mấy người, cách xa xa, như là quần đói không biết bao nhiêu năm đói như sói vậy, theo sát tần trần đám người. Tần trần tê cả ra đầu, mặc dù không biết nơi này bóng đen số lượng cụ thể có bao nhiêu, nhưng phóng tầm mắt nhìn tới, vô số bóng đen lướt động, như thế một đoàn bóng đen nếu như tất cả đều chạy đi nói, toàn bộ thiên vũ đại lục đều muốn hóa thành một mảnh luyện ngục. Bỗng nhiên Tần Trần tâm mãnh kinh, hắn phút chốc tỉnh ngộ lại, người đó nói không gian này phong ấn thì nhất định là vì phong ấn bảo vật mà chế tạo ra. Nếu như này phong ấn bản thân liền là vì phong ấn những hắc ảnh này mà tồn tại đây. Nghĩ tới đây, hắn cả người run lên, này không phải là không có khả năng, bởi vì tại tần ma bên kia, Tần Trần cũng phát giác nhiều bóng đen. Bất quá để cho Tần Trần kinh ngạc đúng, tần ma tiến nhập mảnh thiên địa này sau, như là con cá vào vào trong nước, vô luận là cảm nhận vẫn là lực lượng không những không giống tần trần một dạng bị áp chế, ngược lại là được tăng lên rất cao. Tại tần ma trong cảm giác, phía trước có nhiều bóng đen, những hắc ảnh này đối tần ma cũng không có đặc biệt lớn định ý, ngược lại cảm giác như là cùng loại một dạng, chỉ có đối phùng khang an tản mát ra khát vọng khí tức, hiển nhiên là muốn muốn đem phùng khang an khống chế. Phùng khang an đỉnh đầu nhìn chằm chằm thông minh hỏa, vô cùng khẩn trương nhìn bốn phía, đi theo tần ma bên cạnh, cẩn thận từng ly từng tí tìm kiếm khắp nơi. Tại đây đen kịt thiên địa một bên kia, khoảng cách tần trần hơn ngàn dặm bên ngoài một chỗ hư không ầm um, một đạo thân ảnh trọng trọng đập xuống đất sau đó trong khoảnh khắc nhảy tới thân ảnh ấy uyển chuyển tràn ngập nữ giới ôn nhu khí tức đúng là trần tư tư lúc trước tiến nhập thông đạo người kia đâu trần tư tư trong nháy mắt bò sau khi thức dậy nôn nóng ánh mắt vội vàng nhìn bốn phía trái tim rầm 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 nhảy loạn lòng bàn tay đổ mồ hôi thế nhưng bốn phía mênh mông vô biên căn bản không có bất kỳ bóng người nào đen kịt trong thiên địa chỉ có một mình nàng chữ đứng ở nơi này cô tịch hoang vắng giống như trong bầu trời đêm viên kia cô độc tinh thần để cho người ta tràn ngập thương hại tràn ngập yêu thương vẻ khổ sở theo trần tư tư khóe miệng vẽ bề ngoài lên ta rõ là nghĩ quá nhiều hắn tại sao lại ở chỗ này đây trần tư tư cười khổ khẽ thở dài một cái nàng một lần coi là tự xem đến sẽ là hắn nhưng nàng lại biết hắn ở lại cổ ngu giới rốt cuộc không thể đi ra tự xem đến có lẽ chỉ là nhất đạo ảo giác a. À. Phiêu Miểu cung, Trần Tư Tư ngẩng đầu, nguyên bản đa sầu đa cảm trên mặt vẫn như cũ khôi phục băng lãnh, một chút đông thông thiên đất hàn ý lan tràn ra. Chờ lấy, một ngày nào đó, ta sẽ đích thân đưa ngươi hủy diệt, vì hắn báo thù. Trần Tư Tư ánh mắt kiên quyết, nhỉ non nói ra. Khi nàng nói đến cái kia hắn thời điểm, nàng thậm chí ngay cả tên đều không dám nói ra, bởi vì nàng sợ bản thân vừa nói ra, nước mắt sẽ không ngừng được đi xuống. Hô đột nhiên thì nhất đạo lạnh lẽo cảm giác sau lưng trần tư tư hiện ra đến trần tư tư ánh mắt phát lạnh mạnh mẽ xoay người nàng tay phải lộ ra một tiêm mực khắc ma tức theo trong tay nàng đột nhiên cuồng quyển ra một âm lãnh bóng đen trong nháy mắt bị ma khí bọc lại nguyên bản toát ra tham lam mặt bên trên lập tức vạn phần hoảng sợ hư trước liền từng đánh lén qua ta coi là đồng dạng chiêu số có thể sử dụng lần thứ hai sao trần tư tư tay trong ma khí điên cuồng dũng động căn căn đâm vào bóng đen này trong thân thể bóng đen kịch liệt dẫy dụa tính toán thoát khỏi trần tư tư khống chế nhưng vô dụng bóng đen đang dẫy dụa trong bị trần tư tư trong nháy mắt thôn vệ hầu như không còn hóa thành hư vô nhất đạo khí tức âm lãnh tại trần tư tư trên thân dũng động nàng khí tức chợt mà trở nên càng thêm âm lạnh lên đồng thời tu vi cũng giống đúng tăng thêm một chút tản mát ra hơi thở lạnh như băng thoải mái trần tư tư trên mặt bao phủ từng đạo hắc khí con người biến phải càng thêm tại ý nhưng nàng cũng không để bụng oanh trong thân thể đột nhiên bộc phát ra vô số ma khí siêu 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 những thứ này ma khí hướng bốn phương tám hướng nổ bắn ra đột nhiên từng đạo chói tai hoảng sợ kêu thảm thiết vang lên ước chừng bảy tám đầu bóng đen bị những thứ này ma khí bọc lại liên tục thôn phệ ha ha tông chủ đại nhân nói muốn cho ta tiêu trừ này ma khí tại sao muốn tiêu trừ trần tư tư hai mắt đen kịt hiện lên đỏ sậm nàng nghỉ tư trong giống như tại hấp thu những hắc ảnh này trên thân lực lượng, trong khoảnh khắc những hắc ảnh này bị cắn nuốt hầu như không còn mà Trần Tư Tư trên thân khí tức lập tức có rõ ràng đề thăng. Một tia vô hình khí tức âm lãnh giống như muốn đem hư không đều đông lại, oanh nhiễu tại nàng bốn phía. Ha ha ha, ta muốn trở nên mạnh hơn, ta phải không ngừng trở nên mạnh mẽ, chỉ có như vậy mới có thể báo thù, ta muốn báo thù, vì thế. Ta nguyện nhập ma, Trần Tư Tư quát ầm lên, sợi tóc màu đen bay lượn như là ma thần. Chương 2035, Nữ đế Hàng Lâm. Ầm Trần Tư Tư cả người tỏa ra hơi thở lạnh như băng, chỉ thấy vô hình trong hư không, nguyên bản có một chút tới gần Trần Tư Tư bóng đen lúc này tất cả đều hoảng sợ tứ tán chạy trốn, cấp tốc biến mất ở không còn một mảnh. Trần Tư Tư không có đi truy kích những hắc ảnh này, mà là cấp tốc hướng về một phương hướng bay vút đi, tại đó, mơ hồ có một cổ vô cùng cường đại lực lượng đang hấp dẫn nàng đi qua. Lôi đình chi hải ngoại vi nơi nào đó, từng đạo đen kịt lôi quang dũng động, hung ác vạn phần, tràn ngập khí tức nguy hiểm. Bạn đang nghe chuyện trên obukaudio.com, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nơi này tuy là ở vào lôi đình chi hải ngoại vi, nhưng là lôi đình chi hải trong nơi nào đó cấm địa, có một mảnh khác hẳn với khác địa phương đen kịt lôi hồ, vô tận hắc quang phiên trào, thậm chí ngay cả cửu thiên vũ đế cường giả tiến nhập trong, cũng sẽ trong nháy mắt bị cắn giết. Tại đây đen kịt lôi trong hồ, chỉ có phiên trào lôi quang, không có bất kỳ bảo vật tồn tại, sở dĩ tuy là nơi này ở vào lôi đình chi hải ngoại vi, bình thường lại căn bản không có bất kỳ một cái nào thiên lôi thành võ giả sẽ đi tới nơi này. Nhưng lúc này, mảnh này đen kịt lôi trên bờ biển, lại đứng một đám khí thế bất phàm võ giả, đầu lĩnh là một gã thân xuyên hắc bào lão giả, bên trái tai dưới còn có một cái đen kịt nốt ruồi, nốt ruồi phía trên dài mấy cái thật dài tóc gáy, tăng thêm vài phần âm lãnh. Lão giả này hiện lặng đứng ở nơi này hắc quang lôi trên bờ biển, tình cờ có một đạo đen kịt lôi quang rơi ở trên người hắn, nhưng hắn vẫn hồn nhiên không cảm giác, hiển nhiên là một tên cường giả cấp cao nhất. Ít nhất, cũng là một gã hậu kỳ cử phách võ đế. Lúc này lão giả thần sắc tựa hồ có chút khẩn trương, nôn nóng tại chờ đợi cái gì, lại có vài phần chân tay luống cuống hình dạng. Siêu siêu siêu, đột nhiên, mấy đạo lưu quang bay xẹt tới, rơi vào lão giả này bên cạnh, cung kính nói, viên phó hội trưởng. Nếu có thiên lôi thành cao thủ ở chỗ này, tuyệt đối sẽ âm thầm khiếp sợ, trước mắt nhóm người này không là người khác, đúng là thiên lôi thành cao cấp nhất một trong những thế lực đấu vũ hội cao thủ mà đầu lĩnh kia lão giả cũng là đấu vũ hội một tên phó hội trưởng tên là viên thiên hoán này viên thiên hoán mặc dù chỉ là một tên cử phách phó đế nhưng ở đấu vũ hội trong địa vị lại cực cao đúng có thực quyền nhất tam đại phó hội trưởng một trong bởi vì vì người nọ rất có mưu lược vì vậy đấu vũ hội trong rất nhiều chuyện đều do hắn tự thân đem khống thế nhưng bởi vì vì thiên lôi thành rất nhiều đỉnh cấp thế lực hội trưởng thất tung một chuyện người này cũng cùng khác thế lực cao thủ một dạng bị phái ra đi tới lôi đình chi hải chỗ sâu tìm kiếm lại không nghĩ rằng vậy mà sẽ tại đây hắc hải chi địa. Sự tình làm được như thế nào đây? Lão giả mắt nhìn người đến, trầm giọng hỏi. Hồi viên phó hội trưởng, đã làm thỏa đáng, phương viên mấy ngàn dặm người, hôm nay đã không có một cái thiên lôi thành người, bất kỳ người nào dám can đảm tới gần nơi này, cũng sẽ bị chúng ta bày người chém giết. Người đến cung kính nói, lão giả gật đầu, thở phào một cái, nhưng mặt trên gấp gáp, vẫn như cũng khó có thể che giấu. Người nọ do dự một chút, không nhịn được ngẩng đầu lên nói, viên phó hội trưởng, chúng ta ở chỗ này đến đang đợi ai? Cái nào đại nhân vật, hắn thân là viên thiên hoán thân tín, vẫn là lần đầu tiên chứng kiến viên phó hội trưởng thật không ngờ khẩn trương, tại hắn trong ấn tượng, viên phó hội trưởng luôn luôn không sợ trời không sợ đất, tâm tư thâm trầm, cho dù tại hội trưởng phía trước, y nguyên đạm định vạn phần, hôm nay biểu hiện, thật sự là làm người ta bất ngờ. Không nên hỏi đừng hỏi, viên thiên hoán lạnh lùng quét hắn một cái, làm tốt người chuyện mình, hôm nay tới người, là chúng ta đấu vũ hội có thể tải thiên lôi thành đặt chân căn bản, nếu là chọc giận đối phương, người đến thuận tay giết ngươi, lão phu cũng sẽ không thay ngươi cầu tình. Người nọ dọa cho giật mình, vội vàng cung kính nói, vâng, viên phó hội trưởng. Viên thiên hoán không để ý tới nữa hắn, chỉ là ngẩng đầu nhìn về phía lôi đình chi hải ngoại vi, khá có chút khẩn trương nói, vị đại nhân kia đến tin trong thế nhưng nói, liền trong khoảng thời gian này chạy tới, hôm nay thời gian đã đến, là người nào còn chưa tới không sẽ là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn chứ bồn cung đã tới viên thiên hoán vừa dứt lời nhất đạo thanh âm lạnh như băng liền vang lên như là tại cực xa hoặc như là tại quá gần sau đó mấy đạo nhân ảnh liền tại trong hư không chợt xuất hiện theo lôi đình trong đi ra xuất hiện tại viên thiên hoán trước người trước mắt đầu người mang mũ phượng thân mang hồng bào đúng là thượng quan hy nhi tại nàng bên cạnh đi theo hai người trong một người đúng thượng quan cổ phong mà tên còn lại thân mặc áo choàng tỏa ra khí tức âm lãnh hiển nhiên là một tên dị ma tộc người. Gặp qua, nữ đế đại nhân, viên thiên hoán thân thể dung một cái, cấp vội cung kính quỳ mọp xuống, mà bên cạnh hắn vô số cường giả cũng quỳ mọp xuống, trong lòng khiếp sợ, run lẩy bẩy. Người đến dĩ nhiên là có thiên vũ đại lục đệ nhất nhân danh xưng là phiêu miểu cung nữ đế, thượng quan hy nhi. Dầm dầm dầm, bọn họ tim đập loạn, hoảng sợ không thôi, khó trách viên phó hội trưởng muốn như vậy cảnh giác, để cho bọn họ cung kính, thượng quan hy nhi, đây chính là tại thiên vũ đại lục một tay che trời siêu cấp cường giả. Đứng lên đi, đại giáo cho các ngươi sự tình làm như thế nào đây? Thượng quan Hy Nhi lãnh đạm hỏi, nàng cứ như vậy đứng tại trong hư không, bốn phía lôi đình lại bị ngăn cách bên ngoài, tạo thành một cái đặc biệt không gian khu vực. Hồi nữ đế, sự tình đã làm tốt, hội trường đại nhân đã liên hợp thiên lôi thành mấy thế lực lớn đem viễn cổ ma mở ra một lỗ hồng. Hôm nay, hội trường đại nhân đã mang theo các đại thế lực trưởng giáo đi trước tiến nhập viễn cổ ma địa chi trong, theo hội trường đại nhân sau cùng đưa tin nói viễn cổ ma đất lập tức sẽ mở một cái lối đi đủ để cho bất luận kẻ nào tiến nhập trong viên thiên hoán cung kính nói hiện tại chỉ một điều phiền toái đúng không gian phong ấn tại đi qua mấy lần di chuyển vị trí sau trùng hợp đi tới lôi hải tử địa chỗ lôi hải tử địa cực nguy hiểm cho dù trung kỳ võ đế đều khó đi sâu cũng chỉ có cực phách võ đế mới có thể đi vào sợ rằng sẽ ảnh hưởng nữ đế đại nhân kế hoạch lôi hải tử địa thượng quan hy nhi khẽ nhíu mày chợt lắc đầu nói cái này đúng thế không sao cả, bổn cung từ có biện pháp, bổn cung chỉ muốn biết, nơi đây có hay không như mấy vị theo như lời vậy. Thượng quan Hy Nhi quay đầu nhìn về phía người đội đấu bồng kia. Người đội đấu bồng kia cũng không nói chuyện, ngược lại khác bên cạnh, một đạo hắc ảnh hiện lên, đúng là thẳng đi theo thượng quan Hy Nhi dị ma tộc cường giả, cười khăng khắc quái dị nói, nữ đế đại nhân ngươi yên tâm, bản tòa tại nữ đế đại nhân phía trước, tự nhiên không dám nói lung tung. Chỉ cần nữ đế đại nhân có thể làm được bản tỏa đã từng yêu cầu những thứ kia, tộc của ta nhất định giúp nữ đế đại nhân nhất thống thiên hạ, tứ hải quy nhất. Ồ, thượng quan hy nhi nhìn khác, cũng không nói gì. Xem ra nữ đế đại nhân còn có không tin, bóng đen kia kiệt kiệt cười một tiếng, quay đầu hướng về phía viên thiên hoán nói, các hạ, phòng ấn đó bị phá vỡ sau, nhưng có bản tỏa đã từng khuyên bảo quái sự xảy ra chuyện. Viên thiên hoán nheo mắt, vội vàng nói, đây cũng là có, phòng ấn sau khi mở ra, các đại thế lực có không ít cao thủ đột nhiên nổi điên, về sau mới biết, nguyên lai like theo phong ấn đó trong, bỗng nhiên dũng mãnh tiến ra một ít bóng đen, những hắc ảnh này giống như quỷ mị, mặc dù là cự phách võ đế cũng cực khó cảm giác được, một khi bị xâm nhập, liền sẽ ý chí không rõ, hóa thành điên. Trường 2036, Trần Thanh, viên thiên hoán lòng vẫn còn sợ hãi nói, ta đấu vũ hội cường giả may mắn nữ đế đại nhân trước nhắc nhở, mỗi cái người mang dị hỏa, đều là tránh thoát một kiếp, nhưng khác thế lực, ngã xuống cao thủ lại không phải ít, hôm nay tại đây trong biển sấm sét cũng không thiếu bóng đen lướt động, nguy hiểm trọng trọng. Sĩ ma tộc cao thủ mỉm cười, hướng về phía thượng quan Hy Nhi cung kính nói, nữ đế đại nhân, hết thảy đều như bản tọa sở liệu, nữ đế đại nhân còn đang lo lắng cái gì đây? Thượng quan Hy Nhi liếc nó một cái, cười lạnh một tiếng, nói, vậy liền dựa theo ngươi kế hoạch chấp hành đi, đem thiên lôi thành dân chúng, đều dẫn vào viễn cổ ma địa chi trong, xem như chất sinh dưỡng, triệt để mở viễn cổ ma đất. Đại nhân anh minh, bóng đen liền cười rộ lên, thuộc dưới lập tức đi làm ngay. Viên thiên hoán cấp vội cung kính nói ra, bạn đang nghe chuyện trên o com chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thiên lôi thành, nhân sinh ồn ào, phi thường náo nhiệt, tuy là các đại thế lực cường giả tại lôi đình chi hải trong phát sinh đại sự, nhưng chuyện này chỉ ở mấy đại trong thế lực truyền lưu, bình thường trong thế lực biết được người cũng là cực ít. Giờ khắc này ở thiên lôi thành đông thành một tòa không nhỏ bên trong tử lâu, một số võ giả chính cùng một chỗ trời biển bao la, từ nam đến bắc không chỗ nào không nói. Các ngươi biết không, Hắc Tu hội Trần hội trưởng, thật là một nhân vật, mặc dù biết ma tu lâu không dễ chọc, nhưng vì cứu người, hay là trực tiếp nhằm phía ma tu lâu, nhưng ai biết, khi đó ở đây không chỉ có ma tu lâu người, còn có chúng ta Thiên Lôi thành tiếng tăm lừng lẫy lưu trung thương hội, hai thế lực lớn cao thủ đem Hắc Tu hội người thoáng cái liền bao vây ở, tiếng kia thế trùng thiên, các ngươi đoán sau cùng làm sao? một tên uống khí sắc có một ít phiếm hồng bé gầy nam võ giả kích khởi hứng thú nói chuyện nước miếng văng tung tóe nói ra đúng là hắn tin tức này rất lay động lập tức liền có rất nhiều mới vừa hồi thiên lôi thành không lâu sau võ giả kích động nhìn sang thậm chí có người cấp thiết hỏi về sau làm sao sắc mặt kia phiếm hồng bé gầy nam võ giả cũng không có thừa nước đục thả câu càng đem một bầu rượu toàn bộ uống xong rồi mới lên tiếng hắc tu hội trần hội trưởng hộ vệ bên người công lực thông thiên tuy là ma tu lâu cùng lưu trung thương hội có không ít phó đế cường giả thế nhưng ở đó hắc bi đại trong mắt người đó chính là nhảy nhót vai hề hắc bi đại nhân thậm chí ngay cả chân bảo cũng không có tế xuất đến hắn chân nguyên đại thủ trực tiếp bóp chết lưu trung thương hội lỗ sát hội trưởng. hắc hắc cái kia uy phong cái kia lợi hại này khả năng không lớn đi lưu trung thương hội lỗ sát hội trưởng, ít nhất cũng là cử phách phó đế nhân vật như vậy làm sao sẽ bị chân nguyên đại thủ liền bóp chết hơn nữa còn là đường đường lưu trung thương hội hội trưởng lấy lỗ sát hội trưởng thân phận trên thân sao lại không có bảo vật lập tức có người mang theo nghi hoặc hỏi lên bé gầy nam võ giả nhưng có thể biết mình nói lộ ra miệng nhanh chóng vỗ bàn một cái nói ra tiểu nhị không đủ rượu nhanh lên một chút mang rượu lên tới nói xong hắn lại xem thường đối đưa ra nghi vấn võ giả nói ra hắc hắc không có khả năng đó là bởi vì ngươi không biết hắc bi đại nhân lợi hại đó là tu vi thông thiên nhân vật ngươi là cửu thiên vũ đế sao Người ngay cả cửu thiên vũ đế đều không phải là, sở dĩ ta nói, còn ếch trong giếng A. Tên kia đưa ra nghi hoặc võ giả khí sắc phồng cũng có chút hồng, thế nhưng hắn vẫn như cũ phản bác, coi như ta không phải cửu thiên vũ đế, nhưng là xem qua đừng cao thủ thi triển chân nguyên đại thủ, cũng không trở thành thoáng cái liền bóp chết liêu trung thương hội lỗ sát hội trưởng chứ. Gây tiểu vũ giả càng là xem thường nói ra, khác võ giả làm sao có thể cùng hắc bi đại nhân so sánh, ta cho người biết, hắc bi đại người tu vi. Ít nhất, đúng đỉnh phong võ đế, không đúng, thậm chí so đỉnh phong võ đế còn lợi hại hơn, thậm chí là trong truyền thuyết thánh cảnh cường giả. Chúng ta Thiên Vũ Đại Lục đã hơn vạn năm chưa từng xuất hiện thánh cảnh cao thủ chứ? Bởi vì bé gầy nam võ giả nói khí thế, kẻ khác coi như là đưa ra nghi vấn, thanh âm cũng nhỏ rất nhiều. Bé gầy nam võ giả không thèm để ý chút nào nói ra, đó chính là đỉnh phong võ đế đi, ta nhớ được không rõ ràng lắm, khi đó ta chỉ nhìn thấy kiếm khí tung hoành, không gian xé rách, một trận đại chiến thật sự là kinh thiên động địa. Ban nãy hắn còn nói phó càn khôn dùng là chân nguyên đại thủ, trong nháy tiểu thành kiếm khí tung hoành không gian xé rách, bất quá bên trong tử lâu tu sĩ đều là thiên lôi thành một ít võ giả bình thường, dù sao cũng chẳng có ai đi ra bác bỏ. Ở tử lâu trong góc lúc này ngồi một tên thân xuyên đấu bồng màu đen, khí sắc có một ít cứng ngắc xấu xí nam tử, hắn nghe thế tên gầy tiểu vũ giả nói sau, trong mắt lập tức lộ ra kinh hỉ Giữa lúc hắn nghĩ còn muốn hỏi gầy tiểu vũ giả thời điểm lại một lão giả nói ra, vị bằng hữu này nói mặc dù là sự thực, lại cũng quá mức phù khoa, lão phu khi đó cũng ở tại chỗ, hắc bi đại nhân thực lực xác định thông thiên, đối mặt lỗ sát hội trưởng không sợ chút nào, giơ tay lên liền đem quy tắc đại đạo làm thành xiềng xích một dạng, mấy cái liền quất chết liêu trung thương hội lỗ sát hội trưởng. Khi đó lỗ sát hội trưởng cũng không phải là không muốn phản kháng, thế nhưng hắn bán nguyệt bát chân bảo cùng hộ thuẫn tại hắc bi đại nhân tiến công xuống, đơn giản liền bị nổ nát, lúc này mới cấp vội xin tha, nhưng hắc tu hội hắc bi đại nhân căn bản ngay cả để ý tới đều không để ý hắn lại thuận tay đem hắn chém giết theo ta thấy này hắc bi đại người tu vi ít nhất cũng là đỉnh phong võ đế cũng chính là chúng ta thiên lôi thành cao cấp nhất thế lực hội trưởng một cấp bậc nghe nói hắc bi đại nhân đúng hắc tu hội trần hội trưởng bảo hộ hắc tu hội trần hội trưởng tên gọi cái gì lấy hắc bi đại người tu vi vậy mà cam nguyện làm người này tùy tùng lúc này đột nhiên có người nôn nóng câu hỏi này câu hỏi đúng là ngồi ở xó xỉnh người khoác áo choàng rất rõ ràng hắn cảm giác lão giả nói so ban nãy gầy tiểu vũ giả cần điểm tựa nhiều. Kia lão giả gật đầu, không nhanh không chậm nói ra, điểm này, lão phu cũng nghĩ không thông, hắc tu hội hội trưởng nghe nói gọi Trần Thanh, nghĩ đến chắc là đại lục một cái nghịch thiên trong thế lực đỉnh cấp nhân vật đi, mà hắc đi đại nhân đúng thế lực đó trong cao thủ, cho nên mới phải nghe theo Trần hội trưởng phân phó. Trần Thanh, Tần Trần, không có ai chứng kiến câu hỏi người khoác áo choàng tại nghe được cái tên này sau, nắm chiếc đũa tay đang run rẩy nội tâm dễ nhận thấy ở vào vô cùng kích động bên trong lão giả này nói đáng tin nhiều, đưa tới tiếng thán phục âm ngược lại nhiều hơn. Trong bọn họ không ít người đều nghe nói thiên lôi thành nhiều hắc tu hội sự tình, đồng thời hắc tu hội còn đem liêu trung thương hội cùng ma tu lâu cho diệt, nhưng cụ thể đi qua, lại có rất ít người sẽ giải thích cho bọn hắn nghe. Hôm nay có người ở nơi này giải thích, tự nhiên hấp dẫn rất nhiều khi đó không ở hiện trường võ giả chú ý. Nghe nói ma tu lâu cũng có hậu trường, chẳng lẽ liền không ai tìm hắc tu hội phiền toái. Lúc này lại có người câu hỏi. Tất cả mọi người nghe nói qua ma tu lâu có hậu thiên, nhưng đến có không có hậu đài, lại căn bản không có người biết được, huống chi hắc tu hội diệt ma tu lâu sau, cư nhiên lấy được thiên tuần hội thân lãi, ma tu lâu người sau lưng coi như là muốn trả thù, chỉ sợ cũng khó đi. Lão giả lắc đầu, đông đông đông, mà đúng lúc này, dưới tử lâu đột nhiên truyền đến một loạt tiếng bước chân, sau đó một tên đồng dạng thân mặc áo choàng lão giả khí sắc vội vã xông lên tử lâu lầu 2. mươi 2037, đi hắc tu hội này mặt dung xấu xí đen gầy người khoác áo choàng nhìn người tới sau trên mặt lập tức liền lộ ra kinh hỉ biểu tình bỗng đứng lên đến nhưng không đợi hắn kịp mở miệng người đội đấu bồng kia đã sắp nhanh tới đến bên cạnh hắn hướng về phía hắn thấp giọng nói đi mau những người đó đuổi theo giọng nói rơi xuống đầu người kia cũng sẽ không theo từ lâu một cái khác thang lầu cấp tốc đi xuống sau đó rời đi từ lâu nhưng hắn vừa ra từ lâu vài tên khí thế bất phàm võ giả đã đem hắn cho bao quanh vây lại đem người đội đấu bồng kia trong nháy mắt bao vây vào giữa. Hừ, hai cái nhỏ con kiến cỏ nhỏ, đắc tội ta hồn thiên thương hội lại muốn theo chúng ta trong tay chạy trốn, không biết tự lượng sức mình. Người đầu lính thân bên trên lập tức tản mát ra đáng sợ sát cơ, lại là một gã sơ kỳ đỉnh phong võ đế, mà bên cạnh hắn hai người, thật đồng dạng bất phàm, cũng là cửu thiên vũ đế cường giả. Người đội đấu bồng kia hừ lạnh một tiếng, hai tay ngang ở trước ngực, khí thế đồng dạng bàng bạc ra, cư nhiên cũng là một gã sơ kỳ võ đế, chỉ bất quá hắn trên thân khí tức lên xuống bất định, hiển nhiên là thụ thương. Bạn đang nghe chuyện trên obookaudio.com, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ha ha ha, cư nhiên còn dám phản kháng, nói. Trong các người một tên khác ở đâu, hồn thiên thương hội cao thủ hừ lạnh một tiếng, đằng đằng sát khí, ánh mắt ưng trí. Muốn đánh thì đánh, phế nhiều lời như vậy làm cái gì? Người khoác áo choàng thanh âm có một ít khàn giọng nói ra, trong giọng nói mang theo kiên quyết. Còn rất có tình nghĩa, buồn cười, coi như hắn ẩn giấu có thể ẩn trốn bao lâu? nho nhỏ đỉnh phong võ hoàng mà thôi, tại này thiên lôi thành trong, còn có thể tránh được ta hồn thiên thương hội truy sát. ngoan ngoãn đi ra, giao ra đồ đạc, còn có đường sống, nếu không, hai người các ngươi toàn đều phải chết. hồn thiên thương hội cao thủ cực xem thường nói ra, lúc này không ít nhân đã bị nơi này tiếng động hấp dẫn qua đây, chứng kiến như vậy cảnh tượng, không khỏi nghị luận âm y. hồn thiên thương hội này nhưng là một cái uy tín lâu năm thương hội cư nhiên định tại thiên lôi thành trong động thủ lòng can đảm cũng quá lớn chứ từ lúc lần trước hắc tu hội sự tình sau thiên lôi thành trong động thủ người là càng ngày càng nhiều đó là nhỏ tranh đấu không thấy được này hai bang đều là cao thủ sao người đội đấu bồng kia trước đây chưa thấy qua xem khí thế không đơn giản a à, không có cũng là võ đế cao thủ chứ hồn thiên thương hội khác dẫm vào liêu trung thương hội vết xe đổ thôi đi ngươi cho là tất cả mọi người là trần hội trưởng cùng hắc bi đại nhân sao gia hỏa này xui xẻo, chọc ai không tốt, đi chọc hồn thiên thương hội, này không phải là mình muốn chết sao. Các loại tiếng nghị luận bên tai không dứt võ đế cường giả tại thiên lôi thành tuy là rất nhiều, nhưng ở tuyệt đại đa số võ giả trong mắt, đó cũng là nhất cao đẳng cấp tồn tại, huống chi trong một phương vẫn là hồn thiên thương hội, hiện tại hồn thiên thương hội muốn giết người, căn bản không có người dám ra đây nói nửa chữ, càng không cần phải nói đi ra ngăn trở. Tất cả mọi người chỉ có thể là người đội đấu bồng kia mặc niệm, tại thiên lôi thành nhất định phải khiêm tốn, coi như là võ đế cao thủ, cũng rất dễ dàng sẽ không cẩn thận đắc tội không có đắc tội thế lực. Trước ở tử lầu trong người khoác áo choàng lúc này đứng ở tử lầu lầu 2, nhìn bên ngoài trên đường phố một màn này, mang trên mặt nôn nóng cùng khẩn trương. Hắn không là người khác, đúng là trước đó không lâu vừa mới đến thiên lôi thành hắc nô. Mà phía dưới người đội đấu bồng kia, còn lại là đại bi lão nhân. Hai người bọn họ trước đây bị chấp pháp điện chầm chầm đến chặt nhất, thật vất vả mới chạy trốn chấp pháp điện truy tung, chạy tới Lôi Châu, đi tới Thiên Lôi Thành. Ai biết trước khi đến Thiên Lôi Thành trong quá trình, bọn họ trong lúc vô ý phát giác một chỗ bảo địa, lấy được một món bảo vật, là một quả có thể để cho cửu thiên vũ đế tẩy địch chân nguyên cửu cấp đế quả, chỉ là bọn hắn còn chưa kịp kích động, liền bị hồn thiên thương hội người để mắt tới, yêu cầu bọn họ dâng ra đế quả. Nếu như chỉ là giao ra đế quả vậy còn thôi, hồn thiên thương hội người chứng kiến hai người bọn họ dường như không có tổ chức, càng là cường hành yếu thế xin bọn họ hồn thiên thương hội là hồn thiên thương hội phục vụ thậm chí muốn khống chế bọn họ điều này làm cho hắc nô cùng đại bi lão nhân làm sao có thể nhẫn đại bi lão nhân tại thoát khỏi chấp pháp điện truy tung thời điểm vốn là thụ thương cực kỳ cần này đế quả rửa thân thể càng không cần phải nói hồn thiên thương hội còn muốn khống chế bọn họ hắc nô cùng đại bi lão nhân liều mạng thụ thương trốn tới ai biết này hồn thiên thương hội người thẳng truy tung bọn họ đến thiên lôi thành hôm nay càng là tại thiên lôi thành khóa chặt bọn họ làm sao bây giờ này thiên lôi thành là là đối phương địa bàn bây giờ bị để mắt tới sau càng khó thoát ra ngoài nên làm cái gì bây giờ hắc nô trong lòng tuy là nôn nóng nhưng hắn lại bắt buộc bản thân tỉnh táo lại cấp tốc suy nghĩ cách làm năm đó gia tộc hắn bị diệt hắn một thiếu niên xuyên càng nguy hiểm trọng trọng sơn mạch tiến tới là cái loại này tại thời khắc nguy cấp sắp chết không hãi sợ thiên phú lúc này trong đầu càng là cấp nghĩ thay đổi thật nhanh hắc tu hội đúng, đi hắc tu hội. Hắc nô lúc này trong đầu trong nháy mắt hiện lên trước ở tử lầu xuôi tai đến tin tức, trái tim của hắn bang bang nhảy loạn, trước hắn liền có cảm giác, này hắc tu hội cùng Trần Thiếu nói không chừng có thứ quan hệ nào đó, vốn định sau đó trước cùng đại bi lão nhân đi trong bí mật điều tra một phen, nhưng bây giờ đã không có biện pháp khác, chỉ có thể ngựa chết thành ngựa sống, đi hắc tu hội cầu viện. Nghĩ tới đây, hắc nô vạn phần quả đoán, cấp tốc từ cửa sau rời khỏi tử lâu, hỏi rõ một cái phương hướng sau, vội vàng rời đi hắc nô nóng ruột phía dưới, cũng không tỉ mỉ ẩn tàng thân hình, cách đi là lúc không có thể chứng kiến tử lâu bốn phía một ánh mắt phong tỏa lại hắn, lộ ra vẻ vui mừng. Đường phố bên ngoài, đại bi lão nhân thời khắc chú ý hắc nô động thái, phát giác hắc nô đã sau khi rời khỏi, thở phào một cái, cho dù hắn chết, chỉ cần hắc nô còn sống, vậy đầy đủ. Mấy ngày này trốn chết, hắn đã sớm đem sinh tử nhìn thấu. Đại nhân, chúng ta phát giác một tên khác tung tích. Thế nhưng đại bi lão nhân còn chưa kịp thở vào một cái, liền thấy một tên hồn thiên thương hội đệ tử vội vã đi tới, cấp tốc tại đầu lính kia sơ kỳ đỉnh phong võ đế phía trước cung kính nói ra. Được, rất tốt, đầu lính kia võ đế đại hỉ không thôi, người lập tức dẫn người tranh thủ hắn, cần phải đem người nọ cũng bắt lại. Vâng, đệ tử này cấp tốc dẫn người rời đi, trực tiếp truy tung hướng hắc nô chỗ. Ha ha ha, bản đế nói qua, chỉ bằng hai người các ngươi loài run dế cũng có thể chạy ra ta hồn thiên thương hội lòng bàn tay bắt thủ lãnh kia giọng nói rơi xuống phía sau hai gã võ đế phút chốc động một tả một hiếu, đồng thời tấn công về phía đại bi lão nhân ai đại bi lão nhân trong lòng thở dài mặt lộ bi sắc hắn không nghĩ tới mình và hắc nô liền chấp pháp điện truy tung đều tránh được sau cùng cư nhiên không có thể tránh được này hồn thiên thương hội truy tung cái này thật đúng là là người định không bằng trời định trong lòng ai thán đại bi lão nhân hai tay dĩ nhiên lộ ra cùng hai gã võ đế giao thủ cùng một chỗ mặc dù biết rõ phải chết cũng muốn oanh oanh liệt liệt chết. Ít nhất mang đi một cái võ đế lại nói, cũng không uổng tự mình tiến tới này nhân gian một chuyến. Mà ở đại bi lão nhân cùng hồn thiên thương hội người giao thủ là lúc, Hắc nô còn lại là cấp tốc chạy tới Hắc tu hội chỗ. Không được, bị phát hiện, Hắc nô quanh năm đang truy tung cùng phản truy tung trong quá trình, trước tiên liền phát giác phía sau theo mà người tới ảnh. Chương 2038, bắt ác đồ. Xem ra chỉ có thể vật lộn này lần gắng sức cuối cùng. Hắc nô than nhẹ một câu, vạn phần quả quyết, lúc đầu hắn là che giấu hành tung, vẫn còn ở cẩn thận từng ly từng tí chạy tới hắc tu hội, bây giờ bị phát giác sau, lập tức không che giấu nữa thân hình, đỉnh phong võ đế tu vi bạo phát đến mức tận cùng, hướng về hắc tu hội phương hướng lấy tốc độ nhanh nhất tiến lên. Trần Thiếu, hy vọng hắc tu hội là Trần Thiếu người cố ý thiết lập tổ chức. Hắc nô như phó giống như chết, cười khổ một tiếng, khuôn mặt trước đó chưa từng có kiên quyết. Cư nhiên bị phát hiện, đuổi theo, bạn đang nghe chuyện trên ô com chúc bạn nghe chuyện vui vẻ siêu 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 hắc nô phía sau nguyên bản lạng yên theo dõi mấy đạo nhân ảnh cũng cấp tốc bạo lướt lên đuổi sát đi tốc độ bọn họ cực nhanh cấp tốc tới gần hắc nô siêu 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 từng đạo thân ảnh này tại thiên lôi thành tầng trời thấp bay vút qua mang theo kinh người kinh khí cũng đưa tới không ít người không vừa lòng rầm 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 thậm chí hồn thiên thương hội người ở phía sau ào ào xuất thủ nói đạo lưu quang bạo dũng ra điên cuồng đánh phía hắc nô hắc nô liên tiếp né tránh bị trong mấy đạo kình khí đánh trúng tức khắc miệng tràn đầy tiên huyết nhưng hắn lại hồn nhiên không cảm giác tiếp tục điên cuồng xông về phía trước vài tên hồn thiên thương hội truy tung cao thủ không khỏi cười nhạt tại thiên lôi thành trong ra hỏa này cho là mình có thể chạy đi nơi đâu mặc kệ chạy trốn nơi đâu đều là một cái chết bọn họ điều tra rất rõ ràng hai người này tại thiên lôi thành trong căn bản không có bất luận cái gì chỗ dựa vững chắc hoàn toàn chỉ là hai cái ngoại lai tán tu gần gần hắc nô một đường chạy trốn phía dưới máu tươi vẫy xuống rốt cục tại hắn nhanh sắp không kiên trì được nửa địa lúc chứng kiến nơi xa một tòa kiến trúc hùng vĩ ở đó kiến trúc phía trên hắc tu hội ba cái bảng hiệu đại tự dạng người rực rỡ hắn kích động trong lòng phía dưới như tia chớp điên cuồng vọt vào ầm uhm, cũng không cùng hắc nô xông vào hắc tu hội nhất đạo trận pháp phần sáng tạo thành đem hắc nô ngăn cản ở bên ngoài ầm uhm một tiếng hắc nô đụng vào phía trên đại trận máu tươi bắn tung tóe phát ra thật lớn tiếng nổ mà chính hắn lại trọng trọng rơi xuống ngã xuống tại hắc tu hội cửa nằm trên mặt đất miệng phun tiên huyết đưa tay nhìn chằm chằm hắc tu hội bảng hiệu ánh mắt chờ mong nồng nhiệt đây là người nào ban nãy lại dám xông tới hắc tu hội thật lớn mật đám người chung quanh ào ào bị động tính hấp dẫn giật mình nhìn nằm hắc tu hội cửa hắc nô nghị luận ầm ỉ tại tần trần diệt ma tu lâu cùng lưu trung thương hội sau Hắc Tu Hội đã trở thành thiên lôi thành số một thế lực lớn, hơn nữa là các đại thế lực không nghĩ nhất chọc một trong những thế lực, tất cả đều bị tần trần quả quyết sát phạt cho giết sợ. Bây giờ thấy có người dám can đảm sông Hắc Tu Hội, tự nhiên đưa tới vô số người hiếu kỳ. Gia hỏa này điên sao, hồn thiên thương hội người cũng ngủ dọa giật mình, tên kia thật là to gan, dám sông tới Hắc Tu Hội, hắn chết không sao cả, nếu muốn liên lụy hồn thiên thương hội vậy bọn họ muôn lần chết chớ từ chối. Nhanh chóng đem người mang đi nội tâm hoảng sợ phía dưới, mấy người này vội vàng tựu muốn đem Hắc Nô bắt đi, nhưng bọn họ mới vừa hạ xuống, một tiếng hử lạnh tiếng liền từ Hắc Tu hội trong phút chốc truyền ra, người nào, tại ta Hắc Tu hội dương oai. Này thanh âm không lớn, lại như một thanh trọng chùy một dạng, hung hăng đập vào mấy người này trong lòng, bọn họ thân thể rung một cái, khí sắc trắng bệch, đầu mê muội không thôi, sau đó liền thấy một người vóc dáng nguy nga bóng người, theo Hắc Tu hội trong đi tới. Là Thiên Đế Sơn chủ, người kia là ai? Đám người đều ngạc nhiên, Hắc Tu hội thành lập, có không ít người là tận mắt nhìn thấy, trong lòng bọn họ chỉ nhận thức Tần Trần, Phó Càn Khôn, U Thiên Tuyết, Cơ Như Nguyệt, Hạ Vô Thương đám người, còn Thiên Đế Sơn chủ, bọn họ tất cả đều là lần đầu tiên thấy. Đặc biệt một ít thiên lôi thành đỉnh cấp thế lực, đều thời khắc đang âm thầm chú ý Hắc Tu hội, bây giờ thấy Thiên Đế Sơn chủ, đều là sửng sốt. Tuy là Thiên Đế Sơn chủ còn chưa từng xuất thủ, nhưng khí thế kia, cùng nhất cử nhất động ở giữa thiên địa chân khí triều bái đủ để cho người đoán được, người này ít nhất cũng là một gã cử phách phó đế cao thủ cấp bậc. Điều này làm bọn hắn trong lòng không khỏi lẫm liệt, này Hắc tu hội cường đại, so bên ngoài nghe đồn còn còn đáng sợ hơn a, à, lúc nào rốt cuộc lại nhiều một cái như vậy đỉnh cấp cao thủ. Tiền bối thứ tội, chúng ta là Hồn Thiên Thương hội đệ tử, hôm nay tại Thiên Lôi thành bắt một tên ác đồ, ác đồ kia biết rõ hẳn phải chết, vậy mà xông tới Hắc tu hội, hiển nhiên là muốn kéo ta Hồn Thiên Thương hội xuống nước, còn xin tiền bối cho ta cùng một cái cơ hội chúng ta lập tức đem này ác đồ mang đi, nghiêm thêm trừng trị. Vài tên hồn thiên thương hội đệ tử lập tức nơm nớp lo sợ nói ra, thanh âm sợ hãi không thôi. Đây chính là hắc tu hội A, đơn giản liền diệt lưu trung thương hội cùng ma tu lâu tồn tại, bọn họ hồn thiên thương hội tuy là cường hãn, nhưng liền lưu trung thương hội cũng không bằng, sao dám tại hắc tu hội phía trước dương oai. Nếu để cho hội trưởng biết được bọn họ xông tới hắc tu hội, không phải rút bọn họ ra không thể. Ồ, bắt ác đồ thiên đế sơn chủ lạnh lùng quét mắt hắc nô mà giờ khắc này hắc nô cũng gian nan ngẩng đầu ánh mắt chờ mong kích động nhìn thiên đế sơn chủ muốn nhận ra thiên đế sơn chủ tới nhưng sau một khắc hắn trong ánh mắt hào quang ảm đạm xuống bởi vì hắn phát hiện mình cũng không nhận ra thiên đế sơn chủ này một cao thủ cùng mình hiểu rõ đến bất kỳ trần thiếu bên cạnh cao thủ đều không phù hợp chẳng lẽ là ta đoán sai hắc nô trong lòng lạnh lẽo một mảnh khuôn mặt đau khổ đúng là vẫn là không có đùa giỡn sao tiền bối, chúng ta liền đem người cho mang đi. Hồn thiên thương hội người cẩn thận từng ly từng tí nói ra, nói tiến lên sẽ đem hắc nô mang đi. Chuyện gì xảy ra, lúc này, nhất đạo thanh âm lạnh như băng truyền đến, thanh âm kia tuy là băng lãnh, nhưng ẩn chứa một chút nhu hòa, thanh âm thanh lệ, như êm tai nhất âm sắc một dạng, là quen thuộc như vậy làm hắc nô ánh mắt phút chốc sáng, kích động ngẩng đầu. Chỉ thấy cách đó không xa, ba người chậm rãi đi tới, đúng là phó cản khôn mang theo ô thiên tuyết cùng cơ như nguyệt. Lôi đình chi hải khoảng cách thiên lôi thành vẫn có một ít khoảng cách, ba người bọn họ rời khỏi tần trần sau, cho tới bây giờ mới về đến thiên lôi thành, vốn định lặng yên không một tiếng động tiến nhập hắc tu hội, lại chứng kiến hắc tu hội cửa tụ lại một đám người, lúc này mới lộ diện đi tới. Sau đó, U Thiên Tuyết thân hình liền dại ra ở, kinh ngạc nhìn hắc nô. -no. Ngươi, tuy là hắc nô -no hôm nay bộ dáng, hình thể cùng đều có một chút cải biến, nhưng U Thiên Tuyết cùng hắc nô -no là ở đây trong đám người nhận thức thời gian dài nhất, tức khắc cảm thụ được một cổ không gì sánh được cảm giác quen thuộc. Hắc Nô cũng kích động nhìn U Thiên Tuyết, tuy là U Thiên Tuyết đi qua dịch dung, nhưng này loại khí chất và thanh âm, Hắc Nô làm sao cũng sẽ không quên. Chủ mẫu, U Thiên Tuyết, một người khác là, cơ như Nguyệt sao, Hắc Nô nghe nói tần trần cùng cơ như Nguyệt giữa một sự tình, lấy hắn trí tuệ, trong nháy mắt liền đoán được cơ như Nguyệt thân phận. Hắn kích động muốn mở miệng, nhưng hắn cũng không có kêu lên, bởi vì U Thiên Tuyết cùng cơ như Nguyệt khuôn mặt đều biến, dễ nhận thấy cũng giống như mình đi qua dịch dung, hiển nhiên là không thể để lộ bên ngoài. Đại nhân, bên ngoài làm sao? Mà lúc này, hạ vô thương, hạ vô nhu mấy người cũng theo hắc tu hội trong đi tới. Sau đó, tất cả mọi người chứng kiến nằm ở chỗ này hắc nô, biểu tình thoáng cái dại ra ở. chương 2039, người tựu là đại bi lão nhân. Hắc, mấy người kích động nhìn hắc nô, thân thể đang khẽ run, muốn mở miệng, nhưng cuối cùng vẫn không có đem hắc nô tên kêu lên, chỉ có nước mắt theo khóe mắt không kìm lòng nổi chảy xuống. Phó Càn Khôn cảm giác được không thích hợp, cao mày nhìn về phía U Thiên Tuyết. Là Hắc Nô, là Trần Thiếu phải đợi Hắc Nô. U Thiên Tuyết kích động truyền âm nói, Hắc Nô theo năm quốc tri địa vẫn đi theo Tần Trần, hơn nữa là Tần Trần quản lý Trần Đế các phụ tá đắc lực. Tuy là năm đó Hắc Nô là làm vi nô bộc theo Tần Trần, nhưng trên thực tế, nhiều năm như vậy ở chung, song phương sớm đã không có nô bộc quan hệ, mà là thủ túc bộ dạng liền huynh đệ, bằng hữu trong tay, Trần Thiếu đối Trần Đế các bất cứ một người đệ tử nào, đều xem thành là người thân. Bạn đang nghe chuyện trên obookaudio.com, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hồn thiên thương hội vài người không phải là đồ ngốc, đã mơ hồ cảm giác được không thích hợp, vội vàng dung giọng nói, các vị tiền bối, này ác đồ chúng ta liền mang về, xin thỉnh hắc tu hội các vị tiền bối thứ tội. Nói xong, trong một người khẽ cắn môi, lập tức chụp vào hắc nô, -no, sẽ đem hắc nô -no cho mang đi. Tại ta hắc tu hội cửa dương oai, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, ai cho các ngươi lòng can đảm. Một đạo kiếm quang hiện lên, phốc một tiếng huyết nhục âm thanh, một vệt ánh sáng màu máu chảy ra ra. Lạch cạch nửa đoạn cục tay rơi trên mặt đất, mở miệng là u thiên tuyết, cầm trong tay lợi nhận, ánh mắt lãnh đạm. Xôn xao, đám người trong nháy mắt tản ra, không có ai sẽ nghĩ tới, hắc tu hội người cư nhiên sẽ ra tới bất bình dùm, hơn nữa còn xuất thủ chém liền tên kia hồn thiên thương hội cường giả nửa đoạn cánh tay hồn thiên thương hội đầu lính cường giả sắc mặt tái nhợt đỡ lấy cụt tay trực tiếp nuốt vào mấy viên thuốc hoảng sợ nhìn u thiên tuyết khàn giọng nói tiền bối chúng ta cũng không phải là có tình ý tại hắc tu hội cửa dương oai là ác đồ kia biết rõ hẳn phải chết cố ý xông tới hắc tu hội còn xin tiền bối minh giám biết rõ chịu chết u thiên tuyết lạnh lùng nhìn hồn thiên thương hội mấy người người nọ bất chấp hắn vội vàng sợ hãi nói đúng người này tại lôi châu cảnh nội từng làm tổn thương ta hồn thiên thương hội đệ tử Ta Hồn Thiên Thương Hội một đường truy sát cái này, rốt cuộc tại Thiên lôi thành tìm được cái này tung tích, ngờ đâu người này biết rõ hẳn phải chết, cố ý xông tới hắc tu hội, đây rõ ràng là muốn kéo Ta Hồn Thiên Thương Hội xuống nước, còn xin tiền bối Minh dám, Ta Hồn Thiên Thương Hội cũng không mạo phạm hắc tu hội ý a. À. Người truy sát người này một đường, U Thiên Tuyết nheo mắt lại, thanh âm bộc phát băng lạnh. Hồn Thiên Thương Hội cường giả chỉ cảm thấy một cổ đáng sợ uy áp bao phủ ở bản thân, run lẩy bẩy phía dưới, hoàn toàn không biết nên nói cái gì chỉ là gật đầu nói là này giả dạ tự vừa ra phốc suy một đạo kiếm quang hiện lên hồn thiên thương hội vài tên võ hoàng cường giả ào ào bị chảm bạo máu chảy đầy đất tại ta hắc tu hội dương oai còn dám ngụy biện nghĩ đến ngươi mang ra hồn thiên thương hội danh tiếng bản đế cũng không dám giết ngươi sao u thiên tuyết hừ lạnh một tiếng sau đó nhất chỉ hắc nô nói mấy người các ngươi đem hắn mang vào thật tốt hỏi thăm bản đế ngược lại muốn nhìn một chút này hồn thiên thương hội nơi nào đến lòng can đảm tại ta hắc tu hội cửa dương oai căn bản không cần u thiên tuyết phân phó hạ vô thương mấy người đã vội vàng đem hắc nô đỡ lên hắc nô dùng rằng nôn nóng nhìn về phía u thiên tuyết vội vàng truyền âm nói đừng để ý ta đi cứu đại bi lão nhân đại bi lão nhân tại phía nam mộng nhạc tử lâu bị hồn thiên thương hội người vây quanh nhanh muốn làm biện pháp cứu hắn u thiên tuyết trong lòng vừa mừng vừa sợ vui là đại bi lão nhân cũng đến thiên lôi thành kinh hãi là đại bi lão nhân đang đứng ở nguy hiểm bên trong chuyện này giao cho ta đi, đại bi lão nhân, hắc bi lão nhân. Phó Càn Khôn không nói gì lời nói, sắc mặt như nồi, cuối cùng nhìn thấy tần trần cho mình đặt tên hai người này, hắn ngược lại muốn nhìn một chút, để cho mình lên một cái tên như vậy lão đầu đến là cái gì mặt hàng. Thân hình thoát một cái, Phó Càn Khôn dĩ nhiên tại chỗ biến mất. Ta còn chưa nói mộng nhạc tử lâu ở địa phương nào chứ. Hắc nô nôn nóng lời nói, yên tâm tốt tiền bối bọn họ tìm được. Hạ vô thương vội vàng nói, mọi người lập tức đem hắc nô mang vào hắc tu hội thiên đế sơn sơn chủ lại cấp tốc thay hắn chữa thương lên chỉ để lại mấy cổ hồn thiên thương hội đệ tử thi thể nằm ngang tại hắc tu hội cửa nhưng rất nhanh thì có thiên tuần hội người xuất hiện đem thi thể lôi đi phó càn khôn thân hình như điện thần thức buông thả ra đến đáng sợ thần thức cấp tốc tản ra tại này thiên lôi thành phía nam khắp nơi tìm kiếm hắn thần thức quét ngang phía dưới thiên lôi thành phía nam rất nhiều võ đế các cường giả chỉ cảm giác mình như là biển rộng thuyền con liên tục lay động khiếp sợ đồng thời cũng thầm giận không thôi, không nhịn được muốn chửi ầm lên. Nhưng khi hắn môn quét trên bầu trời đạo kia to lớn thân ảnh là ai thời điểm vội vàng co lên đến giả vờ làm cái gì cũng không thấy dĩ nhiên là hắc tu hội cái kia đồ phu gia hỏa này liền ma tu lâu lâu chủ cùng lưu trung thương hội hội trưởng nói giết cũng liền giết bọn họ nếu là dám đứng ra sợ không phải một cái tát liền bị đập chết chỉ trong chốc lát phó càn khôn liền đã tìm được mộng nhạc tử lâu đồng thời cũng chứng kiến bên ngoài quán rượu cảnh tượng. Lúc này Mộng Nhạc Tử lâu đã bị đánh tới bên cạnh, liền lâu bên ngoài một tên sơ kỳ đỉnh phong võ đế hướng về phía một tên cả người tiên huyết người khoác áo choàng cuồng nộ xuất thủ, mà bên cạnh hắn có hai gã võ đế, trong một tên võ đế đã mất đi một cái cánh tay, mà một gã khác võ đế cũng bị thương. Nhưng bị vây công người khoác áo choàng mặc dù trọng thương, lại mặt hung hãn, điên cuồng phản kích, nếu như không phải hồn thiên thương hội người ở chỗ này bố trí một mảnh trận pháp, có lẽ phụ cận đây một con phố cũng sẽ bị đánh bình. Trong trận pháp hồn thiên thương hội võ đế giận dữ không thôi vốn tưởng rằng ba người đối phó đối phương một cái hoàn toàn bắt vào tay dễ dàng lại không nghĩ rằng đối phương vậy mà ngoan cố chống cự nhất thời không bắt bẻ phía dưới đưa tới phía bên mình hai vị võ đế trọng thương tức khắc tức đến cả người run dám đả thương ta hồn thiên thương hội người hôm nay không giết ngươi lão phu cũng không họ hồng còn có một người khác ta hồn thiên thương hội đã phái người đi bắt yên tâm bản đế tuyệt sẽ không cho các ngươi chết đi một cách dễ dàng không đem bọn ngươi chém thành muôn mảnh, nấu dầu đốt đèn, cũng không gọi lâu ngự võ đế. Hồn thiên thương hội võ đế khuôn mặt dử tận nói, mà đại bi lão nhân cũng không nói gì, chỉ là liều mạng phản kích. Tên kia chính là đại bi lão nhân, phó càn khôn nhìn phía dưới đại bi lão nhân, lộ ra vẻ kinh ngạc, lấy sơ kỳ võ đế tu vi, tại tam đại võ đế tiến công dưới lại còn có thể trọng thương hai người, coi như là không sai. Hắn vừa nói, một bên đại thủ đã nói ra đi, đen kịt chân nguyên bàn tay ù ù nghiền ép mà xuống, ầm một tiếng, trực tiếp đem hồn thiên thương hội bố trí trận pháp oanh bạo ra, đồng thời đem hồn thiên thương hội vài tên võ đế đánh bay ra ngoài, ngã xuống đất thổ huyết không thôi. Này đột như đến một màn, khiến cho mọi người đều kinh sợ. Siêu, ngay sau đó phó cản khôn hạ xuống, đạm nhiên rơi trong chiến trường ương, tại tất cả mọi người sợ hãi dưới ánh mắt, bình thản quét mắt đại bi lão nhân, khóe miệng mang theo tiểu ý truyền âm nói, người tựu là đại bi lão nhân.